đến lạc, thượng câu. Triệu bân cùng tần mộng dao không có ngôn ngữ, lại ta có ăn ý. Ngoài cuộc tỉnh táo sao, hai hương bà bà chưa vạch trần, chỉ làm việc người ngoài. Đào hố cũng hảo, tính kế cũng thế, toàn hậu bối sự, nàng lười đến tham dự. Bất quá, so sánh với Minh Hải Lữ Dương, nàng xem triệu bân tiểu tử này so thuận mắt, đương nhiên, có chút yêu ai yêu cả đường đi ý vị, nàng cưng chiều tần mộng dao, kia hóa cũng đi theo dính điểm quang bái. Chợt vừa thấy thực xứng đôi, cẩn thận một nhìn rất có phu thê tương, nhưng không nhiều lắm thấy. Tới, Lữ Dương uy phong lẫm lẫm một bước đi tới phủ viện chống trải địa. Quyền đương đài chiến đấu, tuy không sao rộng mở, với hắn mà nói vậy là đủ rồi. Thu thập tiểu quỷ, ba lượng bàn tay sự, huyết mạch bá đạo lại như thế nào, đối nói tìm hiểu không đủ, như cũng là cửu lưu mặt hàng, hắn đường đường minh hải đích truyền, còn có thể thua này chiến không thành. Nói, khí thế của hắn chợt hàng. Cùng dai, hắn áp chế tự thân tu vi. Không chiếm tiện nghi, làm theo chùy chết người nha. Đạo hữu thật chú trọng. Triệu bân nhảy nhót liền tới rồi, hoạt động thủ đoạn động tác trước sau như một tiêu chuẩn. Nhìn lữ dương thể trạng, cấp này tới cái chín liền quăng ngã phần ăn, hẳn là không chết được người. Người kiềm chế điểm, xuống tay đừng quá tàn nhẫn, tần mộng giao hô một tiếng. muội muội yên tâm, tuyệt không thương hắn tánh mạng, lữ dương sâu kín cười. Hắn thật liền lấy một phen quạt xếp, siêu quạt xếp động tác, cũng là phá lệ chính quy, trang bước chuẩn bị thần khí sao. Siêu như vậy hai hạ, bước cách thật liền so ban đầu nhìn lóa mắt không ít, hảo mặt người, hình tượng rất quan trọng, rất tốt thanh niên tư thái cũng đến dọn xong. Khi ta chưa nói, tần mộng giao ho khan, tìm chỗ ngồi ngồi kia. Người nào, quá tự tin, cũng không phải gì chuyện tốt. Nhưng thêm niềm có tiền, Lữ Dương cười xem Triệu Bân. Như thế nào cái toán cộng, Triệu Bân còn ở hoạt động thủ đoạn. Ta thắng, cốt khu về ta, ngươi thắng, vật ấy về ngươi. Lữ Dương cười nhìn ngẫm, khi nói chuyện, trong tay còn nhiều một phen màu đen kiếm. Đây là huyền thương kiếm, nãi Minh Hải đặc thù huyền thiết đúc gia tạo, có thể so với chuẩn thánh binh. Một phen kiếm tưởng đến lượt ta cốt khu, này mua bán không có lời. Nghĩ muốn cái gì, đại nhưng nói thẳng, Lữ Dương diễn ngược cười. Ta thiếu tiền, thiếu công đức, triệu bân cũng dứt khoát, tục xưng nhị khuyết hảo thuyết lữ dương trong tay áo lại bay ra một vật tựa túi chữ vật nội thiết không gian này nội phóng minh thạch số lượng còn không ít trừ minh thạch đó là một cái tiểu sách vở ân cũng chính là nhân thủ một quyển sổ công đức chỉ cần hai bên nguyện ý công đức là có thể qua lại chuyển lữ dương phất tay túi chữ vật cùng huyền thương kiếm đều bay ra bên ngoài treo ở giữa không trung là gọi so đấu tiền đặt cược đến núi triệu bân cốt khu đối phương cấp cho không cho đều không sao cả một trận chiến này, hắn sẽ thân thủ đem này chóc, cấp tự mình dung đảo cũng không tồi. Danh tác A, triệu bân con người loang loáng, có thể vọng xuyên túi chữ vật. Bất quá, so với mình thạch cùng huyền thương kiếm, hắn càng xem trọng kia sổ công đức. Bà bà, ngài lão làm chứng kiến, Lữ Dương lại nói, tất nhiên là đối hai hương bà bà nói. So đấu hạ màn trước, sẽ không có người thứ ba nhúng tay. Hai hương bà bà từ từ nói. Như thế, rất tốt. Lữ Dương đột nhiên khép lại quạt xếp, một bước bước ra như quỷ mị biến mất, lại hiện thân, đã là triệu bân sau lưng, bàn tay như đao, bổ về phía triệu bân đỉnh đầu, hắn nói không đả thương người tánh mạc, nhưng chưa nói không phế đi triệu bân, dám để cho hắn tâm tình khó chịu, đại giới thực thảm thiết. Quang Minh Thân Triệu bân trong lòng một sất, thân thể như hóa thân Thái Dương, đốn quang mang vạn đạo. Lữ Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa, đụng phải cái ngay ngắn, đương trường bị quang hoảng hai mắt một bôi đen, thậm chí đánh xuống tới một trường, không ngừng đại thất chính xác, còn trong khoảnh khắc tang hết 8 phần trưởng uy, không đợi hắn hai mắt khôi phục thanh minh, liền giác một đôi ấm áp bàn tay to nắm chặt cổ tay của hắn, rồi sau đó, đó là thân thể mất đi cân bằng, toàn bộ đều bị kén tới rồi giữa không chung. Này đấu pháp, thân là quần chúng tần mộng giao cùng hai hương bà bà, tập thể nâng mắt. Triệu bân quang minh phương pháp thực không tầm thường, thật cho người ta đánh cái trở tay không kịp. Lần này cho người ta kén như vậy cao, sợ là muốn quăng ngã người, cảm giác định thực toan sảng. Đại quăng ngã người thuật, nhưng nghe Triệu Bân vừa uống lên khen, đã là eo mã hợp nhất. Bạn oanh một tiếng vang, Lữ Dương bị nện ở trên mặt đất. Hắn dùng thập phần lực đảo, tạp đại địa động run, cũng quăng ngã Lữ Dương thân thể nứt toạc, này nguyên bộ động tác, đó là không hề không khỏe cảm liền mạch lưu loát, bằng cường thế tư thái, hướng đối thủ tỏ rõ một phen lời nói, lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là chuột. Ta, Phốc, Lữ Dương này khẩu lão huyết, phun một trượng rất cao. Lúc trước, hắn là bị quang mang lung lay mắt, hiện giờ, cả người đều bị quang ngã mộng bức, cốt cách gân mạch chặt đứt một tảng lớn, nghe tần mộng giao cùng hai hương bà bà, đều trong lòng một lộp bộp, chứa nói thân chịu, nghe đều con mẹ nó đau, này đấu pháp chính xác dứt khoát lưu loát. Còn chưa xong, triệu công tử khí huyết bốc lên, lại cho người ta kén lên. Nói chín liền quang ngã, hắn thật liền cho người ta tới cái chín liền quang ngã bang bang tiếng vang, là một đạo tiếp một đạo. Người nào đó lão huyết, cũng là một ngụm so một ngụm phun bá khí chắc lậu. Đến thứ 9 quăng ngã, hắn cả người đều thành một đống, thân thể bị quăng ngã huyết nhục mơ hồ, nguyên thần cũng bị tạp tràn đầy vết rách, mới vừa rồi hắn vẫn là cá nhân, giờ phút này đã mất nửa điểm hình người, nghiễm nhiên đã thành một bãi huyết bùn, nằm liệt hình người trong hầm, từng đợt run rẩy Này liền, xong rồi. Chớ nói tần mộng dao liền hai hương bà bà, đều hai mắt phiên lưu nàng cho rằng cùng giai so đấu một trận chiến sẽ đánh dị thường xuất sắc nàng cho rằng lấy lữ dương nội tình có thể bước ra triệu bân át chủ bài ai từng tưởng triệu bân một đốn thao tác mãnh như hổ không gì cái hoa hòe lòe loẹt bí pháp lăng là một hơi cấp lữ dương quăng ngã tàn a à, lữ dương không hôn mê oanh một tiếng đứng lên tùy theo đó là một cổ rộng rãi bàng bạc khí thế không sai hắn giải tu vi đóng cửa ta triệu công tử một bước không đứng vững đương trường bị chấn phiên. Nhữ đáng chết, Lữ Dương một tiếng giận gào, phi đầu tán phát đuổi theo ra đài chiến đấu. Vốn là huyết nhục mơ hồ, thêm chi giữ tợn thần thái, hắn bộ dáng so lệ quỷ càng lành lạnh. Đủ rồi, hai hương bà bà đã đứng dậy, cường thế nhúng tay, bán thần uy áp ẩm ẩm hiện ra. Uy áp thành một loại vô thượng giam cầm, tựa như phong ấn, mạnh mẽ khóa Lữ Dương. Liên này, Lữ Dương còn ở hết sức giấy ruộng. Nề hà hắn đạo hạnh thấp, tránh không thoát trói buộc. Tiểu bối, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hai hương bà bà lời nói rất có uy nghiêm. Khi nói chuyện, này uy áp lại bỏ thêm một trọng, nàng này còn tính cấp minh hải để lại chút mặt mũi, nếu đổi làm những người khác, dám ở nàng phủ đệ làm càn, sớm bị nàng một trưởng đánh thành hôi. Nàng cường thế, là tốt nhất uy hiếp. Bạo nộ lữ dương, nháy mắt hành quân lặng lẽ. Còn dám nháo, hai hương bà bà thật sẽ giết hắn. Ngươi cho ta chờ, Lữ Dương con người màu đỏ tươi, một trận nghiến răng nghiến lợi, xám xịt rời đi phủ đệ. Đi lên, hắn còn nhìn thoáng qua tần mộng giao, đến tận đây mới biết, tần mộng giao mới vừa rồi câu nói kia, là đối triệu bân nói, nàng sớm biết rằng triệu bân chiến lực, là cố ý cho hắn đảo hố. Đáng tiếc, hắn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Không để yên, chuyện này không để yên. Tần mộng giao không cho là đúng, hù dọa nàng không hảo xử. Bên này, Triệu Bân đã lấy chiến lợi phẩm, trước sủy huyền thương kiếm, mới khai túi chữ vật, cầm một khối minh thạch nhìn lại xem, này nội ẩn chứa kỳ dị căn nguyên, phi thiên địa linh lực có thể so sánh, như thế bất phàm, khó trách có thể thành đồng tiền mạnh, này tuyệt đối là hảo ngoạn ý nhi. Ai gặp thì có phần nhi. Triệu Bân ha hả a cười, đem được đến minh thạch, cấp hủy đi thành tam phân. Tần Mộng giao giúp đại ân, hai hương bà bà cho hắn chữa bệnh, sao có thể làm người tay không? Trẻ nhỏ dễ dậy cúng hai hương bà không khách khí. Tần mộng giao càng không khách khí. Xem đi, vẫn là đánh nhau tới tiền mau. Nhiều tới mấy cái lữ dương kia hào, đều có thể làm giàu. Này công đức như thế nào chuyển? Triệu bân cầm sổ công đức, cũng là chiến lợi phẩm chi nhất, nhưng đều không phải là lữ dương sổ công đức. Này thượng không thấy tên húy, liền thấy 137 tên cửa hiệu, ấn hắn suy nghĩ, sổ công đức chủ nhân hơn phân nửa đã chết, đây là vật vô chủ. Đơn giản, lấy ngươi sổ công đức. Tần Mộng dao cười nói. Triệu công tử tùy tay cầm tiểu sách vở, treo ở giữa không chung. Nhưng thấy Tần Mộng dao nhẹ phẩy ống tay áo, Triệu Bân sổ công nước thượng con số, liền cọ cọ hướng lên trên thoán, thêm chi lúc trước cái kia nhị tự, này công nước số, tổng cộng có 139. Ông! Này một cái chớp mắt, Triệu Bân thân thể nở rộ huyền dị quang. Này giai phẩm tăng lên, đã từ nhỏ quỷ lên tới đại quỷ. Giai phẩm thăng cấp, hắn mới biết có thêm thành, đó là một cổ thật là kỳ dị lực lượng, tựa như tiên lực ở trong cơ thể tán loạn, rồi sau đó khắc vào hắn thân thể, lúc này trong cơ thể ấm dương một mảnh, sớm biết như thế, nên nhiều hố lữ dương một ít, muốn hắn cái ngàn tám trăm. Nếu không có việc gì, liền rời đi. Hai hương bà bà đã xoay người không thấy. Lúc đi, nàng còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua triệu bân, người này, tuyệt phi vật trong ao, thật nếu cho hắn cũng đủ phát dục thời gian, năm nào chi thành tựu, định là không thể hạn lượng đi rồi tần mộng giao cười dẫn đầu bước ra bước chân triệu bân ma lưu đuổi kịp người gặp việc vui tâm tình sảng khoái ta còn có chuyện quan trọng đi trước một bước thả trước tìm cái chỗ ở quay đầu lại tìm ngươi mới ra hai hương phủ đệ tần mộng giao liền lên trời mà đi đi lên không quên dặn dò triệu bân không gì đại sự đừng chạy loạn nàng đi rồi triệu bân thì tại trên đường đi bộ lúc trước là kẻ nghèo hèn trong túi không có tiền hiện giờ có mười vài vạn, thật là nhìn gì đều tưởng mua, nhìn quầy hàng chi vật, không ít thứ tốt, chính là giá có điểm quý, mua như vậy ba lượng kiện, lại sẽ thành kẻ nghèo hèn. Không biết khi nào, hắn mới tìm được một cái chỗ ở. Là cái tiểu viện tử, 800 minh thạch một tháng thuê. Ánh ánh trăng, hắn một mình một người ngồi ở lão dưới tảng cây, vọng xem thương nhiều. Cuối cùng là dàn xếp xuống dưới, nhưng này đêm khuya tĩnh lặng, khó tránh khỏi nhớ nhà cảm xúc. Chờ ta, triệu bân lẩm bẩm một ngữ khoanh chân mà ngồi vận chuyển vạn pháp trường sinh quyết dục đến cực hạn thân thể còn cần hết sức rèn đây là điều dài dòng lộ hắn một lòng phân đa dụng ở rèn luyện thân thể khi cũng không quên trọng tố vĩnh hàng giới hắn từng nếm thử đánh sâu vào dấu vết bí văn tới rồi cũng chưa có thể lay động liền hai hương bà bà đều bó tay không biện pháp sợ là thật đến đại đế ra tay đương nhiên còn có một cái khác biện pháp có thể nếm thử cũng đó là thiên kiếp chính là không biết, này vũ trụ hay không cũng có thiên kiếp, nếu có, lôi kiếp trung thiên uy, hay không cũng như nguyên vũ trụ, cường đến liền đại càn khôn đều đến cấp này nhượng bộ, thực sự có như vậy kiếp, chưa chắc không thể tan biến cốt khu bí văn, đỉnh đầu dấu vết cảm giác rất là khó chịu. Minh giới đêm, càng nhiều huề cuốn hàn ý âm phong. Triệu bân ngồi trên dưới tàng cây, như cái lão tăng không chút sứt mẻ. Tự hắn tâm thần xa vào, trong cơ thể cốt cách va chạm răng rắc thanh, liền chưa bao giờ đoạn tuyệt quá, cực hạn thân thể, cần hết sức rèn, này đối nguyên thần cùng cốt khu dung hợp vô cùng hữu ích, rốt cuộc, kia không phải hắn bẩm sinh thân thể, dù cho là một mạch tương thừa, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó hoàn toàn về vì nhất thể, vòng đi vòng lại rèn luyện, sẽ là một liều thuốc hay. Mạch, hắn đỉnh đầu có một mạt ô quang lóe sáng, là kia cuối cùng một đạo dấu vết, cũng như giam cầm khóa hắn. Tùy ô quang lóe sáng, hắn mơ hồ lại trông thấy quá thượng bóng dáng, bị hốn hốn độn độn che lấp, mơ hồ bất kham, cái này làm cho xa vào chung hắn, nhíu một tia ánh mắt. Lúc trước, hắn cuối cùng suy đoán, mới miễn cưỡng nhìn lén đến một góc. Lần này, hắn chưa để ý tới, kia đạo bóng dáng nhưng vẫn cái nhảy ra ngoài, đúng như bất diệt ấn ký, mà đều mặt không xong, dần dà, nghiêm trọng quấy rầy hắn tâm thần. Cái gọi là rắt một phát động toàn thân. Tâm cảnh không xong, gặp phải phản ứng dây chuyền, nhìn hắn thân thể trong ngoài, nhiều từng sợi bay múa pháp tắc, có chiến chi đạo, lực chi đạo, vĩnh sinh chi đạo, không gian chi đạo. Thế nhưng sao động bất kham, tựa như đối địch, thậm chí ở va chạm khi, kích động ra từng thanh như có như không đau và kiếm, tùy ý phách chạm hắn thân thể, áp đều áp không được. Phốc, đến nào đó cực hạn, triệu bân khai mắt, một ngụm máu tươi cuồng phun, vốn là hồng nhuận khuôn mặt, tức thì trắng bệch không có chút máu, tràn đầy khí huyết, bồng bột sinh mệnh lực, cũng tao lan đến, bị phản vệ hóa diệt, dần dần trở nên khô bại. Này cũng không phải là cái hảo hiện tượng đây là cái tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Hảo ngươi cái quá thượng. Triệu bân trong mắt nhiều hàn ý, mặc niệm tĩnh tâm chú, ổn định tâm cảnh. Là hắn xem nhẹ dấu vết, thế nhưng ở hắn tâm thần xa vào khi cho hắn tới như vậy một đau. Tuy là khó chịu, nhưng này một đau, đều không phải là rõ đầu rõ đuôi tai họa. Ít nhất, dấu vết làm hắn thấy được tự thân sơ hở. Tâm cảnh không xong là thứ nhất. Đề cập quá nhiều lĩnh vực vì thứ hai lớp người già nói tham nhiều nhai không lạn, không phải không có lý. Liền như hắn, chủ tu chiến chi đạo, còn kiêm tu không gian cùng thời gian chờ nhiều loại nói, ngày thường không gì, thật đến đặc thù thời điểm, tựa như mới vừa rồi, tâm thần hỏa loạn, khó có thể khống chế tự thân, mới dẫn phát rồi nhiều loại nói chi gian tương mắng, nhưng không phải tao phản vệ sao. Đến tưởng cái biện pháp, triệu bân lẩm bẩm một ngữ, phá không được dấu vết, kia liền đầm tự thân, không ngừng muốn trầm liếm tâm cảnh, còn phải chỉnh hợp nhất hạ sở tu đạo. Gió nhẹ nhẹ phẩy, trong viện nhiều lưỡng đạo bóng người. Vẫn là một hắc một kim, đúng là đế hoang cùng minh đế. Chẳng qua, triệu bân nhìn không thấy thôi. Chí tôn nếu tưởng che lấp, nho nhỏ huyền tiên là cảm giác không đến. Hảo quỷ dị giam cầm. Đế hoang nói, có thể xuyên thấu qua triệu bân thân xác, trông thấy kia đạo đen nhánh bí văn. Đó là một đạo đáng sợ dấu vết, gắt gao khắc vào triệu bân đỉnh đầu, Hắn tuy cùng đế sóng vai, lại vô đế chi sức mạnh to lớn. Có một số việc đế có thể làm được, hắn lại làm không được. Như này dấu vết, hắn liền bó tay không biện pháp. Xem qua, hắn nhìn phía Minh đế, không tính toán giúp giúp hắn. Hắn nếu họ diệp, giúp một tay đảo cũng không sao. Minh đế sủi xuống tay, ngáp một cái. Đế Hoang nghe lắc đầu cười, Minh đế lời này là nói cho hắn nghe a. À. Minh đế không cho là đúng. Như thưởng thức chân quý bản dường như. Nghiên cứu Triệu Bân cốt khu. Nói thực ra, mình giới có bậc này thân thể, hắn trước đó cũng không biết. Không biết về không biết, hắn không chút ngoài ý muốn. Nàng từng nói qua, ở một cái dị thường cổ xưa niên đại, vũ trụ ở ngoài thực không bình tĩnh, từng có không ngừng một lần đại hỗn chiến, nhiều vì siêu việt đại đế cường giả, lần này xem ra, kia chờ cường giả ngã xuống, khu cốt té cái này vũ trụ, hoàn toàn có khả năng. Hắn vẫn là quá tuổi trẻ. Luận cổ xưa niên đại, hắn sợ là còn chưa sinh ra. Minh giới chúa tể, đó là hậu nhân đối hắn nhã sưng. Thật tới rồi vũ trụ ở ngoài, hắn có lẽ chỉ có làm con kiến phần, vẫn là đãi ở nhà mình an toàn, bảo vệ tốt minh giới này địa bàn, đó là hắn lớn nhất sứ mệnh. Người trẻ tuổi, nếm chút khổ sở, không phải gì chuyện xấu. Thật lâu sau, mới thấy Minh Đế thu mắt, xoay người rời đi, đối Triệu Bân cốt khu dấu vết một chuyện, chỉ tự không đề cập tới, Đế Hoang làm không được hắn đích xác có thể làm được, nhưng mặc dù là hắn, thu thập lên, cũng là dị thường lao lực. Có này thời gian dỗi, tìm cái không ai chỗ ngồi, nhìn xem thư không hương sao. Hai trí tôn đi rồi, triệu bân lại khoanh chân mà ngồi. Các loại phản phệ, làm hắn thân thể, nhiều loang lổ ánh sáng. Không gì trở ngại, hắn nội tình cường hãn, không cần thiết lâu ngày, liền khí huyết bốc lên. Mỗ một cái chớp mắt, trong thân thể hắn có kháng hồn rồng ngâm vang vọng, đó là một loại chiến ý nói âm, vô địch mà bá liệt. Bậc này trạng thái đủ rằng có hơn phân nửa đêm, mới thấy hắn thân thể, bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Hắn lấy tự thân dung chiến chi đạo, lấy chiến chi đạo hóa đồng lò, uẩn dưỡng sở tu đạo, này mục đích, đó là lấy chiến chi đạo là chủ, dung hợp mặt khác nói. Bậc này linh cảm, nguyên tự với ngoại vũ trụ lam phát thanh niên. Hai loại nói có thể dung hợp sao? Có thể. Liền như lam phát thanh niên thời gian kiếm đạo, đó là thời gian chi đạo cùng kiếm chi đạo dung hợp nếu là ai hắn nhất kiếm tức làm thời gian cùng kiếm đạo song trọng thương tổn bất quá muốn chân chính đem nhiều loại nói hợp mà làm một khó nhập lên trời hắn tìm lối tắt lấy chiến chi đạo lò dưỡng trăm kinh từng cái đồng hóa đem mặt khác nói hóa thành chiến chi đạo chất dinh dưỡng như thế một đao chém ra đi cũng có thể đánh ra nhiều trọng thương làm hại uy lực này biện pháp chỉ là hắn tránh ra một đường hình thức ban đầu hay không chân chính được không, thử một lần mới biết được. Bạn lửa cháy thiêu đốt, các loại nói phát tắc, lại lần lượt xuất hiện, kích động ra các loại nói âm. Triệu bân tâm vô ngoại vật, lấy chiến chi đạo, chậm rãi đồng hóa không gian chi đạo. Như lúc trước suy nghĩ, chiến chi đạo sẽ là một cây đại thụ, đồng hóa không gian chi đạo, đó là một cái cam tuyền, tưới này cây đại thụ. Lấy này hợp đạo, này tiểu bối thật thú vị, đỉnh núi, minh đế từ từ cười. Như vậy tuổi, lại có như thế giác ngộ, trí tôn tâm cảnh như đế hoang, đều không khỏi thổn thức. Nhà ngươi hậu bối cũng không kém, lộ tuy bất đồng, trăm sông đổ về một biển. Minh đế cười nói, hai người này vừa thấy, đó là ba năm ngày. Đồng hóa không gian chi đạo, pha tốn thời gian, cũng hoặc triệu bân quá cẩn thận, không dám quá liều lĩnh một cái làm không tốt, ai sẽ là nhiều loại nói phản phệ, như thế, lộ chậm rãi đi mới an toàn. Hắn có ngộ đạo, cũng có hoang mang, ánh mắt khi thì hơi nhíu, lại khi thì giãn ra con đường này hắn chưa đi qua nhưng không được ở tối lửa tắt đèn chung sờ soạn đi trước sau ngô lại một lần quá thượng bóng dáng không hề dấu hiệu nhảy ra hắn vẫn là như vậy xa xôi như vậy mơ hồ mong muốn không thể tức hắn hình như có ma lực quấy giày triệu bân tâm thần dục đem này túm nhập tẩu hỏa nhập ma vực sâu túm triệu bân sớm có phòng bị vẫn là không chịu nổi ăn mòn tâm cảnh lại biến không xong nhưng này chỉ là ba lượng nháy mắt sự. Triệu công tử là gặp qua đại trường hợp, là trải qua qua sóng to gió lớn, đã ăn qua một lần mệt, cũng sẽ không trở lên hai lần đương, tùy tính tâm chú mặc niệm, mạnh mẽ ổn định tâm cảnh. Sự thật lại một lần chứng minh, hắn thiên phú là nghịch thiên. Khởi điểm hoặc có mâu thuẫn chiến tri đạo cùng không gian chi đạo, đã dần dần đi hướng đồng hóa. Đây là một cái cực hảo bắt đầu, trong bóng đêm lộ, hắn đã thành công bán ra bước đầu tiên, giờ phút này, lại đi xem chiến ý lửa cháy, nghiễm nhiên đã nhiều một mạt không gian sắc thái, mà bậc này sắc thái, chính bạn hai loại nói đồng hóa, mà dần dần tăng nhiều. Được không? Triệu Bân nhíu chặt ánh mắt, cuối cùng là bị một tia mỉm cười sở thay thế. Hắn đồng hóa không gian chi đạo, chiến chi đạo pháp tắc có thể tăng cầm, một quyền đánh ra đi uy lực, tương ứng sẽ nhiều ra không gian chi lực thương tổn, đến nỗi cường độ như thế nào, muốn xem hắn đối không gian mộ có bao nhiêu sâu nếu đối không gian chi đạo hiểu được có tinh tiến, đối chiến chi đạo, sẽ càng nhiều hơn thành. Đường đi khai, dư lại toàn hảo thuyết. Y dạng hỏa hồ lô sao. Không gian chi đạo sau, đó là kiếm chi đạo, vĩnh sinh chi đạo, ma chi đạo, lực chi đạo. Các loại nói hiểu được tuy so le không đồng đều, nhưng chút nào không ảnh hưởng đồng hóa, thả quen tay hay việc, tốn thời gian càng ngày càng đoàn. Năm nào, hắn có lẽ còn sẽ đề cập mặt khác nói, đều sẽ lấy này mà đi, thành chiến chi đạo chất dinh dưỡng. Ngộ càng nhiều, tự thân nội tình liền càng cường. Hắn sẽ là một mảnh uông, dương, hải nạp bách xuyên. Thật đúng là bị hắn đi ra, đế hoang cười nói. Người năm đó, chính là như vậy hợp đạo, lột xác thành vĩnh hằng sao, minh đế trong lòng lầm bẩm ngữ. Hắn là đế, đều có siêu thoát thế ngoại tầm mắt. Có chút chuyện này, ước chừng suy đoán một chút, cửa phụ nhi thanh. Vĩnh hằng, đó là một loại vô thượng nói, có bẩm sinh cùng hậu thiên chi phân, hiện giờ diệp thần, hiện giờ triệu bân, liền có hậu thiên tiềm chất. Như hắn lúc trước theo như lời, hai cái nghịch thiên yêu nghiệt, đi lộ tùy bất đồng, lại trăm sông đổ về một biển, hắn tu hỗn độn nói, diễn thiên địa vạn vật, mà hắn chiến chi đạo lò dưỡng trăm kinh, cũng có hỗn độn ý vị, nếu tu đến mức tận cùng, có lẽ thật có thể đem nói niết bàn thành vĩnh hằng. Hỗn độn nói vĩnh hằng, chiến chi đạo vĩnh hằng, đây là hắn đối hai tiểu bối tương lai bình luận yêu nhiệt a à. minh đế hít sâu một hơi lui xuống đỉnh núi hợp đạo lộ hắn cũng ở đi đến nay cũng không đi ra cực hạt luận cùng lúc hắn không bằng người nọ cũng không bằng diệp thần cùng triệu bân ngộ tính a à. là cái thứ tốt đế hoang cũng lui đêm khuya tĩnh lặng thực thích hợp mộ đạo uổng có đại đế cấp chiến lực lại vô đại đế cấp hiểu được hắn lộ như cũ thực dài lâu lão dưới tàng cây triệu bân còn gác kia ngồi tựa như một tôn pho tượng nhiều loại nói là đồng hóa lắng động lại một phen vẫn là rất cần thiết mà loại này lắng động lại sẽ là không kỳ hạn dưới ánh trăng tiểu viện tử nhân hắn mà nhiều từng mảnh quang huy bạn nói âm còn có các loại dị tưởng diễn biến xua tan hàn ý cũng đổi diệt hắc ám nãi không ít người đi ngang qua khi đều lông mày hơi trọn dục tiến vào đánh giá nề hà tiểu viện có cấm chế lấy bí pháp nhìn lén còn bị vừa lơ đãng nghi lung lay mắt không biết khi nào nói âm cùng dị tượng mới trừ khử với vô hình còn có sán sán vàng rực cũng tùy theo liễm với trong cơ thể khoanh chân nhiều ngày triệu bân cuối cùng là khai mắt ánh mắt như lưỡng đạo sắc bén kiếm thứ không gian bốc hỏa triệu bân một bước đứng dậy hung hăng rỗi người cảm giác vô cùng sảng khoái đãi nắm chặt nắm tay có thể thấy trưởng chỉ gian có lôi điện xé rách bàng bạc lực lượng nháy mắt tràn ngập toàn thân các góc chiến chi đạo lò dưỡng trăm kinh nếu này cũng coi như một hồi lột xác kia hắn giờ phút này nội tình thậm chí căn cơ, đó là bởi vậy mà đến hết sức tăng lên. Hắn chưa nhàn dỗi, tùy tay sách ra huyền thương kiếm, lăn qua lộn lại tảo lượng. Kiếm này thật là bất phàm, tài chất không tầm thường, kiếm thể tuyên khắc minh văn càng không tầm thường. Không được hoàn mỹ chính là, không thế nào tiện tay, xa không bằng hắn long nguyên tới cảm giác. Có tổng so không có cường. Hắn tế ra nguyên thần chi hỏa, bao vây huyền thương kiếm. Trên thân kiếm có dấu vết, cần luyện hóa mới được, này sống hắn lành nghề. Audio điện tử võ tấn bền. Quỷ thành sáng sớm cũng như dương gian trạng vạng sắc trời tối tăm. Điểm đen không có việc gì, mọi nhà đều treo đèn lồng màu đỏ, đi ở trên đường như dạo chợ đêm, có khác một phen phong vị, người nhiều liền náo nhiệt, đi nào đều có thể nghe nói thét to cùng giao hàng. Qua ở tiểu viện nhiều ngày triệu bân, cuối cùng là chạy ra đi bộ hắn đã bên ngoài vũ trụ giàn xếp xuống dưới, là nên đại làm một hồi, tu vi trong khoảng thời gian ngắn là tu không lên rồi, nhưng có thể tránh công đức, nhiệt hải là cái hảo nơi đi, nhiều tể mấy đầu ác long, công đức còn không được cỏ cỏ hướng lên trên thoán. Ai? Bên đường chỗ mặt chỗ, hắn mạch định thân, cảm giác tới rồi một tia kỳ dị dao động. Mọi nơi vọng xem một phen, hắn ánh mắt định ở một cái đầu châu quái trên người, ước chừng huyền tiên đỉnh, một chân đã bước vào động hư cảnh, thân thể dị thường hùng tráng, đến có 2 mét rất cao. Đầu trâu quái nên là cái tử quỷ, đi dạo phố khi cũng không quên ngửa đầu uống rượu. Mà kia kỳ dị dao động, liền tới tự hắn tử hồ lô, lại có độn giáp chữ thiên minh khắc, nên là năm tháng lâu lắm, chữ viết có chút mơ hồ. Nhưng Triệu Bân biết, kia gần là quan ngoại giao, đãi rèn luyện sau, sẽ là ánh vàng rực rỡ, đây là kinh nghiệm lời tuyên bố. Ngoại vũ trụ thế nhưng cũng có ngoạn ý nhi này, Triệu Bân cầm bầu rượu, một trận nói thầm, ngẫm lại cũng là, liền nguyệt thần đối này đều nói không nên lời cái nguyên cớ, nhất định liên lụy rất nhiều bí tân, quỷ hiểu đắc loại này từ có bao nhiêu, lại quỷ hiểu đắc lưu lạc tới rồi nhiều ít vũ trụ. Như vậy nghĩ, hắn đi mau vài bước theo đi lên, đạo hữu Đầu châu quái nghe tiếng, theo bản năng ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt một cái triệu bân, làm gì? Không gì đại sự, liền muốn hỏi một chút, người này tử hồ lô nhưng bán, triệu bân cười nói. Đầu châu quái nghe xong, lông mày hơi trọn, còn theo bản năng nhìn nhìn trong tay tử hồ lô, thật mẹ nó mới mẻ, lại vẫn có người bên đường mua thứ này, này phá tử hồ lô còn có thể là bảo bối. Đạo Hữu Triệu Bân kêu gọi một tiếng. Đây là đồ gia truyền, không bán. Đầu châu quái nói, không quên đối tử hồ lô ha một hơi, xong việc nhi, dùng ống tay áo lau rồi lại lau, một cái cỗ nát hồ lô, lăng bị hắn sát bóng loáng. Có phải hay không bảo bối thả trước bất luận, cần thiết toàn bộ đại danh đầu giá hảo thương lượng, triệu bân cười, làm sao không biết đầu châu quái tâm tư. Tiểu hữu thật sự như vậy thích, bán ngươi cũng không sao. Tám vạn, nói tốt đồ gia truyền, đầu châu quái ra giá khi, nửa điểm nhi không hàm hồ, chuyện này hắn thường xuyên làm. Tam vạn, năm vạn, thành giao, hai cái đại lừa dối buôn bán, chính là một cái mau. Một tay giao tiền một tay lấy hóa, một cọc mua bán liền như vậy vui sướng thành giao. Ta này còn có, nếu không đầu châu quái nói, lại sách ra một cái tử hồ lô. Triệu bân nhìn thoáng qua, thực dứt khoát siêu đầu, không cần. Không vội, nhìn nhìn này đó, đầu châu quái rộng mở quần áo, trong tay áo tàng càn khôn, tựa như một mảnh sao trời, có từng viên sao trời điểm suyết, mỗi một ngôi sao đều là một tông bảo vật, chai lọ vại bình gì đều có, lập lè các màu quang, chợt vừa thấy tưởng sao trời. Triệu bân để sát vào một bước, từng cái xem, từng cái nhìn. Nói thực ra, có không ít thứ tốt, liền như kia thanh đao, phẩm giai liền không ở huyền thương kiếm dưới, còn có kia mặt gương đồng, có kỳ dị quang huy nở rộ, xem lâu rồi còn lóa mắt lạc. Ai ra uy? Chính nhìn lên, triệu bân đột giác phía sau có người chụp hắn một chút. Ngoái đầu nhìn lại nhìn lên, nhưng bất chính là lúc trước cho hắn lấy máu quầy hàng chủ sao. Nói lấy máu không xác thực, là thu lấy hắn nguyên thần chi lực, như bị chém hai đao. Hôm nay sao không bày quán, triệu bân hàn huyên, lại tiếp tục xem đầu châu quái bảo vật, chưa chừng còn có độn giáp chữ thiên, thật nếu có lời nói, táng ra bại sản cũng đến mua A. À. Người này cốt khu không tồi A, à, quầy hàng chủ cũng thấu đi lên, trước nhìn thoáng qua đầu châu quái trong tay áo càn khôn, lúc này mới nghiên cứu khởi triệu bân, có rất nhiều bá liệt chi khí tiềm tàng. Phán quan thưởng ta, hắn có kia hảo tâm, có thể là ta lớn lên xoái. Ta, ta nói lão đầu nhi, người cũng không có việc gì đầu châu quái tà liếc mắt một cái, ánh mắt nhi ngụ ý cũng rõ ràng, ta này bán bảo bối đâu. Người nhà đừng gác này quấy dày, lăn một bên nhi đi. Tiểu nghiêu nhãi con, ra ngứa, quầy hàng chủ loát loát tròm dâu. Khi nói chuyện, hắn còn lộ một cổ khí thế, đỉnh đầu còn có quỷ vương hai chữ lóe sáng. Này hảo sử, thượng một giây còn nghiêu bức hống hống đầu châu quái, này một giây, nháy mắt cười ha hả, quỷ vương a. À. Giai phẩm so với hắn cao, tu vi so với hắn cao, nhưng không được cười ha hả sao không có triệu bân bên này đã thu mắt chưa tìm được độn giáp chữ thiên làm phiền hắn lưu lại một ngữ xoay người liền phải đi nào đi quầy hàng chủ một tay đem này túm chặt uống hoa tử triệu công tử tùy ý trở về một câu uống gì hoa tử a à? tìm cái tức phụ thật tốt đi ra ra mang ngươi đi cái hảo địa phương quầy hàng chủ nghiêm trang cũng mặc kệ triệu bân có nguyện ý hay không kéo khởi liền đi phía sau, đầu trâu quái vẻ mặt khó chịu, tổng giác quầy hàng chủ rào hắn sinh ý. Bất quá, nhớ tới tử hồ lô bán năm vạn minh thạch, hắn lại nháy mắt vui tươi hớn hở. Túm ta đi đâu? Đi liền biết. Quầy hàng chủ lôi kéo triệu công tử, đi quỷ thành chỗ sâu trong. Đến một tòa quỷ đầu cự môn trước, hai người mới dừng lại bước chân. Này gì địa phương, triệu bân ngửa đầu nhìn thoáng qua. Đánh cuộc đấu trường, không có tới quá đi. Quầy hàng chủ đã nhấc chân bước vào đánh cuộc đấu, Triệu Bân nói thầm một tiếng, tùy theo theo đi vào. Đánh, truy chết hắn. Ngươi chạy gì, phóng đại chiêu A. À. Đầu là cháu môn, đánh nó đầu. Mới vừa rồi tiến vào, Triệu Bân liền nghe hô to gọi nhỏ thanh. Đãi liếc mắt một cái hoàn xem, mới biết là một phương đại thế giới, cũng như bên ngoài, tối tăm bất kham, nơi đây nhiều đỉnh núi, mỗi một đỉnh núi thượng đều bãi một tòa đài chiến đấu, đài chiến đấu hạ, tụ đầy người ảnh, hoặc là là ăn thương dược, hoặc là là tiêm máu gà, gào kinh thiên động địa, các đỏ mặt tía tai, như vậy không khí, nhưng thật ra cùng sòng bạc pha giống. Náo nhiệt đi, quầy hàng chủ cười nói. Âm tào địa phủ, chính xác nhiều vẻ nhiều màu, triệu bân một tiếng thổn thức. Đánh cuộc đấu sao, đơn giản lên đài đánh nhau, ước hảo điểm có tiền, ai thắng ai lấy bái. Khi nói chuyện, hai người đã bước lên một ngọn núi đầu, toàn bộ đánh cuộc đấu trường, liền thuộc người ở đây nhiều, trên đài ẩm vang không ngừng, dưới đài tê uống đầy trời, bóng người là minh mông một tảng lớn. Triệu Bân ở góc định thân, tùy mắt nhìn phía đài chiến đấu, đại chiến chính hàm, thứ nhất là cái người vạm vỡ, sách theo một đôi diều chiến, đại khai đại hợp, tu vi cảnh giới sao. Huyền tiên cấp bậc, lại nhìn một bên khác, thân khoác áo giáp, che mặt cụ, trong tay còn cầm một cây màu đen chiến mâu, công phạt cực mãnh liệt, nhiên, này con người chất phác lộ trống, không hề người chi tình cảm. Con dối, triệu công tử sờ sờ cầm, đó là cương thi, quầy hàng chủ rót khẩu rượu. Không sai biệt lắm, triệu bân một tiếng nói thầm, nhìn phía đài chiến đấu một bên, kia có một mảnh vân đài, này ngồi một lão đầu nhi, hàng thật giá thật động hư cảnh, cũng đó là này vũ trụ theo như lời thánh nhân, hơi thở mịt mờ, đầu huyền minh đem hai chữ, tựa ẩn nếu hiện. Lão đầu nhi phía sau, còn lập một tôn tôn thân khoác áo giáp cương thi, hoặc là dẫn theo đại đao, hoặc là sách theo sát kiếm, cấp bậc từ cao đến thấp không đợi, xử tại kia không chút sức mẻ lão nhân kia nhi là đài chủ xem như đánh cuộc đấu nhà cái quầy hàng chủ giải thích nói này phía sau những cái đó đều là hắn cương thi lên đài đánh cuộc đấu giả bằng tu vi trang bị cương thi làm đối thủ cương thi cấp bậc sẽ so người khiêu chiến cao một bậc như ngươi hoàng cảnh tu vi cần khiêu chiến chuẩn thánh cấp cương thi nếu ngươi thắng điểm có tiền về ngươi nếu ngươi thuộc điểm có tiền về đài chủ đánh cuộc minh thạch chẳng lẽ đánh cuộc tức phụ ý tứ này a à? Triệu công tử tinh thần tỉnh táo, ánh mắt sáng như tuyết. Đây là cái kiếm tiền hảo địa phương, cũng là cái làm giàu hảo chiêu số. Như thế nào, thử xem không, quầy hàng chủ làm mặt quỷ nói. Vậy thử xem bái, triệu bân mông áo đen, còn lấy tiên lực hóa ra một đạo mặt nạ, che giấu khuôn mặt, muốn tại đây đại làm một hồi, đến tàng hảo thân phận, miễn cho đài chủ thua sốt ruột, cho hắn xếp vào sổ đen, này, cũng là kinh nghiệm lời tuyên bố. Phanh, bạn một tiếng nổ vang, Người vạm vỡ bị đánh rất đài chiến đấu. Hắn thương có điểm thảm, toàn bộ đều bị đánh ngốc, hai thanh hung hãn diều chiến, cũng theo đỉnh núi, một trước một sau bay tứ tung đi ra ngoài, trùng hợp một người đi ngang qua, bị đệ nhất đem diều chiến tạp cái ngay ngắn, đệ nhị đem diều chiến càng nhiều tính, hơi kém cho người ta chém thành hai nửa. Kia hóa cũng là bi thôi, bị họ diệp truy, bị họ triệu tấu, hiện giờ tới đánh cuộc đấu trường, đi đường đều có thể bị tạp, lông xù xù đầu, huyết phần phật một mảnh không ai để ý tới hắn, đều đang xem đài chủ, hơn nữa, sắc mặt một cái so một cái hắc. Thực hiển nhiên, bọn họ thua thảm, nhìn đài chủ ánh mắt nhi, tự sẽ không hiền lành. Đài chủ không cho là đúng, đánh cuộc đấu sao, bằng bản lĩnh lấy tiền, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nhưng còn có khiêu chiến, đài chủ xoa xoa bả vai, quét nhìn thoáng qua dưới đài. Này có, quầy hàng chủ pha tự giác, thuận tay liền cấp triệu bân đẩy lên rồi. Còn mông cái mặt nạ, trình thần thần bí bí, dưới đài người nói thầm không ngừng. Tiên có người có thể thấy rõ triệu bân tôn vinh, chỉ biết tu vi hoàng cảnh, hơi thở quái dị. Người từ ngoài đến, tầm mắt cao giả cũng không ít, liền như đài chủ, ở phân rõ một phen lúc sau, liền ngồi thẳng một phân, sớm nghe nói về ngoại vũ trụ nhân tài, hắn hôm nay mới nhìn thấy chân nhân. Đừng ẩn giấu, đều biết là ngươi, quầy hàng chủ gào to một tiếng. Triệu bân một tiếng ho khan, là hắn suy nghĩ nhiều, hắn này hơi thở một lộ, thân phận rõ như ban ngày, không có biện pháp, ai làm hắn là người từ ngoài đến đâu. Che lại kín mít, cũng tàng không được. Vạn chúng chú mục hạ, hắn cởi ra áo đen, cũng bóc mặt nạ. Tiểu hỏa nhi lớn lên còn rất xoái, dưới đài không ít nữ tu, luôn có như vậy mấy cái không rụt rè, xem mắt đẹp liên liên, này có thể so đầu trâu mặt ngựa, nhìn thuận mắt nhiều. Đánh cuộc bao lớn, đài chủ cười xem triệu bân. Liền này đó, triệu bân sách túi chữ vật, vứt đi mua rượu hồ lô 5 vạn, dư lại 10 vạn minh thạch, cơ bản đều tại đây. Ai nha? Dưới đài người thấy chi, đều là một trận kinh dị. Đài chủ kiến chi, cũng là lông mày hơi trọn, cái này ngoại lai dựa qua tử, rất có tiền nào. Thua nhưng đừng quyệt nợ, đài chủ bàn tay vung lên, một tôn cương thi ầm ầm lên sân khấu, thỏa thỏa chuẩn thánh cấp, đừng nhìn là cương thi, lại khí chàng cường đại, đặc biệt là trong tay quỷ đầu đao, sáng như tuyết sáng như tuyết, lưỡi đao thượng còn nhiễm huyết, giống như là một mặt trang trí này cương thi nhưng không yếu. Không ít mặt mũi bầm dập người, đều bụng mặt tới như vậy một câu. Nhìn dáng vẻ, không thiếu lên đài đánh cuộc đấu, cũng không thiếu bị này cương thi bạo trùy. Đài chủ cũng là gà tặc, nhiều như vậy chuẩn thánh cương thi, thuộc này tôn phẩm chất thượng giai, nói rõ muốn tránh người kia 10 vạn minh thạch, ngoại lai tiểu tử quá không đầu óc, ngốc ngách liền lên đây. Tới, triệu bân vừa uống lên keng, hoàng kim khí huyết bốc lên. Hắn này căn nguyên một lộ, ở đây người đều tâm cảnh run lên đặc biệt là đặc thù huyết mạch run lợi hại nhất kia nên là huyết mạch áp chế này tiểu nhân huyết thống cực kỳ bá đạo ong quỷ đầu cương thi động một bước đạp toái đài chiến đấu một đao quét ngang càn khôn triệu bân xem cũng không xem một cái đại quang ngã bia tay kén đi ra ngoài bàng oa bạn kim loại va chạm thanh bao gồm đài chủ ở bên trong quần chúng đều tập thể ngưỡng mắt không trách bọn họ như thế chỉ vì quỷ đầu cương thi bị một trưởng kén bay, ở giữa không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, rơi xuống đất khi, còn bạn hét thảm một tiếng, lại là cái kia bi thôi báo đầu tinh, chân trước mới vừa bỏ dậy, sau lưng đã bị cương thi tạp bò. Này liền, xong rồi. Hoàng cảnh đánh chuẩn thánh, một trưởng kén phi. Cái này ngoại vũ trụ tới tiểu tử, quả nhiên có chút ít bản lĩnh. Ba lượng nháy mắt tĩnh lặng sau, dưới đài một mảnh ồn ào sôi sục liên quan triệu bân tới quầy hàng chủ, đều kinh hai mắt phiên lưu, biết kia hóa không đơn giản, nhưng này một cái tát, cũng không tránh khỏi quá bá khí chắc lậu, tốt xấu là một tôn chuẩn thánh cương thi, một trưởng liền cấp làm phiên. Thân sắc xuất sắc nhất, vẫn là đài chủ, vì kiếm này 10 vạn minh thạch, hắn tuyển chính là mạnh nhất chuẩn thánh cương thi, vốn tưởng rằng ổn thắng, ai từng tưởng, bại như vậy dứt khoát lưu loát, hắn hôm nay thắng minh thạch, còn chưa đủ này một phen thua. Sao đâu, đưa tiền nào, dưới đài người sôi nổi ồn ào, đặc biệt là những cái đó khiêu chiến kẻ thất bại, gào nhất vang dội, mẹ nó, thua vài thiên, cuối cùng là có thể nhìn thấy đài chủ xuất huyết, hơn nữa, vẫn là vừa ra 10 vạn, ngẫm lại đều con mẹ nó thoải mái. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đài chủ cái kia mặt nào, nhiễm nhiên đã không phải mặt. Nhiều người như vậy nhìn, hắn dám không cho, làm buôn bán sao. Giảng chính là tín nghĩa, vẫn là này tới tiền mau, triệu bân ha hả cười, tổng cộng 20 vạn minh thạch, lại cấp bãi kia, vẻ mặt phúc hậu và vô hại tới một câu, tiền bối, ta lại đến một cái. Đúng vậy, nhiều tới mấy cái, dưới đài người cái đỉnh cái phấn khởi. Rốt cuộc tới cái có thể đánh, hôm nay một ngụm cấp kia hóa làm đến phá sản. Người phi người bình thường, lão phu muốn đổi thánh nhân cương thi. Đài chủ ý vị sâu xa nói, còn có thể như vậy không biết xấu hổ, dưới đài người, từng cái đều ở phiết miệng. Đài chủ trực tiếp làm lơ, chỉ xem triệu bân, còn khiêu chiến. Tùy ý, Triệu Bân cười cười. Thua đừng hối hận, đổi đài chủ tới tinh thần, chuẩn thánh cương thi chiến bất quá ngươi, xem ta thánh nhân cương thi chủy chết ngươi nha, làm đài chủ, ai còn không điểm áp đáy hỏm nhi hóa, mơ màng hồ đồ thua 10 vạn minh thạch, kia đến tìm cái bãi trở về. Vèo, thấy hắn vung tay vung lên, trong tay áo bắn ra một sợi ánh sáng tím. Thánh nhân cương thi lên sân khấu, lại là cái thiếu niên, bạch y xuất trần. Đừng nhìn hắn cái đầu thấp, thân thể đi trầm trọng, rơi xuống đất khi, dẫm ngọn núi đều một trận lắc lư, thấy hắn, không ít người đều theo bản năng lui một bước, thiếu niên này, tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật, từng có cường đại chuẩn thánh thượng đài khiêu chiến, bị hắn một cái tát đánh tan thành từng mảnh. Kém nửa bước, nhất thiên nhất địa A, triệu bân thầm nghĩ, chuẩn thánh cương thi cùng thánh nhân cương thi, xa không phải một cái cấp bậc. Đánh, đài chủ một tiếng khiển trách, tùy hắn ra lệnh, thiếu niên cương thi khoát động, trắng nõn tiểu nắm tay, oanh một tiếng nện ở đài chiến đấu thượng, cấp đài chiến đấu tạp ra từng đạo vết rách, mà vết rách chung, tắc có từng đạo lôi đình tia chớp xé rách, như đao như kiếm, toàn bộ đài chiến đấu, vô khác biệt phách trảm. Triệu Bân nháy mắt khai vĩnh hằng thiên ngự, nửa trượng thiên địa, vô khác biệt phòng ngự. Lên keng thanh tùy theo vang mãn đài chiến đấu, phách thiên ngự ánh sáng hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hảo cường phòng ngự, không ngừng dưới đài người, liền đài chủ đều kinh hãi đại la thiên tay triệu bân một bước lên trời phiên tay một trưởng cái lạc thiếu niên cương thi tắc nắm tay nắm chặt trưởng chỉ gian bí văn lưu truyền một quyền oanh xuyên bàn tay to cái này nháy mắt nó bên ngoài thân quang mang đại thịnh tựa như hóa thân thành một vòng cực nóng nắng gắt thỏa thỏa quang minh phương pháp đem dưới đài một loại quần chúng khoảng hai mắt đầy sao sẹt nhi ngươi sẽ không ít a à. triệu bân lăng thiên một đạo chu tiên quyết phách phiên thiếu niên cương thi quang minh phương pháp hắn cũng thông hiểu không thiếu dùng để âm nhân, lại như thế nào tại đây mặt trên có hại, sớm tại khai chiến trước, liền đã dùng căn nguyên bảo vệ hai mắt, này pháp đối hắn không có hiệu quả. "Giống." Rồng ngâm thanh chợt khởi, thiếu niên cương thi trong cơ thể, thoát ra một đầu màu đen long. "Này, không phải hắn bản mạng bí pháp, càng như là người ngoài, phong ở trong thân thể hắn." "Cái này người ngoài, không cần phải nói chính là đại chủ, hắn cương thi sao? Có thể bất động điểm tay chân." để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, thật sự làm bất quá thời điểm, liền dùng này pháp tới gian lận. Triệu bân nhìn thấu không nói thấu, nhất kiếm vẽ ra một đạo ngân hà, chặt đứt long khu. Còn chưa xong, thiếu niên cương thi xuất sắc, rõ ràng không có tình cảm, rõ ràng cùng loại con rối, thế nhưng có thể có hơn đạo pháp tướng, thả vẫn là một tôn tượng Phật, tự hành niệm tụng Phật gia kinh văn. Phá! Triệu bân tiếng quát nhiều anh lôi, lấy lôi thần giận ngạnh phá Phật âm. Phá Phật âm, không đại biểu liền phá tượng Phật. Tùy thiếu niên cương thi giơ tay, cực đại Phật trưởng giấu thiên cái địa. Không ít chuẩn thánh thấy, đều âm thầm nuốt nước miếng, này nếu ai một trường, còn không được bị đánh thành một đống, đài chủ cũng là danh tác, chỉnh như vậy một tôn cương thi, ai mẹ nó chiến quá. Nói đến đài chủ, lại gác kia thâm trầm loát tròng dâu. Lúc này mới nào đến nào, này tôn cương thi còn có không ít hát chủ bài. Oanh! Triệu bân lười đến dây dưa, tạo ra vĩnh hằng kim thân hảo sao, vốn là ngửa đầu xem người đang xem cuộc chiến, đầu lại hướng lên trên nâng một phân. Ngoại đạo tượng Phật cái đầu đại, cái này kim quang người khổng lồ, giống như càng nguy nga. Hai hai so sánh với nói, đó chính là một cái đại nhân cùng một cái tiểu hài tử, vô luận khí chàng vẫn là uy thế, đều tuyệt đối nghiền áp. Gì, đó là gì? Có lẽ là vĩnh hằng kim thân quá khổng lồ, thậm chí mặt khác đỉnh núi người, cũng đều ngước mắt nhìn phía không chung, trong đó có không ít, đã bôn nơi này này ai a à? người từ ngoài đến, cái kia ngoại vũ trụ nhân tài, là tích, ồn ào thanh đốn thành một mảnh, chớ nói người đang xem cuộc chiến, liền chạy tới xem diễn mặt khác đại chủ, đều ánh mắt rạng rỡ, hoàng cảnh trong lĩnh vực, có thể khai ra như vậy pháp tướng giả, thực sự không nhiều lắm thấy. Đại chủ không bình tĩnh, theo bản năng đứng lên, chạm cùng không chạm, trận này đại chiến đều vô trì hoán, đãi triệu bân một chân từ vòm trời dẫm xuống dưới, cực đại Phật thủ, nháy mắt băng diệt, khổng lồ tượng Phật cũng là ầm ầm sụp đổ. Thiếu niên cương thi nhưng thật ra kiên quyết, đôi tay kình thiên, ngạnh sinh sinh khiêng lấy. Cái gọi là mạnh mẽ ra kỳ tích, triệu công tử không quen nó. Lực phương pháp tắc thêm vào, ngạnh sinh sinh dẫm xuống dưới. Hảo hảo một khối thánh nhân cương thi, lăng bị hắn dẫm nát như, nó là có không ít hát chủ bài, nhưng giờ phút này đều không hảo xử trong cơ thể cấm chế, bị triệu bân một chân tất cả hủy diệt. Thật bá đạo a à có lẽ là chấn động quá lớn, dưới đầy người bị đẩy lui không ít. Cái kia đại gia hỏa không ngừng hù người, lực sát thương cũng là bá thiên tuyệt địa. Ta, đại chủ che ngực, vì thế luyện thiếu niên cương thi, hắn chính là tốn số tiền lớn, liền chỉ vào nó tìm bãi, này khen ngược, bị người một chân dẫm phế đi. Liền này, hắn còn phải bồi người tiền đâu? Suốt 20 vạn nào? Tính thượng lúc trước 10 vạn, này hai chàng đại chiến, hắn đáp đi vào 30 vạn tự khai đánh cuộc đấu chưa bao giờ thua quá thảm như vậy thật là một cái yêu nghiệt a à. thánh nhân cương thi đều làm phế đi ngoại vũ trụ tới quả không đơn giản đánh cuộc đấu trường bóng người ô ương thổn thức sách lưỡi khiếp sợ kinh ngạc vang mãn toàn trường có người vui mừng có người sầu như dưới đài quần chúng cái đỉnh cái thoải mái như đài chủ như ăn cái quả cân che lại ngược tay thật lâu cũng không buông ra mẹ nó thua thảm a à. hắn kêu gì tới hình như là kêu triệu bân chạy tới xem náo nhiệt đài chủ đều cầm một cái tiểu sách vở một phen rồng bay phượng múa viết xuống triệu bân danh thứ này là thuộc xúc sinh đến nhìn kỹ này nếu đi bọn họ kia khiêu chiến còn không được thua phá sản cho nên kéo vào sổ đen rất cần thiết đại ý mắt thấy rước lấy nhiều người như vậy triệu bân thầm kêu không tốt này hai chàng đánh hạ tới còn không được bị đặc thù chiếu cố a à. không sao thả xem lão phu một phen lừa dối. Vạn chúng chú mục hạ, hắn một ngụm máu tươi cuồng phun, to như vậy kim thân, ầm ầm tạc diệt, mà hắn cũng từ giữa không trung tài xuống dưới, cho người ta đài chiến đấu, tạp ra một cái hố to ra tới. Thấy chi, náo nhiệt đánh cuộc đấu trường, tức thì lặng ngắt như tờ. Ba lượng nháy mắt sau, mới thấy lớp người già lời nói thấm thiế loát tròm dâu. Hắn, sợ là thương không nhẹ. Lớp người già đều như vậy nói, Triệu Bân nhưng không được diễn giống điểm sao. Đãi từ trong hầm bò ra, hắn đã khí huyết tan tác, hồng nhuận khuôn mặt cũng tức thì trắng bệch, tựa như một cái uống cao tử quỷ, lung lay, chạm đều đứng không vững, còn có kia lão huyết, cũng là một ngụm tiếc một ngụm phun, đem bị thương nặng tư thái diễn nhập mục tam phân. Nên là vọng xóa bỏ lệnh cấm pháp, gặp phản phệ. Vẫn là quá tuổi trẻ, lấy mệnh ở đánh cuộc a. Thắng người 20 vạn minh thạch, hắn cũng không lỗ vẫn là ồn ào tiếng nghị luận, kéo dài chưa từng đoạn tuyệt. Diễn tinh bám vào người triệu bân, thành thạo, cấp ở đây quần chúng chỉnh rõ ràng, vì thế. Hắn thật đem chính mình cái cấp làm ra nội thương, tránh điểm nhi tiền dễ dàng sao. Ta thắng. Triệu bân lảo đảo một chút mới đứng vững, vẻ mặt mỏi mệt khán đại chủ. Nói chuyện khi, trong miệng còn có máu tươi chảy giật, khí huyết hết sức tinh thần xa sút Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đại chủ cười, lúc này thật so với khóc còn khó coi hơn. Nói, hắn còn lấy túi chữ vật, đủ 20 vạn. Đa tạ tiền bối, triệu bân thu túi chữ vật, xoay người liền phải đi. Khó được hôm nay sắc trời vừa lúc, không hề đánh một hồi. Đại chủ cười nói, lấy vãn bối này trạng thái, người kia thánh nhân cương thi còn không được một trưởng chụp chết ta. Nếu không, cho người đổi cái chuẩn thánh cương thi. Không đánh, hôm nay thương thực sự quá nặng. Chẳng lẽ là sợ, đài chủ từ từ cười ta sẽ sợ muốn xuống đài triệu bân khoát xoay thân vén lên tay áo sau đó một giọng nói gào cái kia bá khí chắc lậu tới tiếp tục chùy chết ngươi nha đến lạc thượng câu đài chủ trong lòng mừng thầm vẫn là phép khích tướng hảo sử thắng đã muốn đi lời này triệu bân trong lòng cũng đang nói thắng khẳng định không nghĩ đi a à. còn tưởng nhiều thắng điểm đâu ngươi dùng phép khích tướng tiểu ra liền tương kế tựu kế bái ào ào xôn xao, đều là tiền nào. Mừng thầm về mừng thầm, đại chủ cũng không dám biểu lộ ra tới. Thấy hắn thâm trầm loát loát tròm dâu, thật sự muốn đánh. Nào như vậy nói nhảm nhiều, triệu bân lau khóe miệng máu tươi, ngạnh sinh sinh thẳng thắn eo lưng, tán loạn khí huyết cũng mạnh mẽ hội tụ, mặc cho ai nhìn, đều bất giác cho rằng hắn ở ngạnh căng. Này, liền thượng câu, người trẻ tuổi nào, hắn vẫn là quá tâm phù khí táo. Uổng có không tầm thường chiến lực, đầu óc không sao linh quang. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường hồ, ngoài cuộc tỉnh táo. Dưới đài lại nhiều khe khẽ nói nhỏ, nhiều là đang nói triệu bân. Đài chủ rõ ràng ở đào hố, kia tiểu tử thật đúng là hướng trong nhảy. Cũng đúng, hậu bối sao, các đều tuổi trẻ khí thịnh, thích nhất tranh cường hào thắng. Không ai mấy chàng xã hội đòn hiểm nói, kia hóa là không giải trí nhớ. Gừng càng già càng cay a à. Quần chúng nhiều thổn thức, không ít người khán đài chủ. Đài chủ lão vọng buông cần, quyền đương không nhìn thấy. Dù sao ta thua tiền, lão phu đều đến lấy về tới. Đến nỗi quá trình, quan trọng sao? Nói đến tiền, triệu công tử đã sách ra túi chữ vật, còn chưa che nóng hổi 40 vạn minh thạch, vịch một tiếng nện ở đài chiến đấu thượng, liền kém lại đến một câu, lão tử thiên hạ đệ nhất. Vèo, đài chủ tay chân cũng ma lưu, lập tức khiển cương thi đi lên là cái phi đầu tán phát lão giả, thỏa thỏa chuyển thánh cấp. Đánh! Triệu bân chân trước mới vừa đứng vững, đài chủ liền gấp không chờ nổi hạ công phạt mệnh lệnh. Yên lặng bất động lão giả cương thi đột nhiên động, trong tay nhiều một cái tia chớp roi dài, một roi vứt ra một mảnh lôi đình, làm lơ thân thể phòng ngự, chuyên tấn công nguyên thần chân thân. Oa! Triệu bân kỹ thuật diễn tinh vi, đường trường liền bán cái sơ hở, vững chắc ăn một roi, như một cái nhiễm huyết bao cát, hoành phiên đi ra ngoài, lão giả cương thi thân như quỷ mị, đuổi theo, bạch bạch lại là ba năm tiên, đánh triệu bân bốc hỏa, huyết quang một đạo tiếp một đạo. Kia hóa là tìm tấu A, dưới đài người xem thẳng lắc đầu. Một cái đối mặt đã bị làm phiên, liền này, còn tưởng thắng tiền. Nhất vui sướng vẫn là đài chủ, trên mặt khói mù đã đảo qua mà quang. Chiếu này tư thế đi xuống, không ra mười hiệp, hắn liền có thể lấy tiền. Phốc, triệu bân lại đẫm máu, ngược trước nhiều lưỡng đạo giao nhau khe rãnh. Lão giả cương thi không cho hắn thở dốc cơ hội, lại như u linh tới người. Bước ta khai đại, triệu bân một tiếng mắng to, cường khai hộ thể thiên cương. Lão giả cương thi đụng phải cái ngay ngắn, liền người mang roi dài, cùng nhau bị chấn phiên. Hắn như cũng lại diễn, khai thiên cương lúc sau, lại mồm to ho ra máu, lại cấp quần chúng nhóm, tạo một loại bị thương nặng biểu hiện giả dối, kỳ thật, hắn đánh rắm không có, trừ bỏ mân mê chút nội thương, mặt khác đều chút lòng thành, không đem tự mình chỉnh thê thảm, như thế nào câu đến cá lớn. Chân áp, lão giả cương thi chưa ngôn ngữ, đài chủ lại gào to một tiếng. Tuy hắn dứt lời, lão giả cương thi trong cơ thể bay ra từng đạo hư ảo phù, số lượng khổng lồ, thả phẩm dai không thấp, che kín toàn bộ đài chiến đấu, là công phạt, cũng là phong ấn giam cầm. Triệu công tử tác lấy thực tế hành động, cấp quần chúng triển lãm như thế nào là kỹ thuật diễn. Đơn giản chính là trên đài lung tung phi thoán phần lớn thời điểm, đều vừa lăn vừa bò. Diễn tinh A, à, đem trọng thương khi chật vật tư thái, suy diễn chính là vô cùng nguyền nguyễn. Nhìn đều đau, dưới đài quầy hàng chủ, nhếch miệng lại sách lưỡi. Mặt khác quần chúng, thần thái cũng cơ bản không sai biệt lắm. Giống như tự khai chiến, cái kia kêu triệu bân người từ ngoài đến, đã bị trùy không dám ngẩng đầu, xem này sán sán thân thể, đã trước mắt vết thương, trái lại lão giả cương thi, đó là càng đánh càng mạnh, mãn đài chiến đấu đuổi theo đánh, một khi bắt được người khiêu chiến, đó là một đốn thao tác mãnh như hổ. ầm vang thanh, không biết khi nào mai một. Triệu công tử quỳ, Nga không đúng, là bò, như một đầu lợn chết, ghé vào trên đài, không chút sứt mẻ, chỉ thấy thân thể từng đợt run rẩy trong miệng còn phun nhất xuyến xuyến huyết mạt, một hồi lâu đều không thấy lên, mà lão giả cương thi, tắc như một cây thẳng tắp ném lao, đứng ở này trước người, tay đề roi dài, còn có kim sắc máu tươi ở chảy lịch. Đến, bốn mươi vạn không có dưới đài người toàn ho khan, đặc biệt là mấy lão gia hỏa, loát tròm dâu động tác, trước sau như một tiêu chuẩn, từng bộ thần thái thức tốt tỏ rõ một phen lời nói, người trẻ tuổi, chịu điểm suy sụp không phải gì chuyện xấu, bị đánh liền thành thật. Muốn cười liền cười, mạc nghẹn. Không ít người đều tà liếc mắt một cái đài chủ. Đài chủ cũng thật sự, thật liền vui vẻ ra mặt. Đi người bà ngoại, đang lúc mọi người cho rằng Trần Ai lạc định khi, Triệu Bân lại đột nhiên nhảy dựng lên, không biết từ nào sờ soạn một cây gậy sắt, một côn cấp lão giả cương thi kén bay. Đài chủ chờ tay không kịp. Quần chúng cũng chờ tay không kịp. Đãi phản ứng lại đây, lão giả cương thi đã rơi xuống đất. Này, lại là vừa ra lặng ngắt như tờ, dưới đài người cơ bản đều miệng nửa trương. Này tính đánh lén sao? Đối, đây là đánh lén, thình lình cho người ta tới một chảy gỗ. Tuy rằng không thế nào giảng võ đức, nhưng kia hóa. Giống như thắng, lão giả cương thi đã ngã xuống đài chiến đấu, nhưng không phải thắng sao. Này, ta, vốn là đầy mặt ý cười đài chủ, thần sắc đã trời trong biến thành nhiều mây đi dạo mưa to. Hắn là cao hứng qua sớm, quỷ hiểu đắc cái kia nhãi danh, thế nhưng cho hắn chỉnh như vậy vừa ra, quỷ đều quỳ, người gác kia nằm bỏ bái. Một hai phải tới một cái kinh thiên đại xoay ngược lại. Thình thịch, triệu bân một bước không đứng vững, ngồi ở đài chiến đấu thượng nên là bị đánh mơ hồ, trôn đầu dưa, như cái trống bỏi dường như, ném tới ném đi diễn chính là rõ ràng chính xác thật lâu sau mới thấy hắn ngẩng đầu vượng vượng hồ hồ nói ta có phải hay không thắng thắng a cần thiết thắng a dưới đài đốn náo nhiệt tiền bối triệu bân sườn mắt vẻ mặt phúc hậu và vô hại nhìn về phía đài chủ đài chủ cái kia mặt nào đã là hắc như than cốc này một phen thua cái kia mơ màng hồ đồ sao đâu đưa tiền nào e sợ cho thiên hạ không loạn quần chúng nhóm sôi nổi đi theo ồn ào. Cấp, đại chủ nào dám không cho, chính là kia chỉ ra bên ngoài bỏ tiền tay, có điểm run run. Này như thế nào không biết xấu hổ, triệu bân ha hả cười, che lại lão eo khập khiếng mà đến, diễn hảo, lên sân khấu phí chính là cao, nhiều diễn như vậy mấy chàng, tổng có thể làm giàu. Còn khiêu chiến, đại chủ nói lời này khi, lão mắt là bốc hỏa. Chạm đều không đứng được, triệu công tử nói, lại là một chút lay động, thử qua chuẩn thánh cùng thánh nhân, không nghĩ thử xem hoàng cảnh cương thi. Đài chủ lời nói từ từ, lời này, nghe dưới đài người một trận phiết miệng, này lão hóa lại lừa dối ngoại vũ trụ tiểu bối. Hoàng cảnh khiêu chiến hoàng cảnh cương thi, này không hợp quy củ đi. Triệu bân nhướng mày nói, quy củ là người định, sửa sửa cũng không sao, đài chủ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Đương nhiên, ngươi nếu là sợ, quyền đương lão phu chưa nói. Sợ, ta sẽ sợ, lai động triệu bân nháy mắt đứng vững vàng. Đừng đánh, sự tại dưới đài quầy hàng chủ nhắc nhở một tiếng. Ân, đài chủ liếc mắt một cái kia hóa, xem quầy hàng chủ mắc tiểu. Tối nay, ánh trăng pha dai. Quầy hàng chủ ngước mắt, liếc về phía nói chuyện không đâu không chung. Quan đại một bậc áp người chết nào, ai làm nhân ra là minh đem đâu. Đều đừng cản ta, hôm nay ta muốn tới cái đại mãn quán. Triệu bân lại loát tay áo, suốt 80 vạn minh thạch, toàn cấp bãi kia, xem dưới đài thổn thức một mảnh, cái này ngoại vũ trụ tới tiểu tử, không ngừng chiến lực không tầm thường, quyết đoán cũng không phải giống nhau đại A. À. Tam tài, lại đây, đài chủ nhàn nhạt nói. Tùy theo, liền thấy một tôn mắt tím cương thi đi lên trước. Tam tài là hắn danh hiệu, thỏa thỏa hoàng cảnh cấp cương thi. Mạc làm lão phu thất vọng, đài chủ vỗ vỗ cương thi. Có lẽ là dưới đài người đều đang xem triệu bân, nhiễm nhiên bất giác lão nhân này, hướng cương thi trong cơ thể, Đánh vào một đạo ngân quang Đó là thánh nhân cấp cấm chế Đủ có thể thu thập hoàng cảnh Phanh Mắt tím cương thi một bước lên đài Rơi xuống đất ẩm vang một tiếng Tuy hắn lên đài Quần chúng nhóm đều vô cùng tới tinh thần Người từ ngoài đến khiêu chiến cương thi Cấp bậc tuy không cao Nhưng điểm có tiền nhiều A à. Suốt 80 vạn minh thạch Đây là một canh bạc khổng lồ A à. Người nói Kia tiểu tử chịu đựng được không Dám ưng chiến Hơn phân nửa còn cất dấu át chủ bài này nếu chiến bại, 80 vạn đã có thể không có. Trên đài còn chưa khai chiến, dưới đài liền đã náo nhiệt phi phàm. Tầm mắt thấp giả, chỉ lo lại nhảy dài dòng. Tầm mắt cao thâm như minh đêm đều ở gác kia thổn thức. Đài chủ không nói võ đức A, à. ở cương thi trong cơ thể, loại một đạo cực đáng sợ dấu vết, thỏa thỏa gian lận, này nếu triệu bân ai này một kích, không được bị đánh tàn phế, cho nên nói, một trận chiến này vô chỉ hoán, không bị thương cũng không tất khiêng được, càng không nói đến chỉ còn nửa cái mạng. Cho người ta hố thượng hỏa. Triệu Bân trong lòng một tiếng ho khan, mình đem nhóm có thể nhìn thấy cương thi trong cơ thể cấm chế, hắn cũng có thể mơ hồ bắt giữ, vì thắng trận này, đại chủ sợ là không chuẩn bị muốn ra mặt. Cũng trách hắn, thắng quá nhiều, đại chủ nhưng không phải thua suốt ruột sao. "Tiểu Bối, để ý." Đại chủ từ từ nói. Dứt lời, liền thấy mắt tím cương thi xuất kiếm, thân như một đạo kinh hồng triệu công tử chưa trốn nghênh diện ăn nhất kiếm nhưng hắn kiếm cũng thuận thế chém đi ra ngoài phốc dưới kiếm cương thi đầu rơi xuống đất như cái dưa hấu theo đài chiến đấu liền lăn xuống đi dưới đài quần chúng cũng là có ý tứ thực ăn ý tránh ra một cái lộ là nhìn theo đầu lăn xuống đỉnh núi đãi lại xem đài chiến đấu triệu bân đã ngồi kia mà mắt tím cương thi tắc ầm ầm ngã xuống đất trong cơ thể cấm chế cũng nhân đầu bị chém lạc mà mất đi nên có năng lực, không có biện pháp, ai làm này tôn cương thi cháo môn ở đầu đâu. Tự nó đi lên kia một cái chớp mắt, triệu bân liền rõ rành rành. Đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại tám trăm sao. Toàn trường người tập thể xả khóe miệng. Vốn tưởng rằng sẽ là một hồi xuất sắc đại chiến, nhất vô dụng cũng có thể quá mấy chiêu, kết quả là, nhất kiếm xong việc, Ngoài vũ trụ nhân tài cùng người đánh nhau, đều là như vậy trời sinh tính sao. Nhìn đài chủ tay, lại đặt ở ngực kia. Quần chúng nhóm không nghĩ tới, hắn đồng dạng chuẩn bị không kịp. Sớm biết như thế, nên một kích ra đại chiêu, trước đem kia hóa lược đảo lại nói, tổng hào quá cương thi bị nhất kiếm dây, này nhất kiếm không quan trọng, 80 vạn minh thạch A. Tiền bối, ta phải đi xem bệnh, triệu bân héo úa ủ rũ nói, đối, tại thế nhân xem ra, hắn là đến tìm cá nhân nhìn một cái bị bệnh, liên tiếp chiến bốn chàng, thương không phải giống nhau trọng. Chữa thương đến nhân lúc còn sớm, miễn cho bị thương căn cơ không hề đánh một hồi đài chủ che lại ngực nói không đánh xác định không đánh lại đánh liền ra mạng người triệu công tử nói chuyện chính là có học vấn đương nhiên không phải hắn ra mạng người hắn sợ lại đánh tiếp đài chủ sẽ đương trường thăng thiên tế thủy trường lưu sao tổng không thể bắt được một người triều đã chết hố người sẽ chửi má nó nguyện đánh cuộc chịu thua đài chủ những lời này nói kia kêu cái thịt đau thua đến đưa tiền có thể không thịt đau không Ba năm vạn còn hảo, suốt 80 vạn nào. Tính thượng lúc trước thua, ai ra ta đi, không được. Ngày khác lại đến. Triệu bân xủy túi chữ vật, lung lay hạ đài. Đi ra ba năm bước, này hóa còn không quên đỡ một cây đại thụ khụ mấy non huyết. Diễn kịch sao, đến diễn cái nguyên bộ. Hắn đi rồi, phía sau lại một mảnh thổn thức. Tới này chiến bốn chàng, làm giàu A. Ta, đem hắn đánh cướp đi. Không ít lão gia hỏa, đều có như vậy ta ác y niệm nho nhỏ hoàng cảnh người mang cửa phú kia nhiều tiền tiêu song sao hắn tối nay sợ là ngủ không hảo quần chúng tan cuộc khi đều liếc mắt một cái đài chủ ta còn có tâm tình ngủ đài chủ cái kia phiền muộn a à. này cũng chẳng trách người khác là hắn một hai phải làm người đánh 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 liền bôn phá sản đi thật kỳ quái từ đâu ra ngoài vũ trụ nhân tài cố tình làm hắn quán thượng vết xe đổ còn lại đài chủ đều dài quá cái nội tâm sổ đen đến nắm chặt, một cái lộng không tốt, là muốn thua tiền. Bên này, triệu công tử đã một đường ra đánh cuộc đấu trường, ở trên phố đổi tới đổi lui. Chuyển chuyển, liền không thấy hắn tung tích. Âm thầm theo dõi người của hắn, đều dị thường xấu hổ. Thật cũng không phải muốn đánh cướp tiểu bối, liền muốn tìm kia hóa hảo hảo tâm sự, tâm sự lấy máu sự, phóng song huyết, lại tâm sự việc hôn nhân, như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn không có cưới vợ đi. Cơ chí như ta, Triệu bân trở ra khi, cả người đã mất thương. Bá đạo tái sinh chi lực, đến chỗ nào đều thực dụng. Đánh cuộc đấu trường là cái hảo địa phương, có thể làm người làm giàu, lần đầu liền tránh 150 vạn, nếu nhiều đi vài lần, tu luyện tài nguyên liền không cần phát sầu, hắn đến tăng lên tu vi A. Thơm quá A, à, hành đến một chỗ, hắn theo bản năng định rồi thân. Nhưng mắt như vậy nhìn lên, là cái bán đan cửa hàng, dược hương nồng đậm. Triệu Bân xem xét nước mắt một cái túi tiền trung minh thạch, nghênh ngang đi vào. Chủ tiệm là cái mỹ nữ tiền bối, sinh ung dung hoa quý, giống như là hoàng gia vương phi, hắn tiến vào khi, mỹ nữ tiền bối đang ngồi với trước quầy đọc sách, phiên thư động tác phá lệ yêu nhã, đến gần nhìn lên, mới biết này giữa mày, có một đóa hoa mai trạng bí văn minh khác. Đặc thù huyết thống, Triệu Bân trong lòng một ngữ. Tùy tiện xem, hoa mai chủ tiệm khinh ngữ cười. Hảo thuyết, Triệu Bân nói, lập tức đi hướng kệ để hàng, này thượng bãi từng cái hộp ngọc, tất cả đều là đan dược, các màu đều có, thả mỗi một viên đan, đều có vài đạo đan văn. Xem ra, cái này vũ trụ cũng là bằng đan văn tính phẩm dai. Hắn nãi luyện đan sư, gì phẩm dai đều có thể liếc mắt một cái hiểu rõ. Đan dược là càng xem càng đẹp, nhưng giá cả sao? Lại là làm người càng xem càng sách lưỡi. Ước chừng tính toán, hắn này hơn 100 vạn minh thạch, cũng mua không bao nhiêu viên đan dược. Mua không được cũng đến mua hắn muốn lên tới mình đem tìm Diêm La, thiếu không ngừng là công đức, còn cần tu vi cảnh giới đạt tiêu chuẩn, hiện giờ hoàng cảnh, khoảng cách thánh nhân, suốt một cái đại cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi, đan dược trực tiếp nhất. Suốt cuộc, hắn là từ tiên vương xuống dưới, muốn thăng trở về, cũng không phải rất khó, chiều đã chết đôi là được. Tiểu hữu chính là luyện đan sư, triệu bân chính nhìn lên, hoa mai chủ tiệm đã đi tới. Tiền bối sao biết, triệu bân hơi nhướng mày. Thiên phú, hoa mai chủ tiệm lại là cười. Này thiên phú không tồi, triệu bân sờ sờ cầm. Hắn tuy vô phân biệt luyện đan sư thiên phú, nhưng lại biết hoa mai chủ tiệm là cao giai luyện đan sư, này trên người, không ngừng có nữ tử hương tung bay, còn có một mạt mạt nồng đậm đan dược hương. Có không báo cho, người có thể luyện mấy văn đan dược. Hoa mai chủ tiệm lại hỏi một câu. Khó mà nói, triệu bân cười gược, hắn còn không có chính thức tu quá luyện đan thuật. Nhưng có hứng thú làm ta đệ tử. Hoa mai chủ tiệm cười nói, nhìn dáng vẻ đều không phải là xem vui đùa, nàng thiên phú, nhưng không ngừng phân biệt luyện đan sư, đối căn nguyên huyết thống, cũng có cảm ứng. Như này tiểu bối, huyết thống liền dị thường bá đạo, nên là cái kia ngoại vũ trụ nhân tài. Huyết thống là một phương diện, tiếp theo đó là luyện đan, cái này tiểu ra hỏa thiên phú không tầm thường. Này, triệu bân có chút ngoài ý muốn. Không vội mà trả lời, hoa mai chủ tiệm cười cười. Làm ngươi đệ tử, mua ngươi đan dược còn đòi tiền không? Triệu bân ha hả cười. Tám văn đan dưới, người ngày thường nhưng tùy ý lấy dùng. Hoa mai chủ tiệm cười nói. Còn có này chuyện tốt, triệu công tử trà sát tay, không quên hoàn xem kệ để hàng đan dược, nhiều như vậy cao dai đan dược, nếu nuốt, tu vi còn không được cọ cọ hướng lên trên thoán nào. Thừa ta y bát, có một tiền đề. Gì tiền đề? Lưu tại cái này vũ trụ. Triệu bân nghe chi, lại theo bản năng thu mắt hắn là phải về nhà, Cố Hương còn có người chờ hắn. Ta chỉ là cái khách qua đường." Triệu Bân nói hàm xúc, xem như trả lời. Hoa Mai chủ tiệm còn tưởng lại nói, kết thúc chỉ một tiếng thở dài, yên lặng lui đi. Theo sau, còn có một ngữ truyền quay lại, gặp nhau đã có duyên, đan dược cùng ngươi giảm giá 20%. Tạ tiền bối." Triệu Bân lại cười ha hả, như cái con thỏ đi qua với từng hàng kệ để hàng gian. Giảm giá 20% chính là cái đại ưu đãi hắn có thể tiết kiệm được 10 vài vạn đâu. Hoa mai chủ tiệm lại cầm lấy sách cổ, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Khó được hạt giống tốt, cố tình là người từ ngoài đến, chú định vô thầy trò duyên phận. Này đan dược, không tồi. Ánh vàng rực rỡ, liền ngươi. Thật quý a. À. Triệu bân một người lầm nhầm lầm nhầm, còn gác kia qua lại chạy, nhìn nhìn này nhìn xem kia. Đan dược toàn yết giá rõ ràng, hắn này hơn 100 vạn minh thạch, cũng mua không bao nhiêu rút cạn hắn còn phải tu một phen luyện đan thuật tự mình luyện đan ăn mới yên tâm không biết khi nào hắn mới ôm bốn cái hộp ngọc tới quầy này nội đan dược là ngàn chọn vạn tuyển phẩm giai không thấp không hề suy xét suy xét hoa mai chủ tiệm cười giải hộp ngọc cấm chế ta tưởng về nhà triệu bân cười đem một cái túi chữ vật đặt ở quầy thược lưu yên nhi ra cửa hàng chỉnh chủ tiệm có chút xấu hổ nói thực ra nàng xem này tiểu hoa nhi vẫn là thực thuận mắt tăng thêm bồi dưỡng, ở luyện đan lĩnh vực chắc chắn có không tầm thường tạo nghệ. Ba, ba, bên này, Triệu Bân đã nuốt bốn viên đan dược. Hắn tu vi một đường bò lên, liền phá tám tiểu cảnh giới, một hơi giết đến huyền tiên đỉnh, ân, cũng chính là hoàng cảnh đỉnh, liền kém một tí xíu, không có thể sát nhập chuẩn thánh cảnh. Oanh, chính lúc đi, đột phân ngoài thành một tiếng tiếng sấm. Nhưng mắt nhìn lại, có thể thấy chân trời sấm sét âm âm. Thiên kiếp, náo nhiệt đường cái, nháy mắt ồn ào sôi sục, đồng thời ngưỡng mắt, cơ hồ mỗi một gian cửa hàng, đều có bóng người chạy ra, cũng như trên đường hành khách, ngắm nhìn phương xa. Triệu bân đó là một trong số đó, thâm thúy mắt, đã là lộng lẫy rực rỡ. Liền nói sao, trời không tuyệt đường người, ngoại vũ trụ cũng có thiên kiếp, mượn thiên kiếp uy thế, có hy vọng phá cốt khu dấu vết. Hắn chưa nghĩ nhiều, đường trường quẹo vào, thẳng đến thiên kiếp ngọn nguồn. Như hắn, trên đường còn có không ít người ra khỏi thành thiên kiếp không thường thấy, sao có thể không thấu cái náo nhiệt. Phi giống nhau thiên kiếp. Trên đường, không ít lão minh đem trầm ngâm. Không cần bọn họ vô nghĩa, chạy tới xem náo nhiệt người cũng có cảm giác. Càng tới gần thiên kiếp phương hướng, liền càng nhiều hủy diệt chi ý, chứa nói tiểu bối, liền lớp người già nhóm đều lần rác run sợ, cũng không biết cái nào nhân tài đưa tới thiên kiếp, quá cường quá bá đạo. Đãi đến kia phiến thiên địa, chính thấy một mảnh lôi hải tàn sát bừa bãi, nuốt thiên diệt địa kiếp chung, có bóng người tựa ẩn nếu hiện, là một cái khí vũ hiên ngang thanh niên, thân thể cường đại, nhậm tia chấp bay múa, cũng khó thương hắn căn cơ, thế nhân là mắt thấy hắn một viên kiếp lôi đình, sát trời xanh miểu nhất đỉnh, cực kỳ giống một tôn chiến thần, khí nuốt bát hoang. Minh, Minh Tuyệt, không ít lão Minh đem sửng sốt, dường như nhận được độ kiếp giả. Ai là Minh Tuyệt, không giành thế sự tiểu quỷ, đều nhìn phía bên cạnh người lão gia hỏa. Chúa tể đồ nhi, chúa tể còn có đồ nhi, như thế nào, chúa tể không nên có đổ nhi. Nên nên nên, lôi phạt hủy thiên diệt địa, bên ngoài cũng náo nhiệt phi phàm. Bốn phương tám hướng, toàn bóng người ô ương, hoặc đứng lặng ở đỉnh núi, hoặc huyền phù ở đám mây, các đều ánh mắt dạng dỡ. Giống nhau thiên kiếp, nhưng không như vậy đại trận trường. Người bình thường độ kiếp, cũng sẽ không rước lấy nhiều như vậy quần chúng. Ai làm đó là đại đế đồ đệ đâu, tám phần trở lên người cũng không gặp qua hắn, hiện giờ, mới tính đến thấy chân nhân không hổ là chúa tể mang ra tới nhân tài đúng như nghe đồn theo như lời là cái nghịch thiên cấp yêu nghiệt nhân tài đông đúc a à. triệu bân lẩm bẩm ngữ độ khiếp người là cái đại tài vô luận là huyết thống vẫn là chiến lực đều có thể nói bá đạo nếu vô cường đại tâm cảnh cũng chiến không ra như vậy vô địch khí thế minh đế thu cái hảo đồ nhi chưa chừng năm nào có thể siêu việt sư tôn ầm vang tiếng nghị luận chung càng nhiều lôi đình tia chấp tự cửu thiên chút xuống tựa như thác nước giống nhau. Nhân chi, thiên kiếp lôi hải phạm vi sậu tăng. Tứ phương quần chúng toàn run sợ, nhiều phi thân lui về phía sau. Thiên kiếp không phải đùa giỡn, nếu bị cuốn đi vào, nếu yêu nghiệt cấp bậc không đủ, đó chính là hàng duy đả kích. Vèo, tất cả mọi người ở lui, chỉ có triệu bân như một đạo lưu quang, chui vào thiên kiếp phạm vi. Hắn cũng không nghĩ tại đây đại trường hợp, nhảy ra đi bộ, nhưng vì pha cốt khu dấu vết, ai một đốn xét đánh rất cần thiết, hiện giờ trận này kiếp liền cũng đủ kính đạo. Ai nha? Mắt thấy triệu bân nhập lôi kiếp, tứ phương kinh dị thành một mảnh. Người khác thấy thiên kiếp, cái nào không phải trốn đến rất xa, lại vẫn có không muốn sống, thượng vội vàng tìm xét đánh, hiểu không hiểu được, đó là chúa tể đồ nhi thiên kiếp, thật chán sống rồi. Nhìn quen mặt A, à? là cái kia người từ ngoài đến. Ánh mắt nhi hảo sử lão minh đem, cho xác định đáp án. Nguyên nhân chính là nhận ra, bọn họ mới ánh mắt nghi kỳ quái ngoại vũ trụ tới tiểu tử thật mẹ nó có ý tứ không đi kiếm tiền tránh công đức thế nhưng chạy người lui kiếp chung nhảy nhót nhàn như vậy chứng đau oanh triệu bân chân trước mới vừa vào thiên phạt phạm vi dây tiếp theo liền ăn xét đánh chừng mấy trăm đạo thiểm điện bổ tới xem bên ngoài nhân tâm một lộp bộp nhiên trong tưởng tượng hắn bị chém thành hôi hình ảnh vẫn chưa hiện ra kia tiểu tử như cũ kiên quyết thân thể thậm chí cũng không nhiễm huyết như vậy cường quá nhiều người kinh ngạc. Minh đế đổ nhi thiên kiếp A, à, kiểu gì bá đạo, nếu không phải cùng cấp bậc yêu nghiệt, ai dám đi phía trước thấu, người từ ngoài đến thế nhưng có thể khiêng lấy này lôi phạt. Bởi vậy có thể thấy được, triệu bân yêu nghiệt cấp bậc, ít nhất cùng minh tuyệt cùng dai. Khó trách hắn dám vào đi, không ít lão minh đem hít sâu một hơi. Thiên kiếp chính là thứ tốt, có thể rèn luyện thân thể, triệu bân này cử, hiển nhiên là muốn mượn minh tuyệt thiên phạt, tới lột xác tự thân. Nói đến Minh Tuyệt, đã nghiêng mắt xem ra, thần sắc cũng phá lệ kỳ quái. Đã bao nhiêu năm, còn chưa bao giờ có người dám nhập hắn thiên kiếp, kia tiểu tử là đầu một cái, nhìn kia sán sán thân thể, liền biết là cái kháng tấu chủ, còn có này huyết thống, cũng dị thường bá đạo, thậm chí này trong nháy mắt, làm hắn bất giác cho rằng, đó là một tôn hoang cổ thánh thể. Người từ ngoài đến, Minh Tuyệt trong lòng một ngữ, sớm nghe nói về ngoại vũ trụ nhân tài, chưa từng tưởng, tại đây gặp được. Đạo hữu sự ra có nguyên nhân, vô tình mạo phạm. Triệu bân truyền một lời nói. Người tùy ý, Minh Tuyệt thu mắt, lại rút kiếm sát nhập thương miểu. Đại đế đầu nhi sao? Không phải bụng dạ hẹp hòi người, khó được nghịch thiên yêu nghiệt, có thể nói thưởng thức lẫn nhau, nếu không phải có thiên kiếp, hắn còn muốn tìm cái kia ngoại vũ trụ nhân tài, hảo hảo luận bàn một phen đâu. Oanh! ầm ầm ầm, Tối tăm thiên địa, lôi đình bắn ra bốn phía. Đại đế đầu nhi thiên kiếp, rộng rãi mà to lớn giao thiên vọng xem đó chính là một mảnh vùng cấm càng nhiều người chạy tới kinh chính là sắc mặt trắng bệch người nọ ai a à? chúa tể đồ nhi ta là nói một cái khác triệu bân mỗi có một bát quần chúng đã đến cơ bản đều có như vậy một phen đối thoại tùy theo đó là một mảnh thổn thức sách lưỡi thêm kinh dị thanh hết đợt này đến đợt khác người nhà hố ta người tào trong một góc có như vậy một tiếng mắng to cẩn thận một nhìn đúng là đánh cuộc đấu trường cái kia xui xẻo đại chủ, hôm nay thua 150 vạn, tâm tình phá lệ phiền muộn, nghe nói thiên kiếp, mới cố ý chạy tới xem náo nhiệt, quyền đương giải sầu. Nhưng nhìn thấy triệu bân lúc sau, cả người đều như ăn một đống quả cân, phá lệ nghẹn muốn chết. Kia tiểu tử là cái diễn tinh A, à, lúc đi cả người là thương, chạm đều đứng không yên. Hiện giờ lại nhìn, đâu giống bị thương người. Trang, kia hóa là Trang, diễn vừa ra ra tuồng, liền vì hố hắn tiền đáng tiếc hắn đến nay mới hiểu được lại đây nguyên lai like, hắn mới là cái kia vai hề ngươi liền thấy đủ đi mặt khác đài chủ cũng tới không ít chợt vừa thấy là an ủi lại các đều nghẹn cười rất có vui sướng khi người gặp họa ý vị xui xẻo đài chủ sắc mặt lại đen cái sáng trong mặt hắc rất nhiều hắn còn không khỏi có một trận nghĩ mà sợ nếu triệu bân lúc gần đi lại làm một hồi hắn đã có thể không phải thua minh thạch đơn giản như vậy sẽ một phen cho hắn làm phá sản cho nên nói, cái kia họ triệu còn tính có liêm sỉ một chút. Triệu bân đúng không, đều nhớ cho kỹ. Chúng đài chủ tiểu sách vở thượng đều cấp triệu bân tên, nhiều vẽ vài cái vòng nhi, kia hóa chiến lực không tầm thường, thả vẫn là một cái diễn tinh, kia đến nhận chuẩn, cực cực khổ khổ vài thập niên, hắn có thể một phen cho ngươi làm đến trước giải phóng. Hảo xoái A, người nhiều địa phương, tự không thiếu mỹ nữ, xem bầu trời kiếp mắt đẹp, đều phiếm gợn sóng ánh sáng, đại đế đầu nhi khí nuốt bát hoang, cái kia người từ ngoài đến, cũng là khí vũ hiên ngang, thực thích hợp sau khi chết chôn một khối. Nhà ngươi đổ nhi, càng thêm xuất sắc, đỉnh núi, đế hoang từ từ nói. Nhà ngươi đổ nhi cũng không kém, càng lớn càng xinh đẹp. Minh đế một lời nói ý vị thâm trường. Dứt lời, hai trí tôn đều một tiếng ho khan. Ngươi nói, một cái đại đế một cái đại thành thánh thể, chiến lực sóng vai, còn đều có một cái đổ nhi, hơn nữa, vẫn là một nam một nữ, các phương diện đều phối hợp, sao liền không tới điện lạc. Người đồ nhi cùng triệu bân, rất xứng đôi, minh đế sủy sủy tay. Nếu không sao nói là đại đế đâu, tưởng chính là lâu dài, vạn nhất thấu thành một đôi, triệu bân có lẽ liền không đi, với minh giới thậm chí bổn vũ trụ, đều là một cái thiên đại thu hoạch. Đế hoang cũng là ngang nhau tâm tư. Hắn thực xem trọng cái kia ngoài vũ trụ nhân tài, năm nào chi thành tựu, tuyệt không ở diệp thần dưới. Phốc, hai trí tôn vô nghĩa khi, Minh Tuyệt đẫm máu, bị một đạo lôi đình đánh xuống cửu thiên. Tùy theo đẫm máu, là Triệu Bân, cũng ăn hủy diệt tia chớp, bị phách thân thể nứt toạc. Chiến. Minh Tuyệt vừa uống chấn tiên khung, bàn tay trần giết đi lên. Triệu Bân liền hàm xúc không ít, đang ở lôi kiếp chung, nhìn chằm chằm lại là đỉnh đầu dấu vết. Hắn sắc mặt không sao đẹp, vì sao lạc, thiên kiếp thế nhưng cũng hám bất động dấu vết. Cái này cục diện, làm hắn thực chứng đau, thật muốn đại đế cấp ra tay, mới có thể phá giam cầm. Oanh! Hắn hoảng thần một cái chớp mắt, mấy chục đạo màu đen lôi đình, từ thiên bổ tới. Sau đó, đó là huyết cốt băng phi, hơi kém cho hắn cấp đánh tan giá. Sao đâu, Minh Tuyệt ngó hắn liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn ngụ ý cũng rõ ràng, này mẹ nó thiên kiếp, còn làm việc riêng, như vậy tưởng mát mẻ, liền đi trong sông du trong chốc lát bái. Triệu bân một tiếng cười gượng, vội hoảng thu suy nghĩ, để khiêng lôi kiếp, một bên nhìn chằm chằm dấu vết, quá thượng chính xác bàn tay to đoạn nào. Đều nhiều năm như vậy, dấu vết còn như vậy kiên quyết. Nói đến kiên quyết, quần chúng sớm đã đối triệu bân cùng minh tuyệt, dựng rất nhiều lần ngón tay cái. Như vậy hủy diệt lôi phạt, hai người là càng đánh càng sinh mãnh hàng tỷ lôi đình không làm gì được. Lôi đình yếu đi, không biết cái nào nháy mắt, một tôn lão minh đem trầm ngâm nói. Hắn cảm giác một chút không giả, tàn sát bừa bãi tia chớp, thật liền yếu đi một tiêu y thế. Tùy thời gian chuyển rời, đầy trời lôi đình thành phiến thành phiến băng diệt, cho đến trừ khử không thấy. Cuối cùng là hạ màn, một chúng đại quỷ tiểu quỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên kiếp, còn chưa xong, rất nhiều lão minh đem, đều tới như vậy một câu. Đích xác, thiên kiếp còn chưa hạ màn, thân là độ kiếp giả minh tuyệt, cảm thụ nhất rõ ràng, lôi điện tuy rằng tan, nhưng hủy diệt chi ý còn ở, hơn nữa so lúc trước, còn càng cường càng khủng bố. Cũng có đặc thù thiên kiếp, Triệu bân con người sáng một phân. Lôi kiếp phách không khai cốt khu giam cầm, đặc thù thiên kiếp có lẽ có thể. Hắn chưa rời khỏi thiên địa, liền gác kia sử, liếc mắt một cái hoàn xem hư thiên. Ở hắn vọng xem hạ, phương đông tinh không có lôi đình hiện ra, có một bóng người, tự tia chớp chung đi ra, thấy không rõ này tôn vinh, chỉ biết cổ xưa tang thương, tựa như đứng ở năm tháng sông dài thược, mong muốn không thể tức, này quanh thân, có bát quái ở diễn sinh, bạn gì tưởng tựa ẩn nếu hiện, trừ này, đó là ảo diệu thiên âm, tuy là hắn tâm trí, nghe xong đều không khỏi tâm thần hoảng hốt. Pháp tắc thân kiếp, triệu bân một tiếng lầm bẩm ngữ. Pháp tắc thân kiếp, quần chúng cũng nhiều kinh dị thanh. Đó là người nào nào, tiểu quỷ nhóm đều cuối cùng thị lực. Người hoàng, vẫn là lão minh đem kiến thức rộng rãi, lại nói này hai chữ khi đều mãn hàm kính sợ, đó là một tôn bất phàm đế, so minh giới chúa tể càng xa xăm, hắn truyền thuyết, rất nhiều thần thoại sắc thái nói thực ra bản đế xem hắn không thế nào thuận mắt minh đế một ngữ thâm trầm bổn quân xem ngươi cũng không thuận mắt quá đế hoang tùy tay sách ra tử hồ lô oanh đế hoang vừa mới nói xong hư không lại là một tiếng ẩm vang độ kiếp giả gặp phải đế đạo pháp tác thân bị động ứng kiếp giả cũng gặp phải một tôn xem phương tây thương miểu cũng có tia chấp hiện ra cũng có một bóng người tự lôi đình trung đi ra sinh cái kia thân thể vĩ ngạn cũng như người hoàng tang thương cũng cổ xưa, đế nói dị tược, diễn mãn tiên khung, cực nói thiên âm, như từng mảnh tiên khúc, động run nhân tâm. Minh đế thấy chi, hung hăng hít một hơi. Minh tuyệt thấy chi, lông mày chọn phá lệ cao. Bên ngoài người thấy chi, cũng là các hai mắt phiên lưu. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì triệu công tử gặp phải pháp tắc thân, đúng là minh giới chúa tể. Thực sự có ý tứ, bên ngoài người nhiều thổn thức. Người từ ngoài đến bị động ứng kiếp, thế nhưng rước lấy minh đế pháp tắc. Nhập ra tùy tục sao? Triệu bân trong lòng lầm bẩm ngữ. Đối, chính là nhập ra tùy tục, hiện giờ hắn đang ở ngoài vũ trụ, liền đến phục tùng ngoài vũ trụ đại càn khôn, chẳng lẽ hắn này bị động ứng kiếp, còn có thể chỉnh ra một tôn nguyệt thần ra tới. Đến làm một hồi, triệu bân hoạt động một chút thủ đoạn. Khó được tới một chuyến ngoại vũ trụ, cùng cùng lúc đại đế quá so chiêu. Định là một phen tạo hóa, chưa chừng, còn có thể phá cốt khu dấu vết. Tối nay, ánh trăng pha dai. Đế hoang sách theo bầu rượu, tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Có người muốn trùy minh đế, thật là nhiều cảnh đẹp ý vui. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, vậy nhìn xem bái. ầm vang, lôi phạt thiên địa tối tăm, lại khởi sấm sét âm ầm Xem bầu trời, một cái độ kiếp giả, một cái bị động ứng kiếp giả, hai tôn đế đạo pháp tắc thân, bốn người tựa như bốn luân cực nóng nắng gắt, treo ở thương miểu, lộng lấy quang mang, chiếu khắp càn khôn, lui bên ngoài người thực ăn ý đều ở tập thể triệt thoái phía sau phi giống nhau thiên phạt định so lôi kiếp động tĩnh đại như thế chạm xa một chút nghi hảo chạm xa một chút nghi an toàn phanh vạn chúng chú mục hạ người hoàng dẫn đầu động nhấc chân kéo dài qua hư vô hắn một trưởng phách về phía minh Tuyệt, hủy thiên trưởng uy thổi quét hàng tỷ lôi đình chiến minh tuyệt vừa uống lên keng một quyền oanh xuyên càn khôn quyền trưởng va chạm, có một mảnh lôi quang nổ tung, càng có một đạo huề cuốn lôi tức vầng sáng, hướng ra ngoài lan tràn, trong khoảnh khắc nghiền diệt tứ phương núi cao, liên tràng ngoại quần chúng đều bị đâm phiên không ít. Xem đấu chiến hai bên, người hoàng đồ sộ chưa động, minh tuyệt lại đặng đặng lui ba năm bước. Đãi định thân, hắn quyền cốt liên quan cánh tay, cùng nhau đoạn diệt. Tới, minh tuyệt trọng tố cánh tay, lại vượt thiên mà đến, chiến ý như lửa thiêu đốt. Người hoàng vô thần trí, lại có đế nói thiên âm hưởng triệt, cùng Lôi Đình thành Cộng Minh. Huyết tinh hung tàn đại chiến, tức thì kéo ra màn tre đánh trời sụp đất nứt. Tranh. Phương Tây vòng trời Minh đế cũng động, một đạo kiếm quang bẻ gãy nghiền nát. Triệu Bân nửa điểm nhi không túng, bá đạo vô cùng quyền uy, ngang qua hảo Vũ. Sau đó, đó là một mạt huyết quang, hắn quyền cốt tạc nứt ra, bị Minh đế kiếm quang chảm toái, quỷ quyệt kiếm ý, thành từng sợi tia chớp, theo hắn quyền cốt miệng vết thương xâm nhập hắn thân thể tùy ý họa loạn hắn căn cơ còn ở hắn nguyên thần cùng chân thân thượng bổ ra cực nói khe rãnh thời gian không gian triệu bân hai mắt một cái chấp mắt híp lại mày cũng tùy theo hơi nhíu minh đế này nhất kiếm năm phần giống thời gian năm phần giống không gian không đúng là thời gian cùng không gian dung hợp thời không chi đạo oanh minh đế đã đang lâm cửu tiêu che trời bàn tay to từ thiên cái lạc triệu bân nháy mắt thu thập một đao chu tiên quyết bổ ra bàn tay to. Không đợi hắn nghịch thiên công phạt, Minh Đế liền khai đế nói dị tược, diễn thành một phương đại giới, này nội, núi cao san sát, thường xuyên tung hoành, còn có đầy trời sao trời, điểm suyết hư vô. Ngô, triệu bân đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nhìn một trận lảo đảo. Không hổ là đế nói dị tượng, quả nhiên hủy thiên diệt địa. Hắn một bước đứng vững, trước sau diễn xuất vĩnh sinh vương tỏa cùng táng thế thần quan, nghênh thiên đụng phải đi lên, đâm đại thế giới sụp đổ cũng đâm minh đế không đứng vững thành phiến tia chớp bay múa ầm vang có lẽ là hắn ngỗ nghịch chọc trời xanh tức giận minh đế pháp tắc thiên uy đại thịnh đãi triệu bân sát thượng hư vô khi minh đế phía sau đã nhiều một vòng thái dương giấu trong tia chớp chung cái kia quang mang vạn đạo chiếu khắp quang huy tựa như từng thanh không gì chặn được kiếm ong triệu bân lấy căn nguyên hóa trường cung lấy chiến phương pháp tắc hóa thần tiến vãn cung như trăng tròn chiến ý chi mũi tên nhiếm kim sắc quang huy, nghịch cửu thiên mà thượng, một mũi tên bắn diệt thái dương. Cái này nháy mắt, hắn còn liếc mắt một cái đỉnh đầu bí văn, thế nhưng có một tia buông lỏng, cái này làm cho hắn ánh mắt sáng như tuyết, vẫn là pháp tác thân thiên kiếp hảo sử, thật có thể lay động dấu vết. Oanh! Trời xanh động run, minh đế pháp tắc khai đế nói quan ngoại giao. Đó là cái kình thiên người khổng lồ, có quét ngang bát hoang chi thế. Triều công tử thấy chi, thực tự giác khai ra vĩnh hằng kim thân. Hai cái đại gia hỏa trực tiếp khai chiến, một nam một bắc, khai bí thuật huyền pháp đối oanh, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh. Toàn đầy trời băng phi, thẳng đánh hư vô càn khôn nghịch loạn, chỉ va chạm khi nổ tung từng mảnh ánh lửa, đều hoảng quần chúng không mở ra được mắt. Lại là chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, cái kia người từ ngoài đến thật sự bất phàm. Ngươi nói, chúa tể lúc này có phải hay không cũng đang xem đại chiến độ kiếp giả tốt xấu là chúa tể đồ nhi há có không xem chi lực kiếp trung chiến hừng hực khí thế bên ngoài quần chúng cũng liều khí thế ngất trời trong đó có không ít đều tại tả hữu hoàn xem thiên kiếp như vậy náo nhiệt chưa chừng đại đế cũng ở đây ở đây cùng không đều không ảnh hưởng minh đế làm quần chúng chính là sắc mặt không sao đẹp sử thượng như vậy nhiều đại đế ai ra tới đi bộ không tốt cố tình là hắn pháp tắc thân so sánh với hắn đế hoang liền phá lệ nhàn nhã Sách theo cái bầu rượu, xem chính là có tư có vị, thả một cái tay khác, còn nắm một khối ký ức tinh thạch, liền chờ xuất sắc kiều đoạn. Nói xuất sắc kiều đoạn, thật đúng là liền tới rồi. Bạn nổ vang, minh đế pháp tướng băng rồi. Tất nhiên là triệu bân kiệt tác, một quyền nổ nát pháp tướng. Tự cái này nháy mắt, trường hợp liền một phát không thể vãn hồi. Minh đế pháp tác thân bị tấu, đó là từ nam đến bắc, bị triệu bân một đường trùy đứng không vững, thân thể lần lượt trọng tố lần lượt bị đánh bạo, lôi điện tạc mãn cuồn cuộn thiên. Này, quần chúng khóe miệng thẳng xả, từng cái đều xem hai mắt tròn xoe. Sao có thể, cùng lúc minh đế thế nhưng chiến bất quá người từ ngoài đến. Đế hoang có việc làm, rượu cũng không uống, cầm ký ức tinh thạch ca ca chụp tạc có lực, ngồi bậc này hơn phân nửa muộn rồi, liền chờ này vừa ra, liền kém tới một giọng nói. Hảo, minh đế sắc mặt liền không phải giống nhau đen, tuy rằng đó là pháp tác thân, nhưng như vậy bị truy thả còn có minh giới con dân nhìn hắn này làm minh giới chúa tể thực sự thật mất mặt liền này bên người còn có cái cho hắn một ngạt kia ca ca tiếng vang nghe tặc mẹ nó nháo tâm oanh phanh thiên kiếp trung hình ảnh dị thường huyết tinh bậc này huyết tinh tất nhiên là chỉ minh việt triệu bân ấn minh đế bạo trùy hắn lại bị người hoàng tấu chẳng phân biệt đông tây nam bắc nhìn kia huyết xối thân thể nào còn có nhân hình đáng nói thực sự có ý tứ quá nhiều quần chúng lẩm bẩm ngữ. Đều là tao xét đánh, khác biệt sao lớn như vậy lạc. Là... Minh Tuyệt cùng Triệu Bân, nhiễm nhiên chính là tiên minh đối lập. Nói đến Minh Tuyệt, tâm tình cái kia phiền muộn a à. Hắn bị truy liền thôi, sự tôn pháp tác thân, thế nhưng cũng bị tấu, cái kia kêu Triệu Bân nhân tài, thật sự có như vậy cường nội tình. Xấu hổ, minh giới con dân trên mặt, giờ phút này đều dường như tràn ngập này hai chữ. Thầy cho tề ra trận, thầy cho tề bị truy, cục diện chính là như vậy cái cục diện. Thiên kiếp, tới càng mãnh liệt chút đi. Đại triển thần uy triệu công tử, dị thường phấn khởi. Thiên phạt càng cường, phá dấu vết hy vọng liền càng lớn. Hắn này thành kính khẩn cầu, trời xanh sao có thể không thỏa mãn, nhìn kia tàn sát bừa bãi lôi đình cùng tia chấp, là càng phách càng mạnh mẽ, vô luận là người hoàng, vẫn là minh đế, chiến lược thế nhưng đều ở tăng lên. Này nhưng khổ người minh tuyệt, hắn cũng đã đủ thê thảm, hiện giờ càng lừng lẫy vẫn là triệu bân bá đạo, một đốn thao tác mãnh như hổ, đánh minh đế không dám ngẩng đầu. Nhìn đều đau, đế hoang một ngữ thâm trầm, ca ca lại là hai hạ. Minh đế tà liếc mắt một cái, sắc mặt đã đen sáng trong. Đã là thiên kiếp, đều có hạ màn là lúc. Không biết cái nào nháy mắt, ầm vang thanh mai một. Người hoàng không có lại công phạt, thân thể ở một tấc tắc hư hóa. Hắn đi phía trước, còn đối minh tuyệt lộ một mặt vui mừng cười. Minh đế pháp tắc cũng tan, tiêu tán trước là đầy mặt buồn bực sắc, hắn ra tới là trang bức, cũng không phải là tới bị đánh, cố tình từ đầu bị người tấu đến đuôi, thật hắn nương xấu hổ. Phốc, thiên kiếp hạ màn, mình tuyệt một ngụm máu tươi cuồng phun, hiểm từ hư không tải xuống dưới. Ai nói người hoàng không thiện chiến, này đốn cấp ở hắn tấu đều đã quên tự mình họ gì? Trái lại triệu công tử, lại cùng không có việc gì người dường như, thế nhân xem hắn ánh mắt nghi a, à, đều như xem quái vật chính là thứ này đem nhà hắn chúa tể pháp tác thân truy không dám ngẩng đầu người trong nhà đảo cũng thế người từ ngoài đến làm ra như vậy hành động vĩ đại thật mất mặt đa tạ triệu bân lưu lại một ngữ xoay người không có tung tích dấu vết đã vỡ thất thất bát bát cần rèn sắt khi còn nóng đãi ta phục hồi như cũ người ta chiến một hồi minh tuyệt truyền một lời nói hảo thuyết thiên ngoại có hồi âm triệu công tử chính một đường chạy về phía quỷ thành Minh Tuyệt cũng đi rồi, trong ngoài thương chính là trước mắt vết thương, đi đều đi lung lay, hắn con người cũng không ảm đạm, ngược lại cực nóng vô cùng, thực chờ mong cùng Triệu Bân ước một trận. Cho hay tan cuộc, quần chúng như thủy chiều xuống, các chưa đã thèm. Hôm nay trận này kiếp có ý tứ, họ Triệu nhân tài quá dũng mãnh. Có từ nay về sau bối, ngô lòng rất an ủi. Đế hoang lại sách bầu rượu, nắm ký ức tinh thạch, gác kia có tư có vị xem hồi phóng, mỗ tôn đế bị tấu hình ảnh, chăm xem không nề. Để ý lung lay mắt, Minh Đế hắc mặt nói, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Xét thấy hắn hôm nay tâm tình thực khó chịu, cần thiết tìm điểm nhi có ý tứ áp áp kinh. Có như vậy một bộ chân quý bản, hắn cũng chăm xem không nề, tối nay liền rất hợp thời sấn cảnh. Bên này, Triệu Bân đã hồi tiểu viện tử, đã ngồi xếp bằng dưới tàng cây. Vạn pháp trường sinh quyết hết sức vận chuyển, hết sức khép lại thân thể vết thương. Hắn điều động vũ trụ chi lực, hóa thành đao và kiếm, hướng tới dấu vết một trận phách chém, lanh canh thanh âm, nếu như kim loại va chạm, mỗi chặt bỏ một đao, khóe miệng đều có máu tươi chảy giật, cảm giác này tựa như có người cầm một cái búa, đối hắn đầu gõ lại gõ. Bang! Loảng xoảng Hắn là cần cù bất giác, một chém đó là ba năm cái ngày đêm. Nhiên, toái thất thất bát bát dấu vết, như cũ vô pháp lay động. Như vậy kiên quyết, triệu bân ánh mắt nhíu chặt, đã là thất khiếu đổ máu nên là hắn cảnh giới quá thấp, dấu vết cấp bậc viễn siêu tu vi cực hạn. Không được, còn phải tìm cá nhân hỗ trợ. Thứ sáu ngày, hắn đứng dậy ra tiểu viên. Ngươi là không nhìn thấy, hai tôn đế đạo Pháp tắc A. À. Nhà ta chúa tể bị trùy, triệu bân kia tư quá cường. Đại đế đổ đệ liền xấu hổ, suýt nữa bị người hoàng đánh diệt. Mới vừa đi nhập đường cái, triệu bân liền nghe hết đợt này đến đợt khác tiếng nghị luật, nhiều là ở thiên kiếp, mặc dù đã qua đi ba năm ngày, nổi bật như cũ không giảm ngày ấy chạy tới xem náo nhiệt người không ít nhưng luôn có không nhìn thấy lúc này tụ ở trà quán nghe người ta đại phun đặc phun vèo triệu bân như cái khách qua đường chạy về phía chính là đánh cuộc đấu trường đã là tìm người hỗ trợ nhìn bệnh kia đến giao tiền thuốc men lúc trước mua đan dược hoa quá nhiều tiền sợ là không đủ không tốt nói tìm chỗ ngồi lấy điểm tiền liên hảo mà kia đánh cuộc đấu trường chính là kiếm tiền hảo địa phương để tránh không cần thiết phiền toái, hắn che thực kín mít. Cũng như lúc trước, đánh cuộc đấu trường náo nhiệt phi phàm, mỗi cái đỉnh núi nhỏ đều tụ đầy đế ảnh, đúng như sòng bạc gào thanh dung trời, luôn có thua tiền, cũng luôn có người khó chịu chửi má nó. Cùng lúc trước bất đồng, mỗi một ngọn núi dưới chân, thế nhưng đều nhiều một tấm bia đá. Bia đá đều viết một hàng lời nói, ngoại vũ trụ họ Triệu. Cấm khiêu chiến. Triệu công tử nhìn xả khóe miệng, này hiển nhiên là đem hắn xếp vào sổ đen. Cũng đúng, cùng lúc Minh Đế Đồ bị làm bại, ai còn dám làm hắn khiêu chiến. Người đều nói như vậy, hắn thực sự ngượng ngùng lên rồi, còn có thể không khiêu chiến hắn không biết, bị đánh một trận là khẳng định, làm không tốt, cái kia xui xẻo đài chủ chính mãn thế giới tìm hắn. Vô nghĩa nào? Triệu Bân cuối cùng nhìn thoáng qua, lại xoay người ra đánh cuộc đấu trường. Hắn lại hiện thân đã là hai hương phủ đệ, ngạnh đầu phá đi vào. Tiền bối. Hắn không thấy hai hương bà bà, lại nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng người, đúng là Hoa Mai chủ tiệm đang ngồi ở đình hóng gió trung nhàn nhã lật xem sách cổ. thấy triệu bân, Hoa Mai chủ tiệm tiếu nghi hơi tần. này đó thời gian tiểu tử này hỏa biến minh giới. sao chạy nơi này, Hoa Mai chủ tiệm cười nói. tìm hai hương tiền bối nhìn bệnh, triệu bân cười cười. cốt khu thượng dấu vết, Hoa Mai chủ tiệm thả sách cổ, một bước đi ra đình hóng gió. sớm tại triệu bân đi mua đan dược khi nàng liền đã phát hiện, hiện giờ lại xem này tiểu bối dấu vết đã vỡ thất thất bát bát, hơn phân nửa là thiên kiếp gây ra, đúng như thế, còn sót lại dấu vết cũng không phải triệu bân có thể luyện diệt, hắn tuy kinh diễm, nề hà đạo hạnh quá thấp, đúng là triệu bân vội hoảng gật đầu. sư tỷ bế quan, hoa mai chủ tiệm nói, triệu công tử nghe xong nhướng mày, cảm tình này hay là đồng môn sư tỷ muội a? À. nghĩ vậy hắn trà sát tay tiền bối, ngươi có không phá này dấu vết? Tất nhiên là có thể. Hoa mai chủ tiệm khinh ngữ cười, bất quá, tiền thuốc men thực quý Nga. Ta đều như vậy chín, tiện nghi điểm bái. Triệu Bân nói, đem còn sót lại minh thạch đều đem ra. Kỳ thật cũng không nhiều ít, thêm lên cũng bất quá ba lượng vạn. Này đó, xa xa không đủ, hoa mai chủ tiệm nhấp một hớp nước trà. Rồi sau đó, nàng mới bổ nửa câu sau, nếu là làm ta đệ tử, miễn phí giúp ngươi trị, ta trong cửa hàng chi đan dược, ngươi cũng có thể tùy ý lấy dùng, ta chi luyện đan thuật, cũng sẽ toàn bộ truyền thụ, người nếu còn chưa thành ra, liền cho ngươi tìm cái tức phụ, thật xinh đẹp cái loại này. Vì thu này đồ nhi, hoa mai chủ tiệm cũng là bất cứ giá nào. Vãn bối, chỉ là cái khách qua đường, triệu bân một tiếng ho khan. Vậy ngươi liền, thấu thấu tiền, hoa mai chủ tiệm buông chén trà. Vãn bối này có đáng giá bảo vật, tiền bối trưởng trưởng mắt. Nga, chờ một lát, triệu bân lấy một khối ngọc giản, nhẹ nhàng đặt ở giữa mày hắn ở làm dấu vết gì dấu vết đâu luyện đan thuật dấu vết ân cũng chính là từ đan thần hóa thân kia được đến luyện đan áo nghĩa tuy rằng bất đồng vũ trụ nhưng luyện đan đạo lý cơ bản tương đồng hoa mai chủ tiệm thân là luyện đan sư nên là đối ngoạn ý nhi này thực cảm thấy hứng thú hắn thật sự không có tiền nhưng không được thấu tiền thực mau liền thấy hắn thu tay lại đem ngọc giản đưa cho hoa mai chủ tiệm hoa mai chủ tiệm tiếp được tùy theo bóp nát, mắt đẹp vì theo sáng một chút. Không sai, nàng đối ngoạn ý nhi này cảm thấy hứng thú, nhìn thực sự được lợi không ít. Chỉ tiếc, áo nghĩa là tàn khuyết, đều không phải là toàn bộ, này liền thực đáng giá. Như vậy áo nghĩa, ai truyền cho ngươi?" Hoa Mai chủ tiệm cười xem Triệu Bân. "Nhà ta sư tổ, Triệu Bân tùy ý xả cá nhân, đan thần bối phận cao bọn họ nhiều cấp, gọi một tiếng sư tổ cũng không tật xấu, hắn đương nhiên sẽ không cấp toàn bộ, có điều giữ lại không tồi hoa mai chủ tiệm thu ngọc giản cũng thu triệu bân minh thạch thấy nàng nhẹ phẩy ống tay áo một tôn lò luyện đan bày ra có hừng ngực lửa cháy thiêu đốt triệu bân pha tự giác trước tiên nhảy đi vào ngày ấy hai hương bà bà chính là tại đây cho hắn chữa bệnh có lẽ có chút đau hoa mai chủ tiệm cười nói dứt lời liền giác lời này là dư thừa tiểu tử này ngay cả thiên kiếp đều có thể ngạnh kháng còn có cái gì đau đớn là hắn khiêng không được ngô đan lô lửa cháy một khi bốc cháy lên liền nghe triệu bân một tiếng kêu rên không hổ là hai hương bà bà sư muội hoa mai chủ tiệm xuống tay cũng như nàng sư tỷ dị thường hung ác hai hương bà bà ít nhất còn tuần tự tiệm tiến vị này khen ngược một hơi đem nguyên thần hỏa cường độ làm tới rồi nhất đỉnh tuy là triệu công tử kháng tấu năng lực đều một trận nhe răng trợn mắt vẫn là chuẩn đế cấp nguyên thần hỏa hảo sử kiên quyết cốt khu dấu vết cuối cùng là không kiên quyết nhìn kia đen nhánh bí văn giờ phút này đang dần dần rút đi nhan sắc, nhưng thành công thân, hoa mai chủ tiệm mạch một ngữ, thành, ngô, triệu bân bớt thời giờ trở về một câu. hoa mai chủ tiệm nghe xong, cái kia trong lòng thở dài a. À. bổn còn muốn tìm cái xinh đẹp cô nương cùng triệu bân thấu một đôi đâu, thật sự không được, hai người bọn họ chắp phá chắp phá cũng đúng a. À. tình yêu lực lượng thực thần kỳ làm không tốt, triệu bân liền để lại đáng tiếc, này tiểu bối đã lập gia đình, nhị hương. Tưởng ta không, hai người chính nói khi, đột phân phủ môn một tiếng gào to. Hoa mai chủ tiệm nhìn lại khi, chính thấy một lão đầu nhi sủi tay tiến vào, sợ là vừa từ nấm mổ nhi bò ra tới, toàn thân đều là bùn đất. Triệu bân cũng tùy mắt nhìn thoáng qua, đốn một trận nước tiểu run. Người tới không phải người khác, đúng là quỷ Hà Chi Pen lão quỷ. Nhị hương, thấy không có người đáp lại, lão quỷ lại gào một giọng nói, nghe hoa mai chủ tiệm sắc mặt có điểm hắc nàng xưa tỷ đạo hào hai hương, cũng không phải là ngươi muội nhị hương. Nha, thấy hoa mai chủ tiệm, lão quỷ cái kia tung ta tung tăng, mặt dày mày dạn liền thấu đi lên, lớn lên vốn là đáng khinh, cười rộ lên càng đáng khinh, muội tử, luyện đan đâu. Ân, luyện đan đâu, hoa mai chủ tiệm hồi tùy ý. Ai, đãi nhìn lò luyện đan, lão quỷ không khỏi một tiếng nhẹ di, giống như không phải luyện đan, lò chung giống như có người, người nọ nhìn còn rất quen mặt, ngày xưa, bị Lữ Dương đuổi giết kia chỉ tiểu quỷ. Tiền bối, biệt lai vô dạng, triệu bân ha hả cười, nước tiểu ý vẫn là một trận tiếp một trận, đêm đó, chính là hắn cùng tần mộng dao đem thứ này chôn sống, hôm nay sợ không phải tới trả thù. Sao nào đều có ngươi, lão quỷ sờ sờ cầm, nhìn này thần thái, hiển nhiên không biết là ai đem hắn chôn sống, tỉnh lại từng suy đoán quá một phen, nhưng hung thủ lau dấu vết, gì cũng không tính ra tới. Bất quá, ấn hắn suy nghĩ, Định cùng tần mộng dao kia nha đầu thoát không được căn hệ, người bình thường cũng không dám cho hắn ném hố A. À. Còn hảo, không ném nhiều ít bảo bối, chính là một phần kia cổ nước tiểu tao mùi vị, chỉnh hắn rất buồn phiền, tần mộng dao còn có thể cho hắn rót điểm nhi thủy không thành. Hô, triệu bân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão đầu nhi hẳn là không biết. Bằng không, sớm đem lò luyện đan sóc. Là cái hạt giống tốt, lão quỷ còn đang xem. Tới trước, hắn đã nghe nói người từ ngoài đến đem chúa tể pháp tắc thân tấu, đêm đó hắn sao liền không phát hiện đâu. Này tiểu quỷ thế nhưng như vậy có thể đánh, như thế nhân tài, muốn hay không thu được dưới tòa, hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng. Vừa vặn hắn không đồ nhi, quyền đương truyền y bát. Ngẫm lại, hắn vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Ngoại vũ trụ tới người, trung quy là một cái khách qua đường. Xem qua triệu bân, hắn lại xem hoa mai chủ tiệp, một bên xoa tay một bên ha hả cười, Nguội tử, bớt thời giờ giúp ta luyện một viên đan dược bái. Tài liệu nhưng bị hảo. Kia cần thiết bị hảo. Lão quỷ nói, tùy tay cầm cái túi chữ vật. Này nội, đều là luyện đan tài liệu, phẩm giai không thấp. Tìm ta luyện đan, tiền thuê thực quý. Hoa mai chủ tiệm nói. Này hảo thuyết, lão quỷ bàn tay vung lên, trong tay áo bay ra không ít bảo vật, có sách cổ, tiên kính, bảo đỉnh, linh châu. Đủ loại kiểu dáng, nhất nhất treo ở giữa không trung mỗi một cái đều lập lòe quang huy nếu không sao nói là chuẩn đế đâu chân quý chính là phong phú như vậy bảo vật lấy ra chớ nói lò trung triệu công tử liền hoa mai chủ tiệm đều một trận nghiêng mắt thứ này ra cửa dẫm cứt chó sao nào đào tới nhiều như vậy hảo bảo bối đêm đó sao liền không phát hiện đâu triệu bân một tiếng nói thầm hắn cùng tần mộng dao phiên hơn phân nửa đêm cũng chỉ nhảy ra hai viên đan dược hiện giờ này những bảo vật là một cái cũng chưa nhìn thấy lão quỷ tự phong trước, tàng tới rồi nơi khác. Đối, khẳng định như thế. Coi trọng cái nào, tùy tiện tuyển, lão quỷ cười nói. Liền nó, hoa mai chủ tiệm tưởng cũng không tưởng, liền nhẹ phẩy tay ngọc, đem kia viên linh châu, thu vào trong tay áo, xem lão quỷ cái kia đau lòng, này những bảo vật, liền thuộc cái kia linh châu đáng giá. Tiền bối, người này bảo vật bán hay không? Triệu bân nhỏ giọng hỏi. Cái nào, lão quỷ nói, tùy tay còn sách ra tử hồ lô, liền cái kia bình ngọc, triệu bân chỉ chỉ. Bình ngọc cũng không lớn, xanh biếc xanh biếc, cách bình thể, có thể trông thấy này nội một cổ mờ miệt chi khí, khi thì biến ảo hình thái, nhưng vô luận như thế nào biến, đều nhảy không ra trong mắt bộ dáng. Không sai, đó là đặc thù trong mắt căn nguyên, chẳng qua bị phong ở trong bình, đã là trong mắt căn nguyên, với hắn liền có trọng dụng. Hắn tuy chết đến ngoại vũ trụ, nhưng tiên mắt còn ở. Lấy tới cấp tiên mắt làm chất dinh dưỡng, nhất thích hợp bất quá biết nơi này là cái gì sao lão quỷ ngáp một cái biết triệu bân vẻ mặt phúc hậu và vô hại đã biết người mua nổi kia ngài lão nhưng thật ra nói qua số a ta vật ấy ta cũng muốn không đợi lão quỷ báo giá liền thấy hoa mai chủ tiệm lấy tay thực tự giác đem kia bình ngọc nhỏ thu vào trong tay áo nàng muốn ngoạn ý nhi này vô dụng nhưng có thể bán cho triệu bân triệu bân không có tiền nhưng dùng luyện đan áo nghĩa tới đổi sao ân này ý nghĩ không tật xấu. Muội tử, không ngươi như vậy, lão quỷ nhếch miệng lại sách lưỡi. Quay đầu lại, ta ở xưa tỉ kia, cho ngươi nói vài câu lời hay. Hoa mai chủ tiệm lưu một chút tóc đẹp. Này hóa ra hảo, lão quỷ nháy mắt vui tươi hớn hở, so sánh với này đóa tiểu hoa mai, hắn càng hiếm lạ nhị hương kia hào, đừng nhìn là tiểu hoa nhi bộ dáng, nhưng một khi khôi phục bình thường, đó chính là một cái tuyệt đại đại mỹ nữ, khí chất lãnh diễm, cao quý điển nhã, là hắn thích loại hình tới tới tới, ta tới. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, lão quỷ đương trường lót tay áo, tế bản mãng nguyên thần hỏa, oanh một tiếng rót vào lò luyện đan, trước tiên bao vây triệu bân, thả xuống tay so hoa mai chủ tiệm ác hơn, luyện triệu công tử thân thể bùm bùm. Có người đại lao, hoa mai chủ tiệm cũng rơi vào thanh nhàn, tìm chỗ ngồi ngồi kia, cầm cái kia bình ngọc nhỏ, lăn qua lộn lại tảo lược. Tiền bối, ta thay đổi, triệu bân truyền âm, hảo thuyết, hoa mai chủ tiệm khinh ngữ cười hôm nay hai hương phủ đệ, còn có lai khách. Lão quỷ luyện chính hang sai khi, lại có ba đạo nhân ảnh bước vào phủ môn, trong đó có một cái, vẫn là triệu công tử người quen, Lữ Dương. Hắn lại tới nữa, thả phía sau còn có hai bảo tiêu, nãi một đen một trắng hai lão giả, toàn minh đem giai phẩm, hơi thở mịt mờ, tự mang huyết sắc sát khí. Thấy lão quỷ, Lữ Dương sắc mặt nháy mắt khó coi, đêm đó nếu không phải lão quỷ quấy rối hắn sớm đem triệu bân giam giữ, nào còn có mặt sau vô nghĩa sự, Đãi thấy lò trung triệu bân, hắn kia khó coi sắc mặt, nháy mắt hóa thành dữ tợn, lúc trước chính là tại đây, hắn bị quăng ngã cái bán thân bất toại. Hắn, chính là cái kia ngoại vũ trụ nhân tài. Ân, thiên kiếp một trận chiến đánh bại minh đế pháp tắc thân. Lữ dương phía sau hắc bạch hai minh đem, cũng nhìn thấy triệu bân, ở lén truyền âm, tuy không thấy dữ tợn tư thái, nhưng ánh mắt cực lạnh băng, thương hắn minh hải đích truyền, chuyện này nhưng không để yên, một cái người từ ngoài đến, cũng dám mạo phạm vô thượng truyền thừa định dạy hắn trả giá thảm thiết đại giới. Đừng gác này chỉnh chuyện này, lão phu tính tình không tốt. Lão quỷ một ngữ không mặn không nhạt, chuẩn đế cấp đáng sợ uy áp, cũng tùy theo lộ ra. Hắc bạch hai minh đem nháy mắt túng, nho nhỏ thánh nhân, cũng không dám ở chuẩn đế trước mặt nhảy nhót, còn có lữ dương, lúc này cũng dị thường an phận. Minh hải sở muốn chi vật, sư tỷ đã bị hảo. Hoa mai chủ tiệm duỗi tay, lòng bàn tay nhiều một phương hộp ngọc, thả còn có vài đạo phong ấn thêm vào, tuy là triệu bân tiên mắt, đều nhìn không thấu bên trong là gì. Đa tả, áo đen minh đem vội hoảng tiếp được, mà áo bào trắng minh đem, mà cầm một cái túi chữ vật, hai tay dâng lên, đây là một giao dịch. Ngươi cho ta chờ. Ba người tới mau, đi cũng mau. Trước khi đi, Lữ Dương còn âm thầm thả tàn nhẫn lời nói, đấu bại minh đế pháp tắc thân lại như thế nào, kia tiểu tử chỉ là một cái hoàng cảnh, tùy tiện một cái thánh nhân, liền có thể lộng chết hắn, không tin ngươi cả đời hoa ở quỷ thành. Ngô, giờ phút này triệu bân, nhưng không rảnh tưởng mặt khác. Lão quỷ có lẽ là quá phấn khởi, thậm chí xuống tay không nhẹ không nặng, rèn luyện cốt khu dấu vết khi, còn luyện giết hắn khí huyết, toàn bộ thân thể đều có hòa tan dấu hiệu, chiếu như vậy đi xuống, không thể đem dấu vết luyện diệt, hắn liền trước bị luyện hóa. Kiềm chế điểm, hoa mai chủ tiệm liếc mắt một cái lão quỷ. Không sao, hắn kháng tấu, lão quỷ loát loát tròm dâu. Lời tuy như vậy nói, hắn rèn luyện cường độ, vẫn là thu không ít, trong lòng rất nhiều kinh ngạc, đánh bại chúa tể pháp tắc thân người, quả nhiên là nghịch thiên yêu nghiệt, đổi làm mặt khác hoàng cảnh, sớm bị hắn luyện thành hôi. Ba ngày, lặng yên mà qua. Triệu bân cốt khu dấu vết, còn sót lại cuối cùng một tia bí văn. Đến ngày thứ tư, dấu vết hoàn toàn tan biến. Này một cái chớp mắt, có một đạo quang hoàng tự hắn đỉnh đầu trùng tiêu mà thượng. Cũng là này một cái chớp mắt, hắn rỡ xuống gông xiềng, cả người đều sảng khoái thông thấu, cốt khô cùng nguyên thần dung hợp, cũng nhân chi dảo bước tiến lên một đi nhanh. Tạ tiền bối, triệu bân bò ra đan lô, toàn thân đen thui, nói chuyện khi, kia hai hàng răng răng, có vẻ phá lệ trắng tinh. Cho người chữa bệnh, đến giao tiền thuốc men, lão quỷ cách không dò xét tay, đương trường cấp triệu bân thả điểm huyết, như vậy bá đạo một mạch huyết thống, đến hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu, nhất vô dụng cũng có cất chứa giá trị. Triệu công tử sắc mặt đen, chữa bệnh tiền thuốc men, hắn sớm cấp hoa mai chủ tiệm, này chỉnh, giao hai phân tiền. Như vậy hoa hòe lè lật sao? Mạc để ý những cái đó chi tiết, lão quỷ tùy tay cấp Triệu Bân tắc một bộ sách cổ, xong việc nhi, còn làm mặt quỷ chỉnh một câu. "Thứ tốt, có bao nhiêu hảo, đừng mở ra." "A, à, nga a." À. Lão quỷ nhắc nhở, vẫn là chậm, Triệu Bân đã mở ra, này nội hình ảnh, nói không nên lời hương diễm, động thái bản, còn tự hữu thanh hiệu. "Hảo sao, hiện trường một lần lâm vào yên lặng, triều công tử một tiếng ho khan vội hoảng khép lại quỷ hiểu đắc là hàng tết này trình hảo xấu hổ a à. nhìn hoa mai chủ tiệm đã là mắt đẹp bốc hỏa ban ngày ban mặt ánh trăng hảo viên nào lão quỷ đã ngẩng đầu nhìn phía nói chuyện không đâu không chung chỉ cần tự mình không xấu hổ ai ái xấu hổ ai xấu hổ bang bang hai hương phủ đệ bàn tay thanh phá lệ thanh thúy xem ánh trăng lão quỷ ăn miệng rộng tử Triệu Bân cũng đi theo thâm lây, là một đường đỡ tường ra tới, mặt đều bị đánh oai. Đau về đau, lần này không đến không. Cốt cách dấu vết, đã hoàn toàn tan biến. Còn có đặc thù trong mắt căn nguyên, lúc này cũng đã dung nhập tiên mắt, cảm giác phá lệ thoải mái, liền như khô cạn đại địa, được thanh tuyển tưới. Minh giới lại ra yêu nghiệt, một ngày đánh chết mười mấy đầu ác long. Chưa hiểu việc đời, kẻ hèn mấy đầu ác long có gì đại kinh tiểu quái. Vấn đề là, người nọ tu vi chỉ hoàng cảnh, hoàng cảnh chiến lực như vậy hung mãnh sao? Hình như là kêu diệp thần tới, chiến lực cường hãn. Hôm nay quỷ thành đường cái cũng như thường lui tới như vậy náo nhiệt, đi nào đều có thể nghe nói tiếng nghị luận, trà quán cùng quán rượu nhiều tụ đầy người ảnh. Không nghĩ tới, bọn họ trong miệng yêu nghiệt, giờ phút này đang ở trên đường cái đi bộ, chẳng qua đầu bù tóc rối, tiên có người có thể thấy rõ hắn chân dung, minh giới cũng như vậy bát quái. Diệp thần một đường đi một đường nói thầm. Tới tới tới, cùng ca nói nói, người này trang bước bản lĩnh, sao luyện. Triệu bân không biết từ nào xông ra, túm đi rồi diệp thần. Người nha, sở công tắc điện, diệp thần vuốt cầm trên dưới tảo lượng triệu công tử, toàn thân, cái kia ô 78HA. Một lời khó nói hết, triệu bân hít sâu một hơi, mới vừa bị luyện 3 năm ngày, làn da đều cấp thiêu đen, còn chưa đằng ra tay tới rửa sạch. Người này thân thể, từ đâu ra? Diệp thần còn đang sờ cầm vọng xem, hai mắt mạo quang nghiên cứu triệu bân thân thể, không phải giống nhau bá đạo, từng sợi khí huyết, đều là ánh vàng rực rỡ, sinh mệnh lực bồng bột, như thế huyết mạch, hắn chưa từng nghe thấy, chỉ biết nhiều xem như vậy vài lần, hắn thánh huyết đều cảm thấy rung động. Người này thân thể, cũng không kém. Triệu bân cũng ở nghiên cứu diệp thần, cùng là huyết mạch rung động. Xem ra tách ra mấy ngày này, người đụng phải không ít cơ duyên tạo hóa. Cũng không thiếu bị đánh, không nói vô dụng, nhưng có minh thạch, mượn ta điểm nhi. Diệp thần ha hả cười. Nhìn ta này phó hùng hình dáng, có thể giống có tiền người. Triệu công tử vẻ mặt xấu hổ. Còn có thể so với ta nghèo, Diệp thần khóe miệng thẳng xả. Tiền đều cầm đi chữa bệnh, Triệu Bân nói, túm khởi Diệp thần liền đi, ta là không có tiền, bất quá có cái địa phương. Minh thạch rất nhiều, với ngươi mà nói, kiếm tiền sẽ thực nhẹ nhàng. Gì địa phương? Đánh cuộc đấu trường đánh cuộc, đi liền biết. Hai người một trước một sau, thẳng đến quỷ thành một phương. Vẫn là cái kia đánh cuộc đấu trường, vẫn là như vậy náo nhiệt phi phàm. Triệu Bân đã tới hai lần, ngựa quen đường cũ, nhưng thật ra Diệp Đại Thiếu, trước mắt mới lạ. Thực sự có ý tứ, Diệp thần ánh mắt kỳ quái, tả hữu hoàn xem, có thể thấy từng tòa đỉnh núi, có thể thấy đỉnh núi thượng bãi từng tòa đài chiến đấu, hơn nữa mỗi một tòa đài chiến đấu chung quanh, đều tụ đầy người ảnh, có người ở trên đài đánh nhau, có người ở dưới đài gào to, lên đài đánh nhau thêm điểm có tiền bái. Khiêu chiến chính là cương thi, cùng loại với con rối, sau người khiêu chiến cao nửa cái cấp bậc, như người hoàng cảnh, cần đánh chuẩn thánh cấp, thắng nhưng lấy tiền, thượng không đỉnh cao. Triệu Bân vừa đi một bên nói, này, như thế nào không biết xấu hổ, Diệp Thần một đường đều ở xoa tay, ánh mắt bóng lưỡng. Khi nói chuyện, hai người ngừng ở một ngọn núi chân, không chờ lên núi, Diệp Thần liền nhìn thấy chân núi tấm bia đá, này thượng một hàng tự, phá lệ lóa mắt, ngoại vũ trụ họ triệu. Cấm khiêu chiến. Sao cái ý tứ, Diệp Thần liếc mắt một cái triệu bân. Thắng quá nhiều, bị xếp vào sổ đen bái. Triệu bân sủi sủi tay, không quên báo cho Diệp Thần, người nhưng kiềm chế điểm nhi, thật làm người thua sốt ruột, cũng cho người kéo vào sổ đen. Nhân sinh như diễn, toàn xem kỹ thuật diễn. Diệp đại thiếu vung quần áo, theo thềm đá liền lên rồi, hố người là một cái kỹ thuật sống, hắn lược có nghiên cứu, người đưa nhã hào khanh thần. Hai người đi lên khi, trên đài đại chiến chính lửa nóng, ầm vang thanh một mảnh. Diệp thần thấu đi lên không gì, đãi triệu bân thấu đi lên khi, chọc không ít người ghé mắt, kia từng đôi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhi, đều hoàn mỹ trình bày một câu, thứ này, sao trường như vậy hắc lạc. Triệu bân không cho là đúng, tìm cái thoải mái mà nhi sử kia, tới trước, liền dùng che lấp bí thuật, tỉnh bị người phát hiện, phát hiện hắn không quan trọng, chỉ hoãn diệp thần kiếm tiền, vậy tội lỗi. Phanh, tiếng gọi ầm ý chung người khiêu chiến suy tàn bị cương thi một mâu kén hạ đài chiến đấu quân chúng nhóm một trận mặt hắc mà đài chủ sao liền nhạc vui vẻ ra mặt nhưng còn có người khiêu chiến ta tới đài chủ lời nói chưa dứt liền thấy một người gào bá khí chắc lậu bất quá diệp thần tốc độ càng mau đã nhấc chân bước lên đài chiến đấu kiềm chế điểm triệu bân truyền âm một tiếng trong lòng ta hiểu rõ diệp thần hoạt động thủ đoạn đánh cuộc bao lớn, đài chủ cười xem Diệp Thần. Liền nhiều như vậy, triệu bân bàn tay vung lên, mười mấy khối minh thạch bay ra, tiền tuy rằng thiếu điểm nhi, nhưng người ném tiền tư thế đủ xoái, không biết, còn tưởng rằng hắn quăng mấy trăm vạn đâu. Thấp nhất, 500, đài chủ nhàn nhạt một tiếng. Này, Diệp Thần ho khan, lại xem triệu bân. Thật không, triệu bân lay một chút túi, so mặt đều sạch sẽ. Không có tiền ngươi đảo cái gì loạn, dưới đài tiếng mắng nổi lên bốn phía diệp thần xấu hổ ha hả cười ta đi thấu thấu tiền minh thạch không đủ nhưng dùng công đức để thượng đài chủ lời nói từ từ này cũng đúng diệp thần con ngươi lại sáng một công đức để một ngàn minh thạch kia ta dứt khoát đánh cuộc công đức tính có thể đài chủ ổn một bức chính yếu chính là đối nhà mình cương thi rất có tự tin các đều có hắn cấm chế thu thập một cái nho nhỏ hoàn cảnh ba lượng bàn tay chuyện này tới diệp thần vứt ra sổ công đức có bao nhiêu đánh cuộc nhiều ít. Ai nha, dưới đài một mảnh ồ lên, này nhiều công đức, thỏa thỏa xa hoa đánh cuộc A. À. Không ngừng quần chúng nhóm, liền đài chủ đều sửng sốt một chút, không khỏi nhìn nhiều diệp thần liếc mắt một cái, thầm nghĩ, không phải là triệu bân kia tiểu tử đi. Nhưng xem qua lúc sau, giống như không phải cái kia người từ ngoài đến. Sao đâu, diệp thần kêu gọi một tiếng. Đài chủ thu mắt, tùy theo khiển cương thi lên đài. Diệp đại thiếu cũng tặc tự giác, tùy tay sách ra lang ra bảng. Đánh, đài chủ một tiếng khiển trách, hạ công phạt mệnh lệnh. Ra lệnh, đồ sổ bất động cương thi, rộng mở động. Nó tốc độ không chậm, trong nháy mắt liền như quỷ mị giết tới triệu bân phụ cận. Xong rồi, dưới đài quần chúng liền tập thể ngưỡng mắt, là một đường nhìn theo cương thi bay lên trời, là bị diệp thần một chảy gỗ đưa lên đi, ở không trung vẽ ra một đạo tuyệt đẹp mà thanh kỳ đường cong, rơi xuống đất khi động tính không nhỏ, đem dưới chân núi một tòa tiểu đình hóng gió, tạp ầm ầm sụp đổ. Nay liền, xong rồi. Dưới đài người hai mắt phiên lưu, một côn kén phi chuẩn thánh cương thi. Đồng dạng lời nói, đài chủ cũng tưởng nói, bại không khỏi quá nhanh. Đừng mạnh như vậy, kiềm chế điểm A. Triệu bân xoa xoa giữa mày, chiếu diệp thần như vậy đánh tiếp, dưới đài còn sẽ lại nhiều một tấm bia đá, chắc chắn viết thượng hoang cổ thánh thể họ diệp, cấm khiêu chiến. Trước hai ngày không tại tuyến, Đại gia khấu khấu lưu ngôn, ta mau chóng hồi phục Audio điện tử võ tấn bền Minh giới đêm, cũng như diệp thần cùng triệu bân mặt, phá lệ hắc Hai nhị hóa thấu một khối, chuẩn không chuyện tốt Tiến đánh cuộc đấu trường khi còn hảo hảo Trở ra khi, đã là che lại lão eo khập khiếng Diệp đại thiếu tự nhận kỹ thuật diễn tinh vi Lại không chịu nổi triệu bân lúc trước diễn quá một lần Lại còn có diễn giống nhau như đúc Thậm chí đánh cuộc đấu trường đại chủ có một cái tính một cái, đều có miễn dịch lực, diễn diễn, đã bị ném ra tới. Xét thấy Triệu Bân là cùng hắn một khối tới, cũng gặp cá trong chậu hỏa Nếu không sao nói Triệu Công Tử là một nhân tài đâu. Tính chính là chuẩn. Hai người bọn họ mới vừa đi, mỗi một ngọn núi dưới chân, liền lại đều nhiều một khối tấm bia đá, mỗi một khối bia đá, đều siêu siêu vẹo vẹo viết một hàng tự chữ to, hoang cổ thánh thể họ diệp. Cấm khiêu chiến. Đừng nói, hai khối tấm bia đá bay ở kia, còn rất đối xứng. Sớm nói làm người kiềm chế điểm, triệu bân nhe răng trợn mắt nói. Người đều cho người ta chỉnh rõ ràng, diễn lại thực sự có điếu dùng. Diệp thần lau một phen máu mũi, lần đầu tới đánh cuộc đấu trường, đã bị đài chủ quần ẩu, bức cách nát đầy đất. Còn hảo, hắn chiến hai chàng, kiếm lời không ít công đức. Triệu bân liền xấu hổ, sự kia xem diễn, cũng có thể bị tấu. Bởi vậy có thể thấy được, hai người là nhiều không nhận người đã thấy đánh cuộc đấu trường chỉ định không cho hai ta vào đi nhiệt hải không triệu bân hỏi cần thiết đi cửa thành chờ ta diệp thần lưu lại một ngữ xoay người không ảnh nhi triệu bân nhìn thoáng qua bốn phía chui vào một cái hẻm nhỏ trở ra hắn đã tẩy hết cả người vết bẩn để tránh không cần thiết phiền toái hắn còn mông một kiện áo đen mặc dù là ban đêm cửa thành ra ra vào vào bóng người cũng nối liền không dứt hắn như cái ném lao sử tại kia, lẳng lặng nhìn lên tinh khung, nhớ nhà tình kết càng thêm nồng hậu. Diệp thần tới khi, cái kia vinh quang đầy mặt, trên mặt lại vô nửa điểm hắc tuyến. Gì sự như vậy cao hứng, triệu bân tự không trung thu mắt, thấu đi lên. Được cái bảo vật, Diệp thần cười hắc hắc, nói, hắn còn sách ra kiếm, dùng ống tay áo lau rồi lại lau, vô luận như thế nào sát, đều giấu không được trên thân kiếm minh khắc một quả chữ vàng, nãi hàng thật giá thật độn giáp chữ thiên. Ta âm minh kiếm, lóa mắt không? Ân, lóa mắt, triệu công tử cũng thuận tay cầm một phen kiếm, đúng là huyền thương kiếm, từ lữ dương kia thắng tới, này không quan trọng, quan trọng là, cũng có độn giáp chữ thiên minh khắc, này tự, đến tự đầu châu quái, khác ở binh khí thượng, nhưng hết sức thêm vào kiếm huy. Diệp đại thiếu thấy, không khỏi sơ sơ cầm. Sao cái ý tứ, ngoại vũ trụ cũng có này cổ tự. Vẫn là ta kiếm hảo. Đừng nháo, ta hảo. Ta trường. Ta còn thô đâu hai đậu bước đỉnh đầu đầu, lại khai lẫn nhau dỗi hình thức, biết đến là hai người bọn họ ở so kiếm, không biết, còn tưởng rằng gác này so tiểu. Đệ, đệ đâu? Đậu bước về đậu bước, chính sự nhi vẫn là muốn làm. Một ảm đạm ánh trăng, hai người như kinh hồng xẹt qua vòng trời. Nhà ngươi thê tử đâu? Triệu bân hỏi. Còn ở cầu nại hà, diệp thần một tiếng thở dài. Phán quan không thả người, triệu bân thử tính nói. Công đức không đủ, không cho ta đi vào, như thế, thả trước giúp ngươi thấu một thấu. Hai người nói, sôi nổi nhanh hơn tốc độ. Không biết khi nào, mới thấy chân trời có một mảnh biển rộng ánh vào mi mắt. Kia đó là nhiệt hải, âm xương mù lượn lờ, tự không thiếu lệ quỷ kêu rên. Hai người xẹt qua thương miểu, từ trên trời giáng xuống, dừng ở hải ngoại trên bờ cát. Này chỗ ngồi, Diệp Thần rất quen thuộc, nhưng Triệu Bân là lần đầu tiên tới, nguyên nhân chính là là lần đầu tiên, mới phá lệ mới lạ, đây là quỷ đầu nguồn đầu, cũng là nghiệt duyên tụ tập mà ác niệm tàn niệm nồng hậu thích nhất cắn nuốt quỷ hồn đến núi nghiệt hải ác long đó là từ này diễn sinh tuy là đại đế cũng vô pháp tận diệt này đó quầy hàng chủ cho hắn sách cổ thượng đều có đề cập tới cầm diệp thần sách cái bao tải lấy từng cái bọc nhỏ này gì triệu bân theo bản năng tiếp nhận mở ra nhìn lên nãi một đống bột phấn chiêu long tán diệp thần nói chiếu vào nhiệt bờ biển duyên nhưng dẫn ác long ra tới còn có này thứ tốt. Khai làm, Diệp Thần cầm chiêu long tán, ở bờ biển giải lại giải. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, đi theo Triệu Bân tả hiếu, thành phiến thành phiến rơi. Vẫn là ngoạn ý nhi này đích xác hảo sử. Không lâu, liền thấy nhiệt sóng biển đào quay cuồng. Xong rồi, liền thấy một tôn quái vật khổng lồ lao tới, là một đầu màu đen long, thể khu nguy nga, cực đại long mắt, còn nhiễm huyết quang, cả người đều lộ ra tàn niệm cùng ác niệm chi khí. Chuẩn thánh cấp, Triệu Bân ước chừng phỏng chừng ác long thực lực. Sát này một đầu, nhưng đến 100 công đức, Diệp Thần cười nói. Khi nói chuyện, ác long đã lao ra, cách thật xa liền phun ra lửa cháy. Triệu Bân tâm niệm vừa động, diễn xuất vĩnh sinh vương tọa, nghênh diện đâm phiên ác long. Diệp Thần tắc tốc như kinh hồng, tế một ngụm sát kiếm, phát họa ra một đạo ngân hà. Ác long một tiếng kêu rên, bị Diệp Thần một đạo ngân hà chém thành hai đoạn. Triệu Bân một bước lên trời, đại la thiên tay bao trùm, trưởng uy rộng rãi bàng bạc. Vẫn là ác long kêu thảm thiết, cực đại một viên đầu, đương trường bị đánh bạo. Diệt, diệp thần giữa mày quang mang lóe sáng, có một đạo kim quang kiếm chém ra. Ác long đương trường quỳ, tàn phá long hồn, bị nhất kiếm sinh phách. Một màn này, xem bãi biển thượng đại quỷ tiểu quỷ, đều một trận kinh lăng, kia hai cái hoàng cảnh, thuộc xúc sinh đi. Chỉ thành thạo, chém liền một đầu chuẩn thánh cấp ác long kia hai, nhìn thực quen mặt A. À. Bên trái vị kia, nên là người từ ngoài đến. Bên phải cái kia, hoang cổ thánh thể diệp thần. Ngày xưa nhíu 18 tầng địa ngục, liền hai người bọn họ. Đại quỷ tiểu quỷ nghị luận sôi nổi, đem diệp thần cùng triệu bân thân phận sách cái môn thanh. Như thế, vậy không cần thiết đại kinh tiểu quái. Triệu bân bá thiên tuyệt địa, đấu bại minh đế pháp tắc thân. Diệp thần cũng là vạn năm đều không ra một cái nhân tài, ở cầu nại hà làm một trăm nhiều chén canh mạnh bà. Hai nghịch thiên yêu nghiệt liên thủ, nhẹ nhàng sát diệt một đầu chuyển thánh ác long, một chút không kỳ quái. Giống, bạn một tiếng rồng ngâm, đệ nhị đầu ác long sát ra nghiệt hải. Bát hoang chảm, diệp thần vô nghĩa một câu không nói nhiều, huy kiếm chém liền. Triệu bân cùng chi chẳng phân biệt trước sau, khổng lồ táng thế thần quan ẩm ẩm hiện ra. Bi thôi ác long, chân trước mới ra tới, sau lưng liền bị nhất kiếm phách phiên, còn chưa chờ đứng dậy, táng thế thần quan liền tạp xuống dưới, đen nhánh long khu, suýt nữa bị tạp thành một đống. Phốc, diệp thần một bước bước lên long đầu, một quyền đánh diệt này long hồn. Đệ nhị đầu, đại quỷ tiểu quỷ nhóm cũng không làm việc, liền tụ ở kia trên bờ cát, xem hai người đại triển thần uy, trong đó có không ít, còn cầm tiểu sách vở, hỗ trợ nhớ kỹ số lượng, và muốn nhìn một chút này hai yêu nghiệt, ở trong một ngày, có thể chém giết nhiều ít đầu ác long. Giống, chiêu long tán như cú hảo sử, nhiệt hải lại vụt ra ác long, hơn nữa là hai đầu. Triệu bân cùng diệp thần nửa điểm nhi không túng, một tả một hữu phân biệt đối thượng một đầu. Oanh, phanh, bãi biển náo nhiệt, ánh đao kiếm mang bay đầy trời, ẩm vang thanh chấn động càn khôn. Túng đơn đả độc đấu, hai người cũng cái đỉnh cái dũng mãnh phi thường, trùy ác long tấn kêu rên. Đệ tam đầu, đệ tứ đầu, thứ 19 đầu, thứ 20 đầu, thứ 21 đầu, thứ 37 đầu. Yêu nhiệt soát kinh nghiệm chính là mau. Cái này đêm, bãi biển một chúng đại quỷ tiểu quỷ, tịnh xem mỗi hai người gác kia đại triển thần uy, mỗi có một đầu nhiệt hải ác long bị giết diệt, bọn họ đều sẽ thực tự giác ở tiểu sách vở thược, rồng bay phượng múa một phen, ký lục phá lệ ký càng tỉ mỉ, so sự quan nhóm còn chuyên nghiệp. Này khí huyết, không khỏi quá bàng bạc không ít người nhếch miệng sách lưỡi. Giống như tự đấu võ, liền không thấy hai người dừng tay, cũng không hề có dừng tay ý tứ, phía trước phía sau, một hơi chém hơn 30 đầu chuẩn thánh cấp ác long, nửa điểm không thấy suy sút không những không thấy suy sút ngược lại càng đánh càng mạnh mẽ, thả chiến lực cường đại thái quá. Ngày thường, hung tàn bạo ngược ác long, hôm nay dường như đều biến thành từng điều tiểu trường trùng không có một cái là kháng tấu, cũng khó trách không cho hai người bọn họ tiến đánh cuộc đấu trường, này nếu đi vào, còn không được cho người ta đài chủ, nhất nhất làm phá sản. Hảo xấu hổ a à. đại quỷ tiểu quỷ nhóm chát cái đống lớn nhi, ho khan thanh một trận tiếp một trận. Đều là tới soát kinh nghiệm, nhìn một cái kia hai cái yêu nghiệt, lại nhìn nhìn bọn họ. Không có đối lập, liền con mẹ nó không có thương tổn. May đầu trâu mặt ngựa chưa tại đây, bằng không chắc chắn càng phiền muộn, bọn họ áp giải một vạn quỷ hồn, mới đến một công đức, nếu thấy trường hợp này, không được ngồi sổm kia hoài nghi nhân sinh a à giống chúng quỷ thổn thức khi lại một đầu ác long táng diệt bãi biển còn kém nhiều ít triệu bân xé xuống một mảnh huyết y ba năm đầu không sai biệt lắm diệp thần vứt tới một bầu rượu dứt lời liền nghe một đạo kháng hồn rồng ngâm nếu như anh lôi chấn nhiệt sóng biển đào vạn trược rồi sau đó liền thấy một cái đại gia hỏa sát ra tới hình thể chi nguy nga nếu như núi cao oa đại quỷ tiểu quỷ nhóm thấy chi đều theo bản năng ngưỡng đầu này đầu long cái đầu cũng đủ đại a à, thỏa thỏa thánh nhân cấp đã là thánh nhân cấp liền xa không phải chuẩn thánh cấp có thể so sánh sát một đầu hẳn là đủ rồi triệu bân cũng ở ngửa đầu xem cần thiết đủ diệp thần khí huyết bốc lên hai mắt lửa cháy thiêu đốt tới hai người mãnh rót một ngụm rượu chẳng phân biệt trước sau giết đi lên thánh nhân ác long cực bạo ngược một cái thần long bái vĩ xoay quanh cử thiên ngô Diệp đại thiếu cùng triệu công tử đụng phải cái ngay ngắn, một trước một sau hoành phiên đi ra ngoài. Phi giống nhau thánh nhân ác long, bá đạo vô cùng, ném hai người thân thể toàn nứt toạc. Chưa kịp hai người đứng vững, liền thấy ác long bồn máu mồm to bạo trương, cắn nuốt lực cực khủng bố. Khoảng cách so gần triệu bân, bị ác long một ngụm nuốt vào bụng. Đại quỷ tiểu quỷ toàn nước tiểu run, một tôn yêu nghiệt liền như vậy bị diệt. Đối, khẳng định bị diệt, bị thánh nhân ác long nuốt còn có thể sống tiểu trường trùng, cho ta nhổ ra. Diệp thần một bước kéo dài qua, giết đến ác long đầu đỉnh, sách theo âm minh kiếm, gác kia một trận hồ phách chém lung tung, chém ác long tiếng kêu rên không dứt. Còn chưa xong, còn có làm nó càng khó chịu. Có chút người có thể nuốt, có chút người không thể nuốt, ngạnh nuốt cũng không phải không được, nếu tiêu hóa không được, vậy ai khó chịu ai biết, liền như triệu gia công tử, lúc này liền phá lệ không thành thật, chính dẫn theo huyền thương kiếm, ở hắn bụng làm ẩm ý, đó là đi đến nào chém tới nào. Còn chưa có chết, đại quỷ tiểu quỷ toàn kinh lăng, xem hai mắt viên lưu. Không ai bồi thường đáp, nghe ác long kêu thảm thiết, liền biết nó giờ phút này có bao nhiêu toàn sảng, một cái ở bên ngoài hồ phách chém lung tung, một cái ở bụng chơi bạc mảng khai đại, nó có thể dễ chịu mới là lạ. Cấp ngô, phá, triệu bân vừa uống lên keng, ầm ầm tạo ra vĩnh hằng kim thân nhưng nghe ác long một tiếng giống, hạ bụng nổ tung một mảnh huyết động. Hảo thần thông, diệp thần diễn xuất một tôn đại đỉnh, tạp ác long đầu lô huyết cốt băng phi. Sau đó hình ảnh, liền phá lệ huyết tinh, hai đại yêu nghiệt phối hợp ăn ý, lẫn nhau là chủ công, lại lẫn nhau vì trợ công, lăng là đem một đầu thánh nhân cấp ác long, truy không dám ngẩng đầu, khôi phục lực bá đạo lại như thế nào, trọng tố một lần, bị đánh bạo một lần, tiếng kêu rên cực thê lương. Quá cường, nhìn một chúng đại quỷ tiểu quỷ, đều buông xuống tiểu sách vở, lấy ra ký ức tinh thạch. Thánh nhân ác lòng dữ dội khủng bố, hiện giờ, thế nhưng bị hai hoàng cảnh một đường tấu đứng không vững. Phốc, đen nhánh huyết quang nở rộ, ác long thể khu ầm ầm bạo diệt. Không hổ thánh nhân cấp, chỉ thân thể nổ tung, dư uy đều rung trời động mà, thậm chí đôi ở bãi biển quan chiến đại quỷ tiểu quỷ, bị chấn phiên một mảnh, trong đó có mấy cái, đương trường tàn phế. Thần thương, diệp thần vừa uống len khen Giữa mày quang mang ở lóe sáng. Thiên Diệt, triệu bân ánh mắt như đuốc, giữa mày cũng có kiếm mang chém ra. Đều là chuyên tấn công nguyên thần bí pháp, toàn lực sát thương vô cùng, chỉ một kích liền phách diệt ác long hồn, thánh nhân cấp lại như thế nào, đụng phải hai yêu nghiệt, vẫn là quỳ không hề trì hoãn. Đến tận đây, bãi biển mới rơi vào bình tĩnh. Diệp thần cầm sổ công đức, từng trang lật xem, giết mấy đầu ác long, giải quá nhiều ít công đức, bao gồm triệu bân cho hắn chuyển từng điều từng cái, đều nhớ rõ ràng minh bạch. Nhưng đủ rồi, triệu bân rót khẩu rượu. Đủ rồi, Diệp thần cười, đa tạ. Ân, tiếp tức phụ đi thôi. Quỷ thành chờ ta, thỉnh ngươi hảo hảo uống một đốn. Diệp thần thu sổ công đức, thẳng đến Diêm La Điện. Triệu bân không đi, công đức đều chuyển cấp hảo cơ hiếu, hắn sổ công đức còn giống tuếch, nghiệt hải là cái hảo địa phương, thực thích hợp soát kinh nghiệm, nhiều chém mấy đầu ác long, gì đều có. Bất quá trước đó, hắn đến nghỉ một lát. Còn xem, làm việc đi. Tụ ở bãi biển đại quỷ tiểu quỷ nhóm, đều sách ra ra hỏa, hoặc là ba người một tổ, hoặc là năm người một đám, thật cẩn thận thấu hướng bờ biển, lén lút rơi chiêu long tán, bọn họ cũng là tới soát kinh nghiệm, xem người sát ác long, cũng sẽ không chướng kinh nghiệm. Chính cái gọi là, tự mình động thủ, ăn no không đói bụng. Giống, thực mau, liền nghe bạo ngược mà hung tàn rồng ngâm thanh có lẽ là chiêu long tán ném nhiều vụt ra vài đầu ác long để ý nó ngọn lửa mau 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 vây khốn nó mạc lưu thủ toàn lực đánh chết bình tịch chưa bao lâu bãi biển lại tức thì náo nhiệt có ác long gào giống có đấu chiến nổ vang càng có săn giết giả hô to gọi nhỏ liếc mắt một cái nhìn lại mấy cái vòng chiến ồn ào một mảnh hỗn loạn trường hợp thực tốt giải thích một phen lời nói tiếng sấm to hạt mưa nhỏ đừng nhìn tiểu quỷ nhân số đông đảo cơ bản một đốn thao tác mãnh như hổ, chiến lực phần lớn 0.5, gào vang dội vô dụng, nên ai đánh một đốn cũng chưa thiếu, bị trùy ngao ngao thẳng kêu. Lần này, đổi triệu bân làm quần chúng, một mình một người ngồi ở dưới tàng cây, một bên chữa thương, một bên uống rượu, thuận tiện còn nghiên cứu một phen nhiệt hải, đại đế đều đáng bất tận, thực tà hồ. Đến đây đi các bảo bối. Không biết khi nào, hắn mới ném bầu rượu, đi hẻo lánh ít dấu chân người bãi biển. Chiêu long tán tươi xuống, đốn có rồng ngâm vang vọng, thổi quét một mảnh sóng biển sát ra tới. Oanh, triệu bân lại hợp kim có vàng thân, kiếm mang kéo dài trăm trượng, một kích chặt đứt ác long khu. Không có diệp thần tương trợ, hắn này sát ác long hiệu suất liền đại suy giảm. Cũng không sao, đơn giản vấn đề thời gian, nhân cơ hội này, cũng hảo mài rũa một chút tự thân nói, thả đại chiến hữu ích cốt khu cùng chân thân dung hợp, này sẽ là một cái thực dài dòng lộ. giống, giống hẻo lánh ít dấu chân người nhiệt hải, cũng biến náo nhiệt phi phàm. Mặc dù một người soát kinh nghiệm, triệu công tử cũng đột nhiên một bước. Theo một đầu đầu ác long bị diệt, sổ công nước thượng con số, cọ cọ hướng lên trên thoán. Một ngày này, hắn mệt quá sức, nhưng chiến tích cũng đủ khả quan, sổ công nước đều cho hắn nhớ kỹ đâu. Tuy không kịp đánh cuộc đấu trường tránh đến mau, nhưng hoàn toàn chăm tích lũy, tụ thiếu thành nhiều. Giết chóc một ngày, mệt quá sức. Màn đêm buông xuống, hắn mới rời khỏi bãi biển. Hắn như lão tăng, ngồi xếp bằng không chút sức mẻ, hôm nay thu hoạch pha phong, không ngừng là công đức, còn có tu vi cảnh giới, hắn đã chạm được bình cảnh, nếu cơ duyên cũng đủ, nhưng đạp đất phá vỡ mà vào chuẩn thánh, ân. Cũng chính là nửa bước động hư, này chỉ là một cái quá độ cảnh giới, tùy người mà khác nhau, phi tuyệt đối trải qua, có không ít người, đều có thể từ hoàng cảnh một bước làm đến thánh nhân. Ân, mạch, một tia âm phong nhi thổi quét, huề cuốn rất nhiều lạnh lẽo triệu bân theo bản năng khai mắt lọt vào trong tầm mắt liền thấy trong bóng đêm đã nhiều lưỡng đạo mơ hồ bóng người nãi một đen một trắng hai lão giả cẩn thận nhìn lên đúng là ở hai hương phủ đệ gặp qua hắc bạch hai minh đem là lữ dương hộ vệ toàn hàng thật giá thật thánh nhân tu vi tiểu bối cùng chúng ta đi một chuyến đi hắc y minh đem đạm nói đi đâu triệu bân đứng lên này hai hiển nhiên người tới không có ý tốt minh hải nhà ta thiếu tôn đã chờ ngươi đã lâu Bạch Hy Minh đem sâu kín một tiếng, trong miệng thiếu tôn, tất nhiên là chỉ Lữ Dương, chọc không nên dây vào đến, nhưng không được thỉnh đi uống trà. Không rảnh, Triệu Bân hồi dứt khoát, đi Minh Hải, còn muốn sống ra tới. Sớm biết ngươi sẽ không đi vào khuôn khổ, Hắc Y danh tướng cười lạnh, tế ra một ngụm đại trung, oanh một tiếng biến như núi khổng lồ, từ thiên cháo xuống dưới, sớm chút bắt người sớm chút báo cáo kết quả công tác. Đều nói không rảnh, Triệu Bân thân như kinh hồng, Mạnh mẽ độn ra kia phiến thiên địa Này nhưng không phải do ngươi Bạch y minh đem đổ tiến đến Trong cơ thể có một búng máu kiếm bổ ra Hắn chưa dám hạ tử thủ Tới trước thiếu tôn từng có công đạo Cần phải đem triệu bân bắt sống Vèo triệu bân lên trời mà đi Là dẫm lên huyết kiếm quá khứ Nho nhỏ hoàng cảnh Thân pháp đảo không tầm thường Hắc y minh đem u cười Một bước như bóng với hình Trong tay áo còn bay ra một đạo điện mang Nga không đúng là một cái bó người dây thừng. Đó là cái bất phạm pháp khí, tấn như tia chớp. Triệu bân xem cũng không xem, diễn xuất đầy trời cổ tự, mạnh mẽ phong dây thừng. Cái này nháy mắt, Bạch Y Minh đem sau này giết tới, đỉnh đầu còn treo một mặt màu đen gương, kính mặt có bí văn lưu truyền, càng có u quang lóe sáng, như đao như kiếm, đầy trời phách chảm. Phốc, phốc, triệu bân một cái không lưu ý nhi, ăn như vậy hai đao. Hắc Y Minh đem tận dụng mọi thứ, một cái phất trần nơi tay, ném triệu bân hoành phiên hư không tám trăm quỷ hiểu đắc đó là gì bí bảo, đánh triệu bân thân thể, một trận bùm bùm. Chưa kịp hắn đứng vững, hai minh đem liền đã giết tới phụ cận. Tiểu bối, còn phải làm vô vị chống cự. Hai đánh một tính gì bản lĩnh, có loại một mình đấu. Đãi ngô bắt giữ ngươi, xem ngươi hay không còn như vậy miệng lưỡi sắc bén. Hai bên một lời không hợp, đương trường khai chiến. Tùy theo, đó là một mảnh nổ vang, đánh núi rừng ầm vang. Triệu bân tuy chiến lược chắc tuyệt, nhưng đối thượng hai thánh nhân lại không sao đủ xem, thậm chí với khai chiến bất quá 10 dư hiệp, thân thể liền đã tràn đầy huyết hát, này vẫn là hai thánh nhân để lại tay, nếu là hạ tử thủ, hắn sẽ thương thảm hại hơn, không có biện pháp, cảnh giới áp chế. Đinh, triệu bân lảo đảo một chút, mới đứng vững thân hình. Đãi hai minh đem giết tới, hắn đã sách ra một khối ngọc bài, có tần tự minh khác Tần Mộng Giao nói, nếu có người tìm tra, liền sách ra này khối thẻ bài, tuyệt đối hảo sử. Tiên võ, ngưng khí, người nguyên, thật dương, lăng hư, không minh, thiên cảnh, hoàng cảnh, thánh nhân, thánh vương, đại thánh, chuẩn đế, đại đế, thiên đế, hoàng đế. Vĩnh hằng, ngưng nguyên, chân linh, huyền dương, địa tạng, thiên võ, tiên nhân, huyền tiên, động hư, thái hư, nói hư, bán thần, thần minh, đế thần, hoàng thần. Này lệnh bài hắc bạch hai minh đem đều mạch ngừng, đều là hai mắt híp lại. Phàm là có điểm lịch duyệt, cái nào dám nói không nhận biết này khối thẻ bài. Này lệnh, là tứ minh phủ đệ nhị diêm la sở giang vương tự mình thế luyện, chỉ dưới tòa minh đem, mới có tư cách kiềm giữ, xem bài thượng tươi sáng tần tự, định là tần mộng giao lệnh bài, hai người pha ngoài ý muốn, thân là diêm la dưới tòa minh đem, tần mộng giao thế nhưng đem lệnh bài cho một cái người từ ngoài đến, nếu không phải quan hệ đặc biệt thiết, cái nào có thể làm ra bậc này chuyện này a? À? hảo sử. Mắt thấy hai người thần thái, triệu công tử cuối cùng là đứng vững vàng. Tần mộng giao không lừa hắn, này thẻ bài đích xác rất có uy hiếp lực. Này thẻ bài chủ nhân, tính tình nhưng không thế nào hảo. Triệu bân một ngữ thâm trầm. Hắn nói chưa dứt lời, như vậy một mở miệng, hắc bạch hai minh đem sôi nổi dỗi đi lên. Nếu không sao nói đều là thánh nhân minh đem đâu, hai người chỉnh ra lời kịch đều giống nhau như đúc. Nho nhỏ người từ ngoài đến, dám trộm minh đem lệnh bài nào liền trộm nàng cho ta triệu bân một tiếng mắng to quay đầu liền chạy giả ngu này hai lão đông tây ở giả ngu thuận tiện còn cho hắn khấu cái trộm đồ vật chụp mũ nào đi hai minh đem hết to một tả một hữu đuổi sát không bỏ một bên truy một bên đánh không sai bọn họ là ở giả ngu rốt cuộc lúc này không ai có thể chứng minh này thẻ bài là tần mộng giao cấp vậy đâm lao phải theo lao bái túng sở giang vương truy cứu xuống dưới Bọn họ cũng có lý do thoái thác, nhất vô dụng, còn có thiếu tôn đỉnh, đệ nhị diêm la hung hán, hắn minh hải cũng không phải ăn chay, liền như vậy một chuyện nhỏ nhi còn có thể nháo đến minh đế nào không thành. veo triệu bân như một sợi lưu quang, độn cũng không quay đầu lại. Nhập ra tùy tục, đáng chết đại càn khôn áp chế A. À. Nếu là ở nguyên vũ trụ, chớ nói hai thánh nhân, túng cho hắn kéo một đống động hư cảnh lại đây, hắn làm theo có thể từng cái làm phiên, đáng tiếc, đang ở tha hương vì dị khách. Đồ quá thần minh lại như thế nào, giống nhau cường long không áp địa đầu xa, không có biện pháp, ngoài vũ trụ không phải hắn sân nhà. Còn không thúc thủ chịu chói. Hắc y minh đem vượt thiên tới, lăng thiên một trưởng cái hạ. Triệu bân khoát một bước định thân, mạnh mẽ tạo ra dị tưởng. Thánh nhân trưởng uy rộng rãi trầm trọng, nháy mắt đánh băng rồi vĩnh hằng tiên vực. Còn chưa xong, bạch y minh đem tế ra một tôn bảo tháp, đã từ thiên tạp tới. Triệu bân một bước không đứng vững thân hình lảo đảo, cũng không đợi hắn đứng vững, liền bị ép vào trong tháp, tháp thân rất nhiều bí văn lưu truyền, tựa như từng đạo xích sắt, xôn xao rung động. Phá! Triệu Bân vừa uống len keng, huy kiếm chém đi ra ngoài. Tùy theo mà đến len keng thanh, dị thường thanh thúy. Hắn kiếm huy kiếm ý tùy bá đạo, nề hà lực lượng vô dụng, căn bản là hám bất động này tôn bảo tháp, không những chưa lay động, còn gặp lực phản chấn, xương tay liên quan cánh tay, toàn đoạn diệt. Chạy! sao không chạy, hai minh đem toàn lộ giữ tợn cười. Mệt mỏi, nghỉ một lát, triệu bân nói, tùy tay còn sách bầu rượu. Hắn tuy tư thái nhàn nhã, nhưng trên trán gân xanh, lại từng cây lộ ra ngoài. Thánh nhân pháp khí đáng sợ áp chế, làm hắn bối thượng, tựa như khiêng một ngọn núi. Có áp lực hảo a, à, có áp lực có thể khai quật tiềm lực, như hắn, huyết mạch lực lượng liền bị kích phát, thả tu vi có buông lỏng, sớm chạm được cảnh giới bình cảnh, cũng chỉ kém một cái tiểu cơ duyên nói trùng hợp cũng trùng hợp. Thánh nhân binh uy áp, liền đã sớm cái này tiểu cơ duyên. Chọc ta minh hải thiếu tôn, hậu quả rất nghiêm trọng. Bạch Hy Minh đem một tiếng u cười, tâm niệm vừa động, liền muốn đem bảo tháp thu hồi tới, người đã bắt được, trở về báo cáo kết quả công tác liền hảo. Nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt liền thấy bảo tháp một trận ong động thêm lay động. Rồi sau đó, liền thấy tháp thân nổ tung đại động, là bị người tự nội oanh phá. Ngô, Bạch Y Minh đem một tiếng kêu rên, gặp bản mạng khí phản phệ. Hắc Y Minh đem cũng kinh lăng, một cái hoàng cảnh tiểu bối, có thể oanh xuyên một tôn thánh nhân binh. Phanh, Triệu Bân đã như dao long vọt người mà ra, rơi xuống đất dẫm hư không động run. Cơ duyên tới gãi đúng chỗ ngứa, hắn đã từ hoàng cảnh, sát nhập chuẩn thánh cấp. Vốn định ăn cái cơm mềm, một hai phải bức ta bão nổi. Triệu công tử khí huyết bốc lên, sán sán tóc vàng, dơ thẳng lên trời phiêu đáng, hoàng cảnh chiến bất quá hai tôn thánh nhân, nhưng tiến giai chuẩn thánh, đó chính là một câu chuyện khác, kém nửa bước, xem ta không chùy chết ngươi nha. Cuồng vọng, Bạch Hy Minh đem hết to, lại thúc giục bản mạng khí bảo tháp. Lan, triệu bân một cái đại quang ngã bia tay, đem bảo tháp kén tới rồi trên chín tầng mây. Bạch Hy Minh đem một hơi không xuyến thuận, lại tao phản phệ, còn đặng lui một bước. Hắn này một lui không quan trọng, triệu bân công lên đây, một cái không gian qua sông giết đến phụ cận, Bạch Y Minh đem phản ứng đến không chậm, mũi chân điểm càn khôn, như kinh mang phi thân sau đột. Đi! Triệu công tử càng mau, không gian qua sông lúc sau, lại ma lưu bổ một cái nháy mắt thân. Người đến kiếm đến, kiếm đến huyết quang hiện ra, Bạch Y Minh đương trường liền bị tá đầu. Nhữ đáng chết! Hắc Y Minh đem sau này đánh tới, lấy ánh đao phách chảm. Phùng đến này kiều đoạn, triệu công tử đều phá lệ tự giác. Di thiên đổi mà phương pháp, hắn sớm đã dùng lô hỏa thuần thanh. Phốc, lần này không phải huyết quang, là một đóa màu đỏ tươi huyết hoa. Bạch Hy Minh đem cũng là bi thôi, bị chém đầu đã là trở tay không kịp, hiện giờ, càng là không biết nào cùng nào, liền bị một đao phách diệt thân thể, chỉ còn một đạo hư ảo nguyên thần. Tối nay ánh trăng pha dai, thực thích hợp lên đường. Triệu bân một ngữ lạnh băng. Dứt lời, đó là oanh hai tiếng vang, táng thế thần quan cùng vĩnh hằng vương tọa đều xuất hiện. Bạch Hy Minh đem đương trường qua, bị thần quan cùng vương tọa, sinh sôi nghiền diệt nguyên thần. Hắn chết cực buồn bực, vẻn vẹn ba lượng nháy mắt, thế nhưng bị một cái tiểu bối giết hôi phi yên diệt. Này, sao có thể, Hắc Y Minh đem trước mắt khó có thể tin. Hắn không phải chưa thấy qua chuẩn thánh, như vậy cường chuẩn thánh, vẫn là lần đầu thấy. Phách thiên trảm, triệu bân đã đang lâm cửu tiêu, đã huy kiếm mà xuống, trăm trượng kiếm mang tung hoành. Hắc Y Minh đem run sợ, vội hoàng tế pháp khí nãi một ngụm kim sắc đại trung thánh nhân binh không tầm thường lại cũng không chịu nổi công phạt bá đạo mà triệu bên này lăng thiên nhất kiếm đó là bá thiên tuyệt địa hung hãn mạnh mẽ phách nát đại trung bẻ gãy nghiền nát kiếm uy kiếm ý tắc xé rách hắc y minh đem hộ thể kim quang suýt nữa hủy đi hắn thân thể phốc hắc y minh đem này một ngụm lão huyết phun cái kia cả người đau a à. bản mạng khí bị đánh nát còn ăn kiếm uy kiếm ý song trọng thương tổn tiểu bối ngày nào đó định kêu ngươi đẹp. Thánh nhân minh đem túng, trước tiên khai đột, lưu yên chui vào không gian. Triệu công tử bị chọc cười, như vậy tàn nhẫn lời nói lực hạ, còn mẹ nó muốn chạy. Thấy hắn một trường quét ngang hư không, đánh băng rồi nửa bầu trời, bước ra bỏ chạy hắc y minh đem. Mọi việc lưu một đường, hắc y minh đem gào thanh dung trời. Lưu ngươi ăn tết sao? Triệu công tử một bước qua sông mà đến. Phốc, vẫn là tay nâng kiếm lạc, một viên máu chảy đầm đìa đầu tự hư không lăn xuống. Hắc Y Minh đem cũng quỳ thân xác bị hủy đi rơi rất tan tác, dục bỏ chạy nguyên thần chân thân cũng bị đầy trời cổ tự đóng cửa đủ chín đạo thiên diệt đem này giết đến hồn phi phách tán. A à, Hắc Y Minh đem đi đều đi cực không cam lòng. Hai tôn thánh nhân nào thế nhưng bị tuyệt địa phản giết. Âm tào địa phủ đêm như cũ thực hắc điểm đen hảo điểm đen thích hợp giết người cướp của. Mà triệu công tử tối nay liền làm một phiếu đại mượn thánh nhân binh uy áp đột phá chuẩn thánh lại lấy chuẩn thánh tu vi đồ diệt hai tôn minh đem lúc này chính gác kia đếm tiền đâu ngoại vũ trụ thật nhiều thổ hào a à. khổng lồ phi kiếm thượng triệu bân xách theo hai cái túi chữ vật vùi đầu nhìn lại xem này nội quang huy một mảnh đan dược minh thạch binh khí sách cổ cái gì cần có đều có lăng là làm hắn cái này kẻ nghèo hèn nháy mắt hùng nổi lên quả nhiên vẫn là đánh cướp tới tiền mau nhiều tới như vậy mấy cái không có mắt, cũng có thể làm giàu, nếu không phải sợ người chửi má nó, hắn còn tưởng đem kia hai thánh nhân trói lại. Tìm Minh Hải muốn tiền chuộc đâu, hai Minh đem không được mấy trăm thượng ngàn vạn nào. Thu túi chữ vật, hắn sách ra tàn phá bảo tháp cùng đại trung, nãi hai Minh đem bản mạng khí, tuy rằng hủy hoại, nhưng tài chất không tầm thường, bị hắn một trường đánh nát, mạnh mẽ luyện vào huyền thương kiếm, thuận tay, còn trước mắt vài đạo tiên văn. Hắn đối luyện đang có nghiên cứu, đối luyện khí, cũng rất nhiều tạo nghệ. Chẳng qua, cho tới nay, cũng không có rảnh tĩnh tâm rèn luyện. Tranh, Dung cực binh mảnh nhỏ huyền thương kiếm, càng nhiều kiếm quang bắn ra bốn phía. Đây là một phen hảo binh khí, nhiều phiên đúc, kiếm uy nhất định càng cường, đợi cho trở về nguyên vũ trụ, lại cùng Long Uyên dung hợp, hắn bản mạng khí tài chất, cũng coi như đề cập hai vũ trụ. Hắn lại hiện thân, đã là quỷ thành. Làm một phiếu đại không giả, cũng bị thương không nhẹ, này đều việc nhỏ nhi, liền sợ Minh Hải lại phái cường giả, nếu tới mấy tôn thánh vương thậm chí đại thánh hoặc chuẩn đế, không được cho hắn đánh thành hôi a. À. Cho nên nói, Quỷ Thành là cái tị nạn hảo địa phương, đãi nổi bật qua, lại trộm đạo ra tới đáng khinh phát dục. Người đã chạy đi đâu? Triệu bân chân trước mới vừa vào Quỷ Thành, sau lưng liền thấy một đạo bóng hình xinh đẹp. Nãi tần mộng giao, một bộ bạch y xuất trần, giống một tôn thánh khiết trích tiên, cùng này đen thui thế giới, có vẻ không hợp nhau, thậm chí đi đến nào đều chọc không ít người nhưng mắt bên ngoài mắt mẻ đi bộ một vòng triệu bân xoa xoa bả vai sao cả người là thương tần mộng dao trên dưới tả hữu tảo lượng bị tấu bái không lượng ta thẻ bài sáng sáng còn tấu ngươi sáng tấu ác hơn vẫn là cái kia tiểu viện tử tần mộng giao hoàn toàn không lấy tự mình đương người ngoài như cái tuần tra nha dịch mấy gian phòng qua lại chuyển qua lại nhìn nhìn một vòng mới đến lão dưới tàng cây, lại như một cái khảo cổ, vòng quanh triệu bân đổi tới đổi lui, lúc này mới mấy ngày không thấy, này liền tiến dai. Còn có cốt khu dấu vết, cũng không thấy tung tích, đụng phải đại tạo hóa. Kia cầu nại hà thần, thật là người đại tẩu, triệu bân kéo xuống áo đen. Vậy muốn xem ta huynh trưởng, có cho hay không lực. Tần mộng giao còn ở nghiên cứu, khi thì còn duỗi tay, xoa bóp triệu bân tay nhỏ chân nhỏ nhi, này tiểu tử, thân thể chính xác cường đại, lực lượng quá bàng bạc ta liền nói sao, triệu bân một tiếng nói thầm. Như vậy hỏi thăm nàng, chẳng lẽ là coi trọng nàng. Tần mộng giao vừa nói, một bên tự triệu bân trong cơ thể, nhiếp ra một giọt huyết, treo ở lòng bàn tay nhìn lại xem. Đừng nháo, đó là ta hảo huynh đệ tức phụ, triệu bân nghiêm trang nói. Hảo huynh đệ, cái nào hảo huynh đệ, tần mộng giao thuận miệng hỏi một câu. Diệp thần, hoang cổ thánh thể diệp thần, ân, si, tần mộng giao cũng không biết trừ cái gì phong, không hề điểm báo liền cười. Triệu bân nghiêng mắt, ta liếc mắt một cái, đây là ra cửa khi không uống thuốc sao. Ngươi, nhưng nghe qua sổ sinh tử, tần mộng giao như cái thô nha đầu, tùy tiện tìm chỗ ngồi liền ngồi kia, một đôi linh triệt mắt đẹp, còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm triệu bân. Ký lục người chết sinh thời việc, tất nhiên là nghe qua. Ngươi cũng biết, sổ sinh tử là như thế nào đánh giá diệp thần. Còn có thể viết cái tiện nhân không thành, triệu bân nhảy ra một bộ sách cổ, thật lâu sau, đều không thấy tần mộng giao ngôn ngữ, đãi hắn ngước mắt khi, cô nương này còn ở nhìn chầm chầm hắn, gương mặt còn có điểm đỏ lên, nên là muốn cười lại nghẹn không cười, chỉnh có điểm khó chịu. Triệu bân lông mày hơi trọn, thật cấp viết cái tiện nhân. Ha ha ha, tần mộng giao cuối cùng là nhịn không được, cười thẳng không dậy nổi eo, khóe mắt còn treo nước mắt. Triệu bân cái kia khóe miệng, qua lại run rẩy rất nhiều lần, ngoại vũ trụ dân phong. Như vậy thuần phát sao? có muốn biết hay không, sổ sinh tử là như thế nào đánh giá ngươi? Tần mộng giao mắt đẹp chấp. Còn có ta ký lục, triệu bân ngạc nhiên, như thế nào đánh giá? Ngươi đoán, tần mộng giao lại có điểm cổ linh tinh quái, cầm triệu bân một giọt huyết, chạy về phía một gian phòng, tối nay, ta liền trụ này, ngày mai mang ngươi đi một cái hảo địa phương. Triệu công tử mặt, nhiều từng điều hắc tuyến. Úp úp mở mở người, đều nên kéo ra ngoài xx. Kia sổ sinh tử, giả đi triệu bân lại nói thầm không hiểu được diệp thần có biết hay không này nếu biết không được ở diêm la điện chửi má nó a à. thu suy nghĩ hắn mới khoanh chân mà ngồi tĩnh tâm chữa thương trong phòng tần mộng dao cũng chưa nhàn rỗi thế nhưng đem triệu bân một giọt huyết dung nhập nàng trong cơ thể chủ yếu là tò mò dung nhập trong cơ thể mới có thể xem càng rõ ràng này một dung không quan trọng nàng cả người đều không tốt một giọt vĩnh hằng huyết ở nàng căn nguyên chung khơi dậy ngàn tầng sóng lớn, huyết mạch chi lực phản vệ, nháy mắt bao phủ nàng tâm thần. Ngô, triệu bân tắc một tiếng kêu rên, vĩnh hằng thiên ngự còn không trải qua triệu hoán tự hành mở ra. Tình huống như thế nào, hắn nội coi thân thể, không thấy khác thường, chỉ cảm thấy có một cổ kỳ dị mà bạo ngược lực lược, tự ngoại xâm nhập, chẳng qua, bị thiên ngự chặn lại. Hắn theo bản năng đứng lên, theo kỳ dị lực lượng ngược dòng, đuổi theo đuổi theo, liền đuổi tới tần mộng giao kia gian phòng, nếu chưa nhìn lầm, bạo ngược ngọn nguồn, liền ở chỗ này. Làm cái gì? Triệu bân khai tiên mắt, dục thấu thị này nội cảnh tượng. Xấu hổ chính là, tần mộng giao làm cấm chế, cho hắn tiên mắt hoảng một bôi đen. Uy! Triệu bân một tay xoa mắt, một tay chụp cửa phòng. Đáp lại hắn, còn lại là tần mộng giao một tiếng than nhẹ. Không khó nghe ra, nàng than nhẹ thanh rất thống khổ. Triệu bân không mơ hồ, một chân đá văng cửa phòng. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy đầu bạc thắng tuyết tần mộng dao giữa mày còn có một đạo cổ xưa bí văn khắc họa này lực lượng cuồng bạo nếu như hải triều giống nhau tự trong cơ thể chút xuống quay cuồng hắn này một cái không lưu ý nhi đụng phải cái ngay ngắn đương trường bị đâm nhảy ra đi huyết mạch dị biến triệu bân nhíu mày khoát định rồi thân không đợi hắn có điều hành động liền thấy trước mắt quỷ mị vừa hiện có một con trong suốt tay ngọc ninh diện chụp tới tất nhiên là tần mộng dao sợ là tổ hỏa nhập ma mất đi bản mạng tâm trí Triệu Bân cũng sẽ không chạm kia bị đánh, một bước né qua, tế đầy trời cổ tự, dục mạnh mẽ đóng cửa tần mộng giao, nhưng này bí pháp, giống như đối nàng không có hiệu quả, nàng lực lượng quá bá đạo. Tỉnh lại, Triệu Bân tế chiến tri đạo pháp tắc, thành từng điều xiềng xích, đương trường chói gô, trừ này, đó là từng đạo hư ảo phù chú, một đạo tiếp một đạo ấn nhập. Ngô, tần mộng giao lại than nhẹ, cuồng bạo huyết mạch lực lượng, lại một lần đại bùng nổ. Triệu Bân pháp tắc xích sắt, đương trường băng toái, khắc vào này thân thể phù chú, cũng nhất nhất bị đánh sơ xác Ai nha? Mắt thấy phòng ấn bị phá tan, triệu bân lông mày chọn lão cao. Không hổ diêm la dưới tòa minh đem, hơn xa hắc bạch minh đem có thể so, bạo tẩu sở khai quật lực lượng, cường vượt qua hắn đoán trước, nếu không phải một tôn cường đại bí bảo, là khóa không được. Khóa không được cũng đến khóa A. Triệu bân một bước phát tới, đương trường đâm phiên tần mộng dao. Thành thạo, mạnh mẽ ấn kia, Liên nay tần mộng giao cuồng bạo huyết mạch chi lực còn ở mãnh liệt quay cuồng nhìn nàng cặp kia linh trên mắt đã bị bạo ngược cùng thị huyết tràn ngập tràn đầy đỏ bừng ánh sáng oanh triệu bân cũng khí huyết bốc lên chết ấn không bỏ chính cái gọi là mạnh mẽ ra kỳ tích hàng thật giá thật một tôn thánh nhân lăng bị áp vô lực xoay người nếu có người từ đây đi ngang qua nếu thấy vậy hình ảnh làm không hảo sẽ gào một giọng nói mau tới người nào này có hiện trường phát sóng trực tiếp. Đích xác, Triệu Bân cùng Tần Mộng Giao giờ phút này tư thế, thực dễ dàng làm người hiểu lầm, như vậy xinh đẹp một muội tử, như vậy tuấn tiếu một tiểu ca ca, một trên một dưới, có thể nói bọn họ là ở luận bàn võ nghệ. Cũng không thể lại náo loạn. Sau đó mang người tìm hai hương bà bà. Triệu Bân lại tế pháp tắc xích sắt, trói lại một vòng nhi lại một vòng nhi. Vô cường đại bí bảo pháp khí, chỉ có thể dùng bậc này bổn phương pháp. Trói hắn cái mấy trăm vòng, tổng có thể khóa chặt. Thật sự không được, vậy ra tay tàn nhẫn, một chày gỗ đánh không ngốc, liền lại bổ mấy đao, còn có thể lược không ngã này đàn bà nhi. Chói người khi, hắn còn không quên nhìn lén tần mộng giao thân thể. Biến cố ngọn nguồn, ở này căn nguyên. Càng chuẩn xác nói, là căn nguyên chung một chút ánh vàng rực rỡ ánh sáng, Nga không đúng, không phải ánh sáng, đó là hắn vĩnh hằng huyết, cùng tần mộng giao căn nguyên, nổi lên mãnh liệt va chạm. Nói va chạm cũng không quá xác thực, mà là này tích vĩnh hằng huyết, kích phát rồi tần mộng giao trong cơ thể tiềm tàng một cổ thần bí mà lực lượng cường đại, lúc này mới gặp phải huyết mạch đột biến, đáng sợ phản phệ chi lực, bao phủ này thanh minh ý thức. Chỉ dung một giọt huyết, như vậy đại phản ứng, triệu bân trong lòng một ngữ. Nhiều xem vài lần, hắn tài lược biết manh mối. Là tần mộng giao căn nguyên quá tà hồ, có rất nhiều khác thường chi khí biểu lộ. Ấn hắn suy nghĩ, cô nương này nên là đồng hóa quá rất nhiều đặc thù thể chất căn nguyên huyết. Chẳng qua, hắn vĩnh hằng huyết thuộc ngoại lai, rất nhiều tương mắng, khiến họa loạn mọc lan tràn. Ý tứ chính là như vậy cái ý tứ, tần mộng giao hơn phân nửa cũng không ngờ đến. Chưa nghĩ nhiều, hắn một tay tham nhập tần mộng dao trong cơ thể, dục triệu hồi vĩnh hằng huyết. Nhiên, không đợi hắn chạm đến, liền thấy tần mộng dao căn nguyên quay cuồng, thế nhưng trong khoảnh khắc đồng hóa hắn vĩnh hằng huyết. Này cùng hóa không quan trọng, tần mộng dao lại một tiếng than nhẹ, càng vì cuồng bạo khí huyết, mãnh liệt mà ra, thậm chí đè ở trên người nàng Triệu Bân, đều suýt nữa bị đâm nhảy ra đi. Xôn sao? Triệu Bân tay chân ma lưu, càng nhiều pháp tắc xích sắt phụt ra, trời bạc mạng chói Đây là một cái có ý tứ hình ảnh, biết đến, là hắn ở giam cầm bạo tẩu tần mộng giao, không biết, còn tưởng rằng là nhà ai cường đạo, hơn phân nửa đêm chạy này tới bắt cóc tống tiền đâu. Phanh, đi ngang qua người không có, Từ sấm dân trạch nhưng thật ra có một cái. Triệu công tử chó chính hang say, tiểu viện môn liền bị người một chân đá văng. Xong việc nhi, liền thấy một cái ngân bào thanh niên đi vào, sinh cái kia phấn chấn oai hùng. Thấy trong viện hình ảnh, ngân bào thanh niên không khỏi sửng sốt. Người ai a à, triệu bân theo bản năng ngoái đầu nhìn lại vừa thấy. Người thật lớn gan, lăng qua đi ngân bào thanh niên, thốt nhiên tức giận, không khỏi phân trần, cách không nhất kiếm bổ tới. Minh hải người, này, là triệu bân cái thứ nhất ý niệm. Không ai cho hắn đáp án, nhưng nghênh diện mà đến kiếm quang, lại là bẻ gãy nghiền nát cường. Hắn một bước đứng dậy, thuận tay còn đem tần mộng dao, thu vào tử phủ. Thấy hắn phất tay áo một mặt kim sắc đao mang, nhẹ nhàng phách nát kiếm quang. Thả nàng, ngân bào thanh niên hét to. Phóng không được, triệu bân đạm nói. Đây là đại lời nói thật, tần mộng dao đã tổ hỏa nhập ma, thấy ai cắn ai. Đừng nhìn trong viện hai người, nhưng nếu thả, cắn hắn khả năng tính khá lớn. Hắn nhưng không nghĩ đối thượng minh hải người khi, còn có một cái tần mộng dao đuổi theo hắn đánh. Hôm nay lên trời xuống đất, đều vô ngươi đường sống. Ngân bào thanh niên bạo nộ, thổi quét ngập trời sát khí mà đến, thâm thúy con ngươi, còn có tia chớp ở xé rách, đó là lạnh băng sát ý. Thật khi ta sợ ngươi, triệu bân nửa điểm nhi không túng, hoàng kim khí huyết bay múa. Chân áp, ngân bào thanh niên một tiếng khiển trách, giữa mày bay ra một phương bảo ấn, hàng thật giá thật thánh nhân binh đừng nhìn chỉ có bàn tay như vậy đại, lại trầm trọng như núi cao. Lan, triệu bân một cái đại quang ngã bia tay, kén phiên bảo ấn, xem ngân bào thanh niên ánh mắt hơi nhíu, cái này người từ ngoài đến, nhưng thật ra có chút đạo hạnh, thế nhưng không sợ thánh binh uy áp. Phong, hắn kinh dị nháy mắt, triệu bân đã diễn xuất đầy trời cổ tự. Ngân bào thanh niên bộ mặt lạnh băng, thân thể có một tầng ô quang lung mộ, thế nhưng làm lơ đóng cửa. Hắn một bước lên trời mà thượng, thân thể một trận cự chiến, từng đạo tia chớp phi thoán mà ra, mỗi một đạo đều là một tôn pháp khí, đồng lò, đại trung, linh kính, sát kiếm. Cái gì cần có đều có, toàn hàng thật giá thật thánh nhân pháp khí, tựa như từng viên sao trời, lộng lẫy ánh sao chiếu dọi tối tam thiên. Thánh binh không cần tiền sao. Triệu bân tay để huyền thương kiếm, lên trời mà đến, tựa như chém dưa hấu, đem đè xuống một tôn tôn thánh binh, phách đầy trời bay tứ tung, cũng phách ngân bảo thanh niên, kêu rên không ngừng. Tuy chiến thượng phong, Triệu Bân vẫn chưa theo đuổi không bỏ, ngược lại một bước độn ra này phiến thiên địa. Tần Mộng Giao còn ở hắn tử phủ đâu, thời khắc đều có phá phong khả năng, đến tìm cá nhân cho nàng mạnh mẽ giam cầm, thuận tiện, lại cho nàng nhìn một cái bệnh, hai hương bà bà liền rất thích hợp. Nào đi! Ngân bào thanh niên tiếng quát sung trời khung, đầu huyền rất nhiều thánh binh đánh tới, một đường truy một đường đánh. Mệnh không mệnh trung thả trước không nói, hắn làm ra động tính cũng không nhỏ, cường đại dư uy, chấn sụp từng tòa cửa hàng, trong thành nhà cửa, cũng là thành phiến tạc nứt, đá vụn, gạch xanh, mái ngói. Đầy trời băng phi. Sao đâu? Chửi rủa thanh tùy theo vang lên, phần lớn là tao cá trong chậu hỏa. Ngủ hào hảo đột nhiên đã bị chôn sống, không chửi má nó mới là lạ. Ai? Triệu bân? Mặt sau vị kia, rồng bay minh đem. Là hắn không thể nghi ngờ, sao như vậy đại hỏa khí? Tám phần là kia người từ ngoài đến, giúp hắn uy nghiêm. Chửi rủa thanh, cũng nhiều ồn ào nghị luật, đều đã ngưỡng đầu, là mắt thấy triệu bân cùng ngân bảo thanh niên từ không trung xẹt qua đi, như nhau ngân quang như nhau kinh hồng, tốc độ cực nhanh. Lưu lại, ngân bào thanh niên gầm lên, một bước vượt qua hư thiên. Không sai, hắn là rồng bay minh đem, tần mộng giao huynh trưởng, lần này tới quỷ thành, là đến mang muội muội trở về, hảo không dung bằng bí bảo tìm được người, lại thấy người từ ngoài đến tại hành hung. Pháp tắc xích sắt đều dùng tới, này có thể nhẫn. Ngươi là rồng bay minh đem, túng triệu bân lỗ tai lại không hảo xử, cũng có thể nghe nói phía dưới nghị luận, làm hơn phân nửa đêm, không phải minh hải người nào. Ngươi mẹ nó sớm nói a, à. Đáp lại hắn, còn lại là đầy trời ánh đao kiếm mang. Hiểu lầm, triệu bân khẩu thượng nói, dưới chân lại chưa đình. Chủ yếu là lúc trước hình ảnh, quá không hài hòa, một câu hiểu lầm, sợ là không ai tin, quỷ hiểu đắc rồng bay minh đem đột nhiên đá môn tiến vào, cũng không tự báo ra môn, không nói hai lời liền đấu võ đình hành đến một chỗ triệu bân khoát một bước định thân tùy tay thả ra tần mộng dao mặt sau vị kia là nàng huynh trưởng hắn nếu lại cất giấu đã có thể không địa đạo có bệnh đến chị đó là tần mộng dao sao bị trói gô thực hiển nhiên kia hóa là cái hái hoa đạo tặc tần mộng dao một khi bị thả ra liền thấy phía dưới ồn ào sôi sục một mảnh khó trách rồng bay minh đem như vậy bạo nộ nguyên là muội muội bị trói muốn nói Triệu Bân cũng thật là gan lớn, dám động diêm la dưới tỏa Minh Đem. Không đúng, vẫn là lão Minh Đem tầm mắt cao, nhiều hai mắt híp lại. Gì không đối đâu, tần mộng giao trạng thái không đúng, hiển nhiên không có thanh minh ý thức, không những không có, còn dị thường bạo ngược, nếu không phải bị pháp tắc xích sát khóa, chưa chừng sẽ đại tạo sát kiếp. Thả trước chữa bệnh, Triệu Bân tế một cổ nhu hòa tiên lực, nhẹ nhàng đưa ra tần mộng giao. Dòng bay Minh Đem vội hoảng tiếp được, thấy muội muội trạng thái quỷ dị, sát ý bạo tăng. Ngươi đối nàng làm cái gì? Nàng dung ta. Triệu bân lời còn chưa dứt, liền bị một tiếng nổ vang đánh gãy. Trạng thái không tốt tần mộng dao, lại lực lượng đại bùng nổ, thả lần này tới càng mãnh liệt, nháy mắt phá tan cột lấy nàng pháp tắc xích sắt, khoảng cách so gần rồng bay minh đem dẫn đầu tao ương, bị chấn lộn nhào, liền mấy chục ngoài trượng triệu bân, đều bị chấn lảo đảo. Không đợi hắn đứng vững, liền thấy trước mắt quỷ mị vừa hiện tất nhiên là tần mộng dao một trưởng đem hắn kén phiên đi ra ngoài. Cũng là cái này nháy mắt, nàng hình thái lại thay đổi, giữa mày bí văn, nhiều ma đạo sắc thái, còn có kia lúc trước như tuyết đầu bạc, giờ phút này cũng từng sợi hóa thành đỏ bừng. liền này, nàng lực lượng còn ở bạo tăng. Tùy theo bạo tăng, còn có nàng uy áp. Đại quỷ tiểu quỷ tao ương, bị áp đến một mảnh. Này sẽ là thánh nhân lực lượng. Bên ngoài, quá nhiều lão minh đem kinh hãi. Đối, này không phải thánh nhân cấp lực lượng. Triệu Bân cảm xúc sâu nhất, ai một trường suýt nữa tan thành từng mảnh. Còn chưa xong, hắn này mới vừa đứng vững, Tần Mộng Dao sau lưng liền tới rồi. Càng vì rộng rãi bàng bạc một trường, cách thiên chụp tới. Ta, Triệu Bân cái kia phiền muộn a. À. Xem đi, liền không thể làm Tần Mộng Dao phá phong, một khi phá giam cầm, liền sẽ nhìn chằm chằm hắn không bỏ, ở đây nhiều người như vậy, vì sao liền đánh ta? ta sinh một chương thiếu dỗi mặt. Đánh ngươi là được rồi. Lời này, là minh đế tưởng nói. Thấy triệu bân ăn mệt, tâm tình phá lệ thoải mái. Dung chính là ngươi huyết, không đánh ngươi đánh ai. Nói đánh là đánh. Tần mộng dao này đệ nhị trưởng, thật cấp triệu bân đánh tan giá. Phi thánh nhân cấp thần bí lực lượng, thật vượt quá tưởng tượng cường. Nếu không phải triệu bân đáy hậu, một trưởng này liền cũng đủ đưa hắn lên đường. Không phải nàng lực lượng vẫn là lão minh đem, lại hạ một cái kết luận. Phàm là có điểm kiến thức, đều biết tần mộng dao huyết thống không tầm thường. Kia nha đầu trong cơ thể cất giấu thần bí chi lực, cổ xưa mà đáng sợ. Bước ta khai đại, triệu bân khai kim thân, đôi tay đều xuất hiện, gắt gao nắm lấy tần mộng dao. Thả nàng, lúc trước bị chấn phiên rồng bay minh đem, lại giết trở về. Phóng, thả ngươi muội triệu bân đại mặt kỳ hắc. Tấu không phải ngươi, người mẹ nó đứng nói chuyện không eo đau phóng cùng không bỏ không phải hắn định đoạt túng khai kim thân hắn cũng áp không được tần mộng giao bất quá một cái trước mắt liền tránh thoát đáng sợ ma sát còn đem hắn kim thân chấn cái dập nát giao nhi bạn một tiếng kêu gọi cuối cùng là có đại lão ra tay nãi hai hương bà bà từ phương xa qua sông càn khôn mà đến còn phải là chuẩn đế nhẹ nhàng liền khóa tần mộng giao vèo rồng bay minh đem trước tiên tới rồi, bà bà, như thế nào? Phá, hai hương bà bà nhàn nhạt, nhạt nói, xoay người biến mất không thấy. Phá, gì phá? Rồng bay minh đem một khi não động mở rộng ra, đó chính là thiếu nhi. Không nên hình ảnh, nhữ, đáng chết, nhưng nghe hắn gầm lên giận dữ, rút kiếm sát hướng về phía triệu bân. Triệu công tử còn mơ hồ đâu, chính che lại lão eo, khập khiếng trở về đi. Ai nói nữ tử không bằng nam, ăn tần mộng giao hai bàn tay, hắn đều đã quên tự mình họ gì, không hợp, hắn cùng họ tần bát tự không hợp, lúc này mới thấy vài lần, ai hai đốn đánh. Triệu bân, để mạng lại, rồng bay minh đem tiếng quát sung trời, sát ý lạnh băng. Không để yên, triệu bân miệng vỡ liền mắng, sắc mặt đã là hắc sáng trong. Không chết không ngừng, ta làm người không chết không ngừng. Vốn định về nhà mát mẻ một lát triệu công tử, lại quay đầu đi vòng vèo trở về bị tần mộng giao tấu một đốn, hắn cũng phải nhường nàng ca biết như thế nào là toan sảng. Oanh, phanh, hai người một lời không hợp, đương trường khai làm. Yên lặng bất quá ba lượng nháy mắt quỷ thành, lại nhấc lên một mảnh nổ vang. Tao ương giả rất nhiều, đình đài lầu các là một tòa tiếc một tòa sụp đổ. Thành chủ đâu, cũng không ra quản quản, không ít người chật vật bất kham. Người còn không hiểu biết hắn, quá nhiều lão minh đem tụ tập nhi ngáp. Phùng hậu bối ở trong thành hẹn đánh nhau, hắn cơ bản đều là quần chúng. Lúc này, tám phần lại tránh ở nào đó góc xem tuồng đâu. Nếu không sao nói là lão minh đem, chính là kiến thức rộng rãi. Quỷ thành chi chủ thật gác kia xem diễn đâu, sử tại mái hiên thượng xem mùi ngon. Hắn bên cạnh người, còn lập hai tôn quỷ vương, mỗi người trong lòng ngực, đều ôm một cái bàn tính, đãi kia hai đánh xong, liền tính tính trong thành tổn thất, lão quy củ, ai hẹn đánh nhau ai bồi, dám không bồi, kia liền xúc sinh nói một ngày du, nhất vô dụng cũng phải nhường hắn đi địa ngục đi dạo. Chân áp, rồng bay minh đem vung tay vung lên, một hơi thúc giục mấy chục tôn thánh binh. Nửa bầu trời bị áp sụp, toàn bộ hư không, đều thành một mảnh sấm sét ầm ầm. Người áp trụ ta, triệu bân khí nuốt núi sông, diễn xuất táng thế thần quan. Vẫn là ngoạn ý nhi này hảo sử, mấy chục tôn thánh nhân cấp pháp khí, lăng bị nó đâm bay đầy trời, yếu ớt như một mặt màu đen gương đồng, không đợi rơi xuống, liền nổ thành một mảnh toái cha rồng bay minh đem phun huyết, rất nhiều phản vệ như đao kiếm, phách chảm hắn thân thể. Dù sao cũng là diêm la dưới tòa minh đem, hổ khu chấn động, liền ổn định gót chân. Vừa lúc gặp triệu bân đánh tới, hám thiên một quyền, oanh xuyên càn khôn. Rồng bay minh đem tiếng quát len keng, trưởng chỉ khắc bí văn, nghênh đối không kháng. Quyền trưởng va chạm, có sấm chấp mưa bão nổ tung, cũng có vầng sáng chiều tứ phương lan tràn. Xem đấu chiến hai bên, Triệu Bân như tấm bia to đổ sộ chưa động, rồng bay minh đem lại như máu bao cát, nghênh thiên hoành phiên đi ra ngoài, cốt cách răng rắc thanh, tựa như pháo đốt giống nhau bùm bùm. Này, sao có thể? Rồng bay minh đem thế nhưng chiến bất quá chuẩn thánh. Phía dưới quần chúng nhiều ồn ào, khó có thể tin. Rồng bay minh đem chính là một tôn thánh nhân nào? Thả không phải giống nhau thánh nhân, này bản thân liền có vượt cấp đánh nhau tư bản, hiện giờ đối thượng chuẩn thánh cấp Triệu Bân, không những áp không được đối phương, phản liên tiếp bại lui, cái kia ngoại vũ trụ tiểu tử, nội tình đến tột cùng có bao nhiêu cường. Muốn nói bình tĩnh sao, còn phải là một chúng lão minh đem nhóm. Chớ quên, triệu bân chính là đánh bại minh đế pháp tắc người. Cùng lúc không yếu đại đế, đó là thỏa thỏa thiếu niên đế cấp. Như thế nghịch thiên yêu nghiệt, kém nửa bước đánh tơi bời thánh nhân, nửa điểm không kỳ quái, luận tự thân nội tình, sợ là trừ bỏ tu vi cảnh giới, rồng bay minh đem không có một chút là có thể thắng quá triệu bân. A, à, rồng bay minh đem bị đánh suốt ruột, một giọng nói gào kinh thiên động địa. Hắn chính là hàng thật giá thật thánh nhân nào? Thế nhưng chiến bất quá một cái chuẩn thánh. Hắn nổi giận, giữa mày mình khắc bí văn, khí thế tùy theo bò lên, càng có một đầu màu bạc lôi long, tự trong thân thể hắn xoay quanh mà ra, khả công khả thủ, rồng ngâm nếu như sấm rền vang vọng cửu tiêu. Chiến lực bạo tăng, hắn cho rằng hắn lại được rồi. Nhiên, đãi Triệu Bân giết đến, gì đều là hư vọng gào vang dội không gì điếu dùng. Khai cấm pháp, cũng cùng là bài trí. Triệu bân bá thiên tuyệt địa, hám thiên một quyền oanh xuyên càn khôn, lôi lòng đụng phải cái ngay ngắn, ầm ầm tạc toái, sau đến rồng bay minh đem, tắc ăn quyền uy dư ba, lại nghênh thiên tung bay, cứng cỏi thân thể, nước ra rồi từng đạo khe hở, có máu tươi hướng ra ngoài chảy giật. Veo triệu bân phảng phất một con u linh, như bóng với hình, đổ ập xuống lại là một trường. Rồng bay minh đem bị đánh mơ hồ, mơ mơ màng màng chung, chỉ cảm thấy cả người lạnh vèo vèo. Không sao, có người cho hắn đưa ấm áp, ân, là một con ấm áp mà thân thiết bàn tay to, nắm lấy cổ tay của hắn, đem hắn cả người đều kén lên, từ thiên triều hạ, oanh một tiếng nện ở đại địa thượng, xem bên ngoài quần chúng, tiểu tâm can đều phịch nhảy dựng. Phốc, rồng bay minh đem này khẩu lão huyết, phun cái kia vui sướng tràn trề. Đau, dạ dày đau, thận đau, gan đau, toàn thân đều đau xét thấy triệu công tử tâm tình thực khó chịu, phanh phanh phanh, cho người ta tới cái chín liền quăng ngã, tạp thiên địa động run, lăng đem một tôn hàng thật giá thật thánh nhân, quăng ngã cái dập nát tính gãy xương, liền nguyên thần chân thân, đều nổ tung vết rách, thần chí càng là thành hỗn độn một mảnh. Dầm, quần chúng nhóm một trận mãnh nuốt nước, nước miếng, cái kia họ chịu quá trời sinh tính. May đó là rồng bay minh đem, nội tình không tầm thường, nếu đổi làm mặt khác gà mở thánh nhân, còn không được bị quăng ngã thành cho a à bọn họ kia vũ trụ, đều là như vậy cùng người đánh nhau. Dòng bay minh đem ngất, là bị triệu bân đưa vào ác mộng. Hắn bại, thánh nhân đối chiến chuẩn thánh, bại chính là dối tinh dối mù. Nhìn triệu bân, lại cùng không có việc gì người dường như, vỗ vỗ trên người bụi đất, xoay người liền phải đi. Tối nay, có thể ngủ ngon. Nay liền phải đi, u tiếng cười mạch vang lên. Giọng nói còn chưa lạc, liền thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, dừng ở hỗn độn bất kham trên đường cái, chặn triệu bân đường đi, cẩn thận một nhìn, đúng là Minh Hải Lữ Dương. Thương ta Minh Hải thiếu tôn, người cần cấp cái công đạo. Lữ Dương lúc sau, còn có rất nhiều bóng người hiện hóa, hoặc dừng ở mái hiên, hoặc treo ở hư không, hoặc có người để sau lưng đôi tay, hoặc có người nhẹ lay động quạt xếp, tính thượng Lữ Dương, chừng 73 người nhiều, toàn thanh niên bộ dáng, thuần một sắc thánh nhân, cái đỉnh cái phấn chân oai hùng, cuồn cuộn khí huyết, uy thế cường đại, đâm cho không gian cùng càn khôn, đều rầm rầm rung động. Ai nha, vốn tưởng rằng tuồng hạ màn quần chúng lại đều tinh thần tỉnh táo. Nhìn Lữ Dương cùng những người này thần thái, hiển nhiên là muốn thu thập Triệu Bân. Nói đến những người này, đại quỷ tiểu quỷ nhóm đều nhìn phía bên cạnh người lão Minh Đem. "Này đều ai a?" À? Minh Hải 72 thiếu phủ quân, lão Minh Đem từ từ nói. "Nghe chi?" Đại quỷ tiểu quỷ nhóm toàn kinh hãi, thường nghe Minh Hải 72 phủ, mỗi một phủ đều có một ngày Phú Tuyệt Luân thiếu phủ quân chiến lực chút nào không yếu thập điện diêm la dưới tòa minh đem, bọn họ trước nay chỉ là nghe nói, vẫn là lần đầu thấy bản tôn, thả 72 cái đều đã tới, hơn nữa thiếu tôn lữ dương, minh hải tuổi trẻ một thế hệ nhân tài, đều tại đây đi. Sao cái ý tứ, triệu bân cùng minh hải còn có thủ oán? Nếu vô ân oán, cũng sẽ không lôi ra như vậy đại trận trường. 73 tôn thánh nhân, một người đá triệu bân một chân, liền đủ hắn lên đường. ồn ào thanh lại khởi, quá nhiều người tụ tập, chứa nói lớn nhỏ quỷ, liền một chúng lão minh đem, thậm chí đứng ở mái hiên xem diễn quỷ thành chi chủ, đều chấn kinh rồi, ngày thường tiên thấy thiếu phủ quân, tối nay thực sự chỉnh tề, thiếu tôn tới, 72 thiếu phủ quân, cũng một cái đều không kém, làm ra như vậy đại trận trược, lại là vì một cái ngoại vũ trụ tới tiểu chuẩn thánh. Đây là muốn sai lầm, ôm bàn tính hai quỷ vương, đều nhìn phía quỷ thành chi chủ, Minh Hải cũng không phải là giống nhau địa giới, đó là âm tào địa phủ một đại chư hầu, chứa nói hắn nho nhỏ một cái quỷ thành, tuy là thập điện diêm la, cũng kiêng kỵ ba phần, nếu vô minh đế cùng đế quân ở, ai mẹ nó áp được Minh Hải A. À? Hiện giờ, Minh Hải thiếu tôn cùng 72 thiếu phủ quân tề đến, nếu ở quỷ thành ra điểm sai lầm, Minh Hải có thể thiện bãi cam hưu. Thả trước nhìn xem, quỷ thành chi chủ ổn một bức. Minh Hải lại nghiêu, còn có thể nghiêu quá Minh Đế. Đương nhiên, vì không cần thiết phiền toái, lúc cần thiết, hắn sẽ ra tay. Đến nỗi giờ phút này, ngủ là chỉ định ngủ không được thấu cái náo nhiệt xem cái diễn bái đãi đánh xong là muốn tính tính sổ thật đúng là để mắt ta triệu bân liếc mắt một cái tứ phương âm tàu địa phủ không đơn giản nào trước có diêm la minh đem sau có minh hải thiếu phủ quân đều vạn chung vô nhất nhân tài là người thúc thủ chịu trói vẫn là bổn thiếu tôn động thủ lữ dương cười xem triệu bân một mình đấu vẫn là quần ẩu triệu bân đối với huyền thương kiếm ha một hơi, dùng ống tay áo lau rồi lại lau. Có khác nhau sao? Lữ Dương lạnh lùng cười. Đương nhiên là có khác nhau. Triệu bân một bên sát kiếm một bên nói, một mình đấu, ta liền tấu ngươi một cái, quần ẩu sao? Vậy đao kiếm không có mắt. T. Triệu bân nói bình đạm, lại kinh ngạc một chúng quần chúng, tiểu tử này, là đánh mơ hồ sao? Đối diện chính là 73 tôn thánh nhân nào, trong đó có như vậy mấy cái, đã là đỉnh cảnh, một chọn 73, người xác định có thể đứng đi ra ngoài. Không mang theo như vậy khoác lác. Cuồng vọng, Lữ Dương một tiếng hét to, nói liền muốn rút kiếm công phạt. Giết gà cần gì giao mổ trâu. Không đợi Lữ Dương khai công, liền thấy một tử phát thiếu phủ quân, từ thiên mà xuống, tay đề chính là một phen sáng như tuyết kim kiếm, điếc tai kiếm minh, đánh thẳng nguyên thần. Để ý hắn mắt, âm thầm, có người cấp triệu bân truyền âm. Định nhãn nhìn lên, mới biết là cái kia từng cấp triệu bân buông tha huyết quầy hàng chủ dứt lời, hắn liền trốn vào đám người, liền sợ bị người bắt giữ đến, hắn nhưng không thể trêu vào Minh Hải. Tranh, tử phát thiếu phủ quân đã động, thân như lôi đình, nhất kiếm kinh hồng. Hắn đích xác có một đôi đặc thù trong mắt, đã lập lệ yêu dị quang. Triệu bân văn ti chưa động, cho đến mũi kiếm cự hắn chỉ ba tắc khi, hắn mới khoát giơ tay, không nghiêng không lệch nắm lấy mũi kiếm, trưởng chỉ gian thi lực, nháy mắt rỡ xuống trên thân kiếm chi uy. Loại này cấp bậc ảo thuật, cũng tưởng họa ta tâm thần. Triệu bân đạm nói, còn chưa xong, tử phát thiếu phủ quân cười giảo hoạt, mắt có tia chớp xé rách. Ta làm ngươi cười, triệu công tử càng mau, hai ngón tay trực tiếp cắm qua đi. Phốc, huyết quang hiện ra, thượng một cái chớp mắt còn cười giảo hoạt thiếu phủ quân, này một giây, đã bị chọc mù hai mắt, còn có thai dục tia chớp, cũng thai chết trong mắt, không những không đả thương địch thủ, phản bị thương chính mình cái. Đáng chết, tử phát thiếu phủ quân tưởng cũng không tưởng, phi thân liền đột. Bên ngoài người xem một tiếng ho khan, vị này tú kỹ năng, tú vẻ mặt xấu hổ a à. Một cái đối mặt, liền bị chọc mù hai mắt, nhìn kia huyết nhục mơ hồ song đồng, nhìn đều khiếp người. Nào đi, triệu bân một cái không gian dịch chuyển, nháy mắt thân đuổi theo tử phát thiếu phủ quân, huy kiếm chém liền. Cấm, mạch một tiếng khẽ quát vang vọng, lại có thiếu phủ quân ra tay, người nọ nói là làm ngay, thật liền trì trệ triệu bân động tác, tuy chỉ một phần ba nháy mắt, lại cũng đủ tử phát thiếu phủ quân bỏ chạy, thứ này đi đều đi không yên phận, bay ngược chung, trong cơ thể bắn ra một đạo quang, nãi một thanh huyết đao, cách không bổ về phía triệu bân, cùng chi chẳng phân biệt trước sau, còn có một phương bảo ấn, không biết cái nào thiếu phủ quân tế ra, hàng thật giá thật thánh nhân binh, có quỷ quyệt bí văn minh khắc. Thêm vào thánh uy, thậm chí nho nhỏ một cái bảo ấn, như núi cao trầm trọng. Tranh, triệu bân trường tụ vung lên, vứt ra một đạo kiếm khí, Phách nát huyết đao, phiên tay một trường, kén phiên lăng thiên đè xuống bảo ấn, răng rắc thanh rõ ràng, âm thầm kêu rên thanh, tắc phá lệ hôn mê, nên là bảo ấn chủ nhân, cho rằng thánh binh vô địch, không thành tường, bị triệu bân một kích bị thương nặng, hắn còn gặp cái phản phệ. Phanh, lữ dương một bước lên trời mà thượng, oanh một tiếng tạo ra dị tượng đại thế giới. Đó là một mảnh sao trời, có biển sao mãnh liệt, dục lấy này, còn nghiền nát triệu bân. Hắn ý tưởng là không tồi, lại không chịu nổi triệu bân quyền uy vô cùng một quyền oanh xuyên hắn dị tượng đại giới bá thiên tuyệt địa quyền uy đâm cho lữ dương đặng đặng lui về phía sau trong mắt còn rất nhiều kinh sắc mới mấy ngày không thấy tiểu tử này sao biến như vậy cường hắn dị tượng đại thế giới trước nay đều mọi việc đều thuận lợi tiên có người có thể khiêng lấy cho dù là không bình thường thánh nhân hiện giờ đối tượng triệu bân thế nhưng bị một quyền oanh diệt cấm hai thiếu phủ quân cùng kêu lên hét to tế một bộ bát quái trận đồ trận đồ cực quỷ quyệt, âm dương khí tung hoành, buông xuống thiên tiêu, thô tráng như đại nhạc. Cấm ngươi đại gia, triệu bân một chân phát hỏa ngân hà, đem bốn liệt hư không bát quái trận đồ, chém thành hai đoạn, liên quan âm dương nhị khí, cũng bị cùng nhau chém đứt. Nho nhỏ chuẩn thánh, còn không đền tội. Tiếng quát lại khởi, tam tôn thiếu phủ quân toàn dơ lên cao sát kiếm, chỉ phía xa vòng trời. Đốn có một tiếng ẩm vang, lôi đình từ thiên mà đến, thẳng tắp tạp hướng về phía triệu bân chu ngươi đại gia triệu bân pha cường thế một đạo chu tiên quyết ngang qua cửu thiên lôi đình bị phá diệt tung hoành tứ phương kiếm ý tác chảm lui thi pháp ba người chân áp bốn tôn thiếu phủ quân toàn chắp tay trước ngực đỉnh đầu có quang hoàng trùng tiêu hư không đột nhiên run lên một tòa nguy nga bàng bạc cung điện ẩm ẩm hiện ra này cung điện chính là bất phàm còn chưa chân chính rơi xuống liền nghiền sụp nửa bầu trời áp ngươi đại gia Triều công tử vừa uống lên keng, vĩnh sinh vương tòa cùng táng thế thần quan đều xuất hiện, một tả một hữu hướng lên trời đánh tới, đâm đại điện tan vỡ, chấn thiếu phủ quân hộp máu. Hợp lực bắt lấy, một tôn kim bào thiếu phủ quân đạm nói, tay đề giáo mà đến. Mặt khác thiếu phủ quân, bao gồm mắt mù vị kia, cũng đều động, tự tứ phương công phạt. Trong lúc nhất thời, ánh đao, kiếm mang, trưởng ấn, quyền ảnh. Che trời lấp đất, xem bên ngoài người, đều một trận run sợ, như thế quy mô sát phạt, mặc dù Thánh vương cũng không dám ngạnh kháng đi. Oanh, Triệu Bân nửa điểm nhi không túng, rút kiếm nhập cửu thiên. Tùy theo mà đến, đó là chấn động vòng trời nổ vang. Một mình đấu cũng hảo, quần ẩu cũng thế, đại chiến tức thì kéo ra màn che. Ngửa mặt lên trời đi xem, ác chiến chúng yêu nghiệt, liền như 74 viên sao trời, lập lòe các màu quang mang, lần lượt va chạm, đánh hư vô sấm sét ầm ầm, nhiễm huyết ánh lửa, thành phiến nở rộ muốn nói nhất lóa mắt, vẫn là triệu công tử. Che trời lấp đất công phạt, cũng giấu không được hắn quang huy. Một chọn 73, hắn thế nhưng không rơi hạ phong. Quần chúng nhóm kinh ngạc, liền lão minh đem đều hai mắt viên lưu, 73 tôn thánh nhân nào. Thế nhưng áp không được một cái tiểu chuẩn thánh, áp không được liền tính, còn liên tiếp có người đẫm máu, nhìn kia từng đạo rơi xuống hư không bóng người, đều như từng viên nhiễm huyết thiên thạch, tạp đại địa ẩm vang rung động. Quần chúng đều như thế, Lữ Dương bọn họ càng hoảng sợ. Này mẹ nó cái gì yêu nghiệt, đánh không chết tiểu cường sao? Niên thiếu gia anh kiệt A, nói chuyện chính là lão quỷ, đứng trước ở hai hương phủ đệ mái hiên thược, xùy tay xem tuồng, càng xem càng thổn thức, không hổ là làm bại minh đế pháp tắc thân nhân tài, quá con mẹ nó có thể đánh, cũng quá con mẹ nó kháng tấu. Hoa mai chủ tiệm cùng hai hương bà bà cũng ở, ở hợp lực cứu trị tần mộng giao, thi triển bí pháp khi, còn không quên ngó liếc mắt một cái hư không, Minh Hải thật bồi dưỡng một đám người mới a. À. 73 cái đánh nhất định thánh, thật tốt ý tứ. Phốc, kim sắc huyết quang, với không trung chiếu giỏi. Là triệu bân đẫm máu, suýt nữa bị một tôn thiếu phủ quân tá đầu. Thấy chi, lữ dương đám người toàn cười dữ tợn, một tông tông sát sinh đại thuật, ùn ùn không dứt. Cách ngôn nói rất đúng, song quyền khó địch bốn tay, bị 73 tôn thánh nhân vây công, triệu bân không bị thương là giả, từng đạo ngang dọc đan sen huyết hác đã ấn đẩy hắn toàn thân, ngạnh chiến hẳn phải chết a. À. có không ít quần chúng hạ bậc này bình luận, chuẩn đế như lão quỷ cũng đều là như thế dự phán. rốt cuộc triệu bân chỉ là chuẩn thánh, bị quần ẩu thả vô giúp đỡ, thật muốn liều mạng bị đánh tới thân tử đạo tiêu là chuyện sớm hay muộn nhi. hắn còn có điều giấu diếm, đế quân cũng là quần chúng thả xem thực rõ ràng, cái kia kêu triệu bân tiểu bối vẫn chưa động toàn lực, hoặc là nói, Triệu Bân từ đầu đến cuối đều cất giấu một phần cố kỵ, gì cố kỵ đâu? Thân là người từ ngoài đến cố kỵ, cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn không có hậu trường, không có cường giả hộ hắn, tất nhiên là phóng không khai tay chân, bởi vì hắn không biết, đại khai sát giới lúc sau, hay không còn có mệnh ở, toàn bộ minh giới sẽ có nhân vi hắn một cái tiểu truyền thánh. Mà đối thượng toàn bộ minh hải. Phốc, ở hắn vọng xem hạ lại một đạo kim sắc huyết hoa, ngạo nghễ nở rộ. Triệu bân thân thể nát nửa bên, là bị một tôn đáng sợ pháp khí tan vỡ. Huyết sắc đại chiến, trong nháy mắt này có ngừng lại. Hắn rút kiếm mà đứng, kiếm thể chảy huyết. Đổ ở bốn phương tám hướng 73 tôn thánh nhân, tắc nghiến răng nghiến lợi. Như vậy trận trường quần ẩu một cái tiểu chuyển thánh, còn bị giết cả người là huyết, vô cùng nhục nhã. Còn phải làm vô vị đấu tranh, lữ dương sâu kín cười chờ lát nữa, trước đem người chém, triệu bân liếc mắt một cái, buông ra đánh. Lời này, xuất từ minh đế, trừ bỏ đế quân, cũng chỉ triệu bân nghe thấy. Nguyên nhân chính là nghe thấy, hắn hai tròng mắt, mới lập lè lộng lẫy kim mang. Đó là minh giới chúa tể thanh âm, hắn có thể nghe ra âm sắc, đã là minh đế lên tiếng, liền chứng minh kia tôn đế. Sẽ không nhân hắn giết chóc mà chế tài. Có lời này liền đủ rồi. Triệu bân tan cuối cùng một phần cố kỵ chân chính buông ra tay chân. Bạn một tiếng nổ vang, hắn thân thể bốc cháy lên màu hoàng kim lửa cháy, chiến chi đạo pháp tắc, tựa như từng đạo lôi điện, đan chéo bay múa, hắn như thác nước tóc đen, cũng ở trong nháy mắt này, biến hóa ba loại nhan sắc, đó là thiên sát, ma đạo cùng tuyệt cảnh. Từ trước đến nay minh giới, tự đắc vĩnh hằng cốt khu, hắn hôm nay, là lần đầu tiên chiến lược toàn bộ khai hỏa. Nay cũng là minh đế muốn nhìn đến, muốn nhìn một chút này tiểu bối, Chiến lực toàn bộ khai hỏa là cỡ nào bộ dáng, hắn minh giới nhân tài, rất nhiều năm cũng không gặp qua chiến tranh rồi, dùng người từ ngoài đến tới mài rũa một phen, đảo cũng không tồi. Oanh! Triệu bân chiến lực toàn bộ khai hỏa, vòng trời động run. Đổ ở tứ phương lữ dương đám người, toàn nhân không gian lắc lư mà chưa đứng vững. Chạm không đứng vững, đều không ảnh hưởng bọn họ trong mắt kinh sắc. Này sẽ là chuẩn thánh, chuẩn thánh có thể có như vậy cường lực lượng. Hảo lóa mắt nào! phía dưới, một chúng lớn nhỏ quỷ đều hai mắt viên lưu. Tụ tập nhi lão minh đem, cũng là lông mày hơi trọn. Làm hơn phân nửa đêm, nguyên lai kia tiểu tử, chưa động toàn lực A. Nhìn kia tóc dài, ánh vàng rực rỡ, so với trước kia tươi sáng nhiều, còn có thân thể thiêu đốt lửa cháy, đó là chiến ý ngoại hiện sao. Tự đi xuống xem, kia nơi nào là cá nhân, rõ ràng là một đoàn ngọn lửa. Nga không đúng, là một vòng thiêu đốt thái dương, Lữ Dương cùng 72 thiếu phủ quân ở này trước mặt, nhiễm nhiên chính là một ít cái giải rác ngôi sao nhỏ. Sao có thể, ngất rồng bay minh đem, cuối cùng là tỉnh ngủ. Mắt thấy hư không một màn, hắn một hơi không xuyến thuật, lại ngất đi. Mạc bị quan ngoại giao hù, hợp lực đánh chết. Lữ Dương hét to, một tay tham hướng thiên ngoại, chộp tới một tôn đồng lò, khởi điểm chỉ có bàn tay đại, ong long run lên sau, ẩm ầm biến như núi nguy nga, này thượng tuyên khắc minh văn, càng có pháp tác vần quanh, uy chấn thiên địa. Đánh một cái chuẩn thánh, thế nhưng dọn ra thánh vương pháp khí, chật chật chật. Lão quỷ xem sủy tay, thực sự đánh giá cao lữ dương kia tư, thân là minh hải thiếu tôn, nào có nửa điểm cường giả chi tâm tư thái, liền này tâm cảnh, còn tưởng diệt triệu bân. Thực sự cấp minh tôn mất mặt. Thu, lữ dương này một giọng nói, gào bá khí chắc lậu. Mà hắn sở triệu ra đồng lò, cũng đích xác chưa bôi nhỏ thánh vương binh uy danh, một cái chớp mắt lô đỉnh mở rộng ra, nuốt thiên diệt mà, khoảnh khắc đem triệu bân thu đi vào. Phong, cấm, 72 thiếu phủ quân đều không nhàn rỗi, sôi nổi thi pháp, hoặc pháp tắc hoặc phù chú, vô đỉnh cao hướng lên trên tạp, chỉ vì đem triệu bân vây ở lò chung, chỉ cần ra không được, vậy thì dễ làm. Luyện diệt hắn, lữ dương trước mắt dữ tợn, cái thứ nhất tế nguyên thần hỏa. Không cần hắn nói, chúng thiếu phủ quân cũng đều phá lệ tự giác, các màu nguyên thần hỏa, là một đạo tiếp một đạo, chiến lực cường lại như thế nào, bị nhốt ở bên trong, chỉ có bị luyện hóa phân. Vĩnh hằng kim thân, khai. Lò chung, có len keng hét to. Xong rồi, đó là một tôn kình thiên đạp đất người khổng lồ. Triệu bân lại hợp kim có vàng thân, không ngừng khai, còn một kích căng bạo thánh vương cấp đồng lò. Ta, Phốc, Lữ Dương cái thứ nhất phun huyết, nửa bên thân xác đều nổ tung. 72 thiếu phủ quân cũng hảo không đến nào đi, nhân thánh vương binh bạo liệt, bị chấn bay đầy trời, thân thể mạnh mẽ còn hảo, nội tình kẻ yếu như tử phát thiếu phủ quân, suýt nữa băng thành huyết bùn. Sau đó hình ảnh, liền có điểm vô pháp vô thiên. Triều công tử kén động đại quang ngã bia tay, nếu như chụp ruồi bỏ, một cái tát một cái, gì cái thiếu tôn, gì cái thiếu phủ quân, hết thảy không đủ xem, một người tiếp một người rơi xuống hư không, phảng phất sao băng thiên thạch, liên tiếp tạp nhập quỷ thành. Càng nhiều nhà cửa băng toái càng nhiều cung điện lầu các sụp xuống. Liên quân chúng, cũng gặp đại ương, luôn có như vậy mấy cái, mặt trời lặn người đôi nhi, lão minh đem tự không sợ, khổ người lớn nhỏ quỷ, như kia đá vụn cùng gạch xanh mái ngói, bốn phương tám hướng phi kia đều là, đãi cái kia kim quang người khổng lồ từ trên trời giáng xuống khi, lại bị chấn phiên một mảnh. Triệu bân, còn chưa xong. Phanh, hủy thiên kiếm quyết. Phanh, ngô không tin. Phanh, quần ẩu một hồi đại chiến, một lần biến hỗn loạn giống giận, kêu bí pháp, giết gào, các loại tê gào các loại có. Triệu bân liền dứt khoát lưu loát, đi đến nào đánh tới nào, không có gì, là một cái tát giải quyết không được, một cái tát không được, kia liền hai bàn tay, lại không hảo xử, kia liền còn có đao và kiếm. Hắn này thân thể nguy nga, sách theo gia hỏa cũng đủ hù người, một tay để đao một tay cầm kiếm, không gì chiêu thức đáng nói, gác kia một trận hồ phách chém lung tung, đánh lữ dương cùng chúng thiếu phủ quân, không một cái có thể đứng ổn. Có như vậy một ít người, đánh đánh, thân xác liền bạo diệt. Có như vậy một ít người, đánh đánh, nguyên thần liền thành tàn hồn. Này cũng quá. Bên ngoài quần chúng cái kia khiếp sợ hoảng sợ, liền sử tại mái hiên xem diễn quỷ thành chi chủ, đều nhếch miệng sách lưỡi. 73 tôn thánh nhân nào, thế nhưng bị một cái chuẩn thánh, truy không dám ngẩng đầu. Thật đúng là ứng triệu bân lúc trước câu nói kia, thật sự muốn quần ẩu, vậy đao kiếm không có mắt. Hiện giờ chiến trường, trình diễn chính là một màn này. Đánh hội đồng là đánh hội đồng, lại là một cái đại gia hỏa, sách theo đao và kiếm, mà kệ đông tây nam bắc chém dưa hấu, lăng là đem minh hải một chúng yêu nghiệt, đánh hoài nghi nhân sinh. Đại ý, minh đế một tiếng nói thầm, hắn kia một câu buông ra đánh không quan trọng, minh hải kia giúp nhãi danh, đều bị đánh cái bán thân bất toại. Tốt xấu là hắn minh giới nhân tài, hắn này làm chủ tể, thực sự thật mất mặt. Không được, đến tìm cái bãi trở về hắn liếc mắt một cái hắn phương, thực chính xác tìm được rồi một cái họ diệp nhân tài. Ngày nào đó, đến an bài này hai hóa ước một trận. Luận giữ thể diện, còn phải là hoang cổ thánh thể. Không đem cái kia họ chịu sửa chữa một phen, thật cho rằng hắn chư thiên không người đâu. Đãi thu mắt, quỷ thành bên kia đã xong việc. Bao gồm lữ dương ở bên trong, 72 tôn thiếu phủ quân, có một cái tính một cái, đều bị đánh bỏ, tám phần đã thược, đều đã mất thân thể, còn lại không đến hai thành, đều đã thành một sợi tàn hồn. Như phế tích chiến trường, liền thừa một tôn kim quang người khổng lồ còn đứng ở kia, toàn thân lửa cháy thiêu đốt, bá liệt chi khí, thổi quét bát hoang, phối hợp kia lóa mắt phòng sáng nhi, liền kém tới một câu, còn có ai? Kia hóa, cũng không tránh khỏi quá bá đạo. Bên ngoài quần chúng, tiểu tâm can đập bịch bịch. Minh Hải bài được với danh hào nhân tài, hảo không dung tụ tập nhi, thế nhưng bị một cái tiểu chuẩn thánh, một trận chiến bao viên, cái kia thương thương tàn tàn, không có nhất thảm, chỉ có thảm hại hơn. Thái, người nào ở quỷ thành tác loạn? ồn ào trong tiếng, có hét to vang vọng thiên địa. Tất nhiên là quỷ thành chi chủ, cường thế lên sân khấu. Cũng không thể lại xem diễn, lại mẹ nó xem đi xuống, Minh Hải nhóm người này mới, đều phải công đạo tại đây. Như thế, Minh Tôn cùng 72 phủ quân, còn không được xúc hắn thành chủ phủ. Nháo về nháo, cũng không thể nháo quá độ. Này hóa, là sao lên làm thành chủ. Không ít nhiều ít lão minh đem, ta liếc mắt một cái quỷ thành chi chủ, này đều làm hơn phân nửa muộn rồi, non nửa cái quỷ thành, đều bị oanh thành một mảnh phế tích, người nhà mới tỉnh ngủ. Muốn nhìn náo nhiệt cứ việc nói thẳng, chỉnh này đó vô dụng. Chảo, đều cấp bồn phủ bắt đi. Dám ở quỷ thành làm ẩm ý, phản ngươi. Ngô mặc kệ ngươi chờ có gì hậu trường, ai cũng chưa dùng. Quỷ thành chi chủ một khi khai phun, đó chính là nước miếng bay đầy trời, tự tự đều như anh lôi, thực tốt vì thế nhân diễn vừa ra. Như thế nào là hiên ngang lẫm liệt? Chảo, nói chảo liền chảo. Còn không có đánh tận hứng triệu công tử, đương trường bị khảo. Còn có Lữ Dương, 72 thiếu phủ quân, cùng với còn quỳ dạp trên mặt đất làm ác mộng rồng bay minh đêm đều cấp mang đi, nếu tần mộng giao còn tại đây, cũng sẽ bị thỉnh đi uống trà. Ôm bàn tính kia hai quỷ vương, cuối cùng là lên sân khấu, ngao hơn phân nửa đêm, rốt cuộc có thể tính tính sổ, cùng quỷ thành chi chủ lâu rồi, liền nhiễm một cái tật xấu, một ngày không gõ bản tính, liền ngứa tay ngứa, tối nay là cái đại mua bán, hẹn đánh nhau giả mỗi người có phần. Sớm biết rằng đi ngoài thành đánh, triệu bân hít sâu một hơi. Hắn là đánh sảng, quỷ thành chi chủ không làm. Non nửa cái quỷ thành đều hủy hoại, này không được bồi tiền nào. Đại chiến hạ màn, tụ chúng ẩu đả, đều bị mang đi. Quần chúng chưa đã thèm, trong đó có không ít, chính cầm ký ức tinh thạch xem hồi phóng đã bao nhiêu năm, quỷ thành cũng chưa như vậy náo nhiệt quá. Muốn nói cái kia kêu triệu bân người từ ngoài đến, cũng thật là như bức hống hống quải tia chớp, minh hải nhân tài, toàn cấp đánh bỏ, quần chúng nhóm mãnh liệt hoài nghi, kia hóa chính là quá như bức, thậm chí ngoại vũ trụ dung không dưới hắn này tôn đại thần, mới cho hắn ném nơi này. Triệu bân lại hiện thân, đã là một tòa nguy nga đại điện. Đây là quỷ điện, quỷ thành chi chủ liệu lý công vụ chỗ, cùng loại diêm la điện, cùng phàm nhân gian nha môn pha giống, cũng có bàn bầy biện, hai sườn, còn các có một loạt dẫn theo đao, thả hung thần ác sát nha dịch, Nga không đúng, là quỷ vương. Triệu bân, việc này không để yên. Nhà ta lão tổ, định sẽ không bỏ qua ngươi. Chọc ta Minh Hải, kêu ngươi sống không bằng chết. Trong điện, ồn ào một mảnh. Minh Hải nhân tài, thân tàn trí kiên, túng chỉ còn nguyên thần, lại như cũ sinh long hoạt hổ, đầu đều còn mơ hồ đâu. Liền gác kia chửi ầm lên, liền kia từng sợi tàn hồn, cũng tặc không yên phận, nhảy nhót lung tung, rất có nhào lên tới cắn Triệu Bân một ngụm tư thế. a à, đế, Triệu Bân cái này hắt xì, đánh tự mang thiên chi khí. Hiện trường, đốn lặng ngắt như tờ. Trách chỉ trách, Triệu Bân này một tiếng hắt xì, là cùng lôi thần giận thành cộng minh. Bị đánh thành tàn hồn thiếu phủ quân, suýt nữa bị chấn diệt. Chỉ còn nguyên thần thiếu phủ quân, hơn phân nửa đều mất đi. Đương nhiên, cũng có tỉnh, chẳng qua, đều gác kia ném đầu đâu mãn nhãn sao kim nhi, đầu còn ong ong. Nhất bi thôi bất quá rồng bay minh đem, người cũng không mắng, chính là mới vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng chung, nghe thấy có người đánh hắt xì, lại rơi vào mộng đẹp, tiếp tục lúc trước không có làm xong ác mộng. Ân, trong điện an tĩnh nhiều. Đãi triệu bân thu mắt, trước mắt đã nhiều một người. Đúng là quỷ thành chi chủ, trong tay còn sách theo một cây côn nhi, giờ phút này, đang ở trên người hắn chọc tới chọc đi, tựa như nghiên cứu đồ cổ còn có đứng ở hai sườn quỷ vương nha dịch, cũng đều có bậc này xúc động, cũng pha tưởng đi lên hỏi một chút triệu bân, như người bậc này nhân tài, nhà ngươi vũ trụ còn có bao nhiêu, có phải hay không đều như ngươi như vậy, làm khởi trượng tới. Vô pháp vô thiên, người này, gì thể chất, quỷ thành chi chủ một bên chọc một bên hỏi. Hoang cổ thánh thể, triệu bân há mồm liền tới. Đừng nói, người này huyết thống cùng thánh thể, thật là có như vậy vài phần tương tự. Quỷ thành chi chủ còn ở nghiên cứu, Nói cũng là đại lời nói thật, thánh thể khí huyết tràn đầy, tiểu tử này sinh mệnh lực cũng là dị thường bồng bột, hai loại huyết thống đều là ngang nhau bá đạo. Khi nói chuyện, ôm bàn tính hai quỷ vương đã cùng nhau nhập điện, cung cung kính kính dâng lên một quyển sổ sách. Triệu Bân tùy mắt liếc mắt một cái, này thượng viết, đều là trận này đại chiến tổn thất, ai ai phòng ở hủy hoại, ai ai gặp cá trong chậu họa, thế nhưng mẹ nó còn có ném thức phụ, chỉnh hoa hoè loè loẹt. Dù sao chính là Từng cọc từng cái, đều liệt rõ ràng Ai hẹn đánh nhau, ai bồi thường, là cái gọi là công quán Này không, chưa bỏ tần mộng giao dư lại đều gác này đâu Muốn nói thành chủ cũng là có ý tứ Không cho ở trong thành đánh nhau, người mẹ nó sớm ra tới A Bên này đánh xong, người sách theo tiểu sách vở thu sau tính sổ Như thế nào cái ý tứ, người còn có thể vớt điểm chỗ tốt không thành Vớt, cần thiết vớt A Này, sẽ là quỷ thành chi chủ trả lời Đừng hỏi, hỏi chính là minh đế mang đến hảo. Mạc nhìn, giao tiền đi, xét thấy Minh Hải nhân tài, đều vững vững hồ hồ, quỷ thành chi chủ trước lấy Triệu Bân khai đao, cũng thật thiện giải nhân ý, số lượng đều cho người ta liệt hảo. Ta không có tiền, kẻ nghèo hèn một cái. Triệu Bân nghiêm trang nói. Công đức, bí bảo, pháp khí, đan dược, căn nguyên huyết. Thấu một thấu. Ta. Không đợi Triệu Bân đem nói cho hết lời, liền thấy một người đi vào trong điện là cái áo đen lão giả, sắc mặt sao. So với hắn áo choàng còn hắc, xem áo choàng thượng đồ đằng, nên là sở giang vương điện thiên minh đem, tới này tự không phải du sơn ngoạn thủy, mà là tới đón người, cũng chính là rồng bay minh đem, sở dĩ mặt hắc, một là đối triệu bân, người mẹ nó xuống tay thật tàn nhẫn nào. Nhị là đối quỷ thành chi chủ, người mẹ nó nhàn đi. Tùy ý hậu bối ở trong thành nháo loạn, đánh xong mới nhảy ra gào to. Đến hảo chút thời gian không gặp ngươi, quỷ thành chi chủ nhéo nhéo dâu, ngày sau ra cửa, cẩn thận một chút, đừng bị người đánh cướp. Áo đen lão giả liếc mắt một cái, tùy tay ném xuống một cái túi chữ vật, là gọi bồi thường kim, có rồng bay minh đem, cũng có tần mộng dao, này hai tiểu hoa nhi, thật không cho người bớt lo. Uống ly trà lại đi. Không rảnh. Áo đen lão giả lưu lại một ngữ, sách lên rồng bay minh đem biến mất không thấy. Trước khi đi, hắn còn ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua triệu bân, bực bội về bực bội, tiểu tử này là chân nhân mới a. À. Hắn là cái thích tài người, không hiểu được này tiểu tệ tử, có tức phụ không? Oanh, phanh, áo đen lão giả mới vừa đi, liền nghe ngoài điện nổ vang, có tảng lớn bóng người rơi xuống. Không cần đi hỏi, liền biết là minh hải người, sắc mặt là một cái so một cái hắc, đường đường minh hải thiếu tôn, cộng thêm 72 cái thiếu phủ quân, thế nhưng bị một cái chuẩn thánh, thu thập dễ bảo. Mất mặt, quá con mẹ nó mất mặt. Nguyên nhân chính là nén giận, mọi người xem triệu bân sắc mặt. Mới phá lệ lạnh băng, rất có đường trường giết người xúc động, bất quá, nhớ tới minh tôn tới khi báo cho, lại đều áp xuống hỏa khí. Nói lên minh tôn, cũng là phá lệ thượng hỏa. Nề hà, minh đế cho hắn lấy giấc mộng, làm hắn không có việc gì nhiều nhìn xem thư, nhiều luyện luyện tự, nhiều tạo mấy cái tiểu hoa nhi, cũng đừng tham dự hậu bối sự. Này nói còn chưa đủ minh bạch sao, đừng nhúc nhích cái kia kêu triệu bân người từ ngoài đến. Quan đại một bậc áp người chết, lão đại nói hắn đến nghe a à đến nỗi người trong nhà mới, sau này đến buộc hảo, chọc ai đều chớ chọc họ chịu, vô kia cường hãn nội tình, đánh mẹ nó cái gì giá. Ngày sau, thiếu đi đêm lộ, để ý rất hố. Chúng cường lúc đi, đều cấp quỷ thành chi chủ, để lại một câu, người cái này thành chủ, đương thật con mẹ nó có ý tứ, ăn bất lau đến ta minh hải, may nhà ta hậu bối còn có mệnh ở, bằng không, sốc người phủ đệ. Hỏa đại thương thân, quỷ thành chi chủ không cho là đúng. Hắn cùng minh đế hốn, này, đều là tốt đẹp truyền thống. Dòng bay Minh đem bị tiếp đi rồi. Minh Hải thiếu tôn bị tiếp đi rồi. Một chúng thiếu phủ quân cũng bị tiếp đi rồi. To như vậy quỷ điện, chống trải không ít, liền thừa triệu công tử một cái, còn gác kia tả nhìn hữu xem, có hậu đài chính là hảo A. Lược hạ tiền liền đem người lãnh đi rồi, không giống hắn, cũng không ai hỏi một chút hắn ăn cơm sao. Đừng nét mực, quỷ thành chi chủ ngáp một cái. Triệu bân cúi đầu nhìn thoáng qua tử phủ, Hắn tiểu bảo bối nhi a, à. cũng chưa che nóng hổi đâu, liền phải bị người quải chạy, tuy rằng hắn không nghĩ cấp, nhưng không cho có thể hành. Ai nha uy, không đợi hắn bỏ tiền, liền nghe quỷ thành chi chủ cười ha ha. Ngoài điện lại có người tới, là một đạo bóng hình xinh đẹp, xinh cái kia dung nhan tuyệt đại, nữ tử hương trung, còn cuốn một mặt đan dược hương, người chi làm người lưu luyến mê say. Không sai, là Hoa Mai chủ tiệm, mới từ hai hương phủ đệ lại đây mấy lão gia hỏa đều tới đón người, nàng này đi ngang qua, cũng thuận tiện tiếc một cái. Cái gì Phong Nhi đem ngươi thổi tới? Quỷ thành chi chủ cười đầy mặt cảnh xuân. Còn có thể cái gì Phong Nhi, âm Phong Nhi bái. Hoa mai chủ tiệm tà liếc mắt một cái, tùy tay một cái túi chữ vật, treo ở giữa không chung, xong rồi, kéo triệu bân liền đi, chỉnh quỷ thành chi chủ vẻ mặt xấu hổ. Bồn còn tưởng tâm sự lý tưởng đâu, này liền đi rồi. Còn có, này hai gì quan hệ, vì sao Hoa Mai chủ tiệm tới lãnh người? Đa tạ tiền bối, Triệu Bân một ngữ chân thành tha thiết, không nghĩ tới Hoa Mai chủ tiệm tới lãnh hắn. Tạ liền không cần, mượn ta dùng mấy ngày liền hảo." Hoa Mai chủ tiệm lời nói từ từ. Triệu công tử một bước không đi ổn, ra cửa điện khi bị vướng một chút, một đầu tài kia. "Giúp ta luyện đan." Hoa Mai chủ tiệm bồi thêm một câu. Audio điện tử võ tấn bền. "Mau mau mau." quỷ thành phế tích, nhiều bóng người chen chúc. Thành chi hủy hoại nửa bên, kia đến tu A. À. Đương nhiên, không phải tự mình ra tiền. Thành chủ nói, ai hẹn đánh nhau ai bồi. Tối nay một trận chiến, Minh Hải xem như mặt mũi quét xác Nếm chút khổ sở cũng hảo, mài rũa một phen đều không phải là chuyện xấu. Lời tuy như vậy nói, tổng giác trên mặt không ánh sáng. Đích xác, triệu bân dù sao cũng là một cái người từ ngoài đến. Bóng người tụ tập nhi nơi, tự không thể thiếu ồn ào thanh, nhiều tại đàm luận tối nay trận này đại chiến, giữa những hàng chữ, tổng không thể thiếu Triệu Bân Danh. Tiểu đánh tiểu nháo liền tính, nhưng kia hóa, một trận chiến đánh cho tàn phế 73 tôn thánh nhân. Nếu không phải thành chủ cường thế nhúng tay, Minh Hải kia bang nhân mới đều phải công đạo tại đây. Cho nên nói, cần vĩnh viễn nhớ rõ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Liền như Minh Hải, tối nay liền đá một cái mang theo gai thép tấm. Nói đến thép tấm, triệu công tử ra khỏi thành phủ, liền mông một kiện áo đen, là một đường nghe nghị luận lại đây, hắn giống như phát hỏa, đi nào đều có thể nghe nói có quan hệ hắn bát quái. Vẫn là hoa mai chủ tiệm bình tĩnh, dáng người nhẹ nhàng, như gió đi qua. Mặt ngoài bình tĩnh, không đại biểu nàng trong lòng không khiếp sợ, đảo không phải khiếp sợ triệu bân huyết thống, mà là này đấu chiến tâm cảnh, nếu không phải sát ra quá một cái thây sơn biển máu, tuyệt đối không thể có như vậy khí cái bát hoang uy thế. Tiền bối, tần mộng giao như thế nào? Triệu bân nhỏ giọng hỏi. Phá, hoa mai chủ tiệm một ngữ mờ mịt. Phá, gì phá? Triệu công tử nếu náo động mở rộng ra, ý nghĩ cũng là phá lệ thanh kỳ. Nàng trong cơ thể có giam cầm, phủ đầy bụi cổ xưa chi lực, người một giọt huyết, chọc nàng căn nguyên dị biến, trời xui đất khiến phá giam cầm. Hoa mai chủ tiệm lời nói từ từ. Triệu bân nghe trong lòng thẳng ho khan, trong lòng còn phiến tự mình một cái tát, lại con mẹ nó hiểu sai này cũng không thể trách hắn, là cái này nữ tiền bối, luôn là nói chuyện đại thở dốc nhi. Ho khan về ho khan, hắn vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Việc nào ra việc đó, tần mộng giao tấu hắn là thật, từng giúp hắn cũng là thật. Đây là ân tình, hắn đến nhớ kỹ. Bên đường chỗ ngoặt, hoa mai chủ tiệm vào một gian cửa hàng, đúng là nàng đan dược phô. Đan dược phô mặt sau, có một cái quyên tú tiểu viện tử, yên lặng tường hòa, thả không gì phức tạp chi vật, chỉ một cây lão thụ, một cái bàn đá, bốn cái ghế đá, cộng thêm hai tòa tiểu gác mái, là cái tu thân dưỡng tính hảo địa phương, ít nhất Triệu công tử thấy, tâm thần cảm thấy thanh minh. Thả trước nghỉ tạm, ngày mai bắt đầu luyện đan. Hảo thuyết. Triệu Bân ha hả cười, Lưu Yên Nhi chui vào gác mái. Ngủ, hắn nhưng ngủ không được. Tối nay hắn nhưng không ngừng là đánh nhau, còn thuận tay nhặt điểm bảo bối, như Thánh Vương binh mảnh nhỏ, Minh Hải thiếu tôn bí bảo cùng với chúng thiếu phủ quân pháp khí có không ít đều bị hắn góp nhặt tài chất toàn không tầm thường đều có thể luyện nhập hắn huyền thương kiếm đãi trở về nguyên vũ trụ lại cùng long nguyên hợp hai làm một nói luyện liền luyện hắn tế nguyên thần hỏa dung hợp kiếm cùng tiểu mảnh nhỏ thuận tiện tuyên khắc từng đạo kỳ dị chữ chuyện thế nhưng đối luyện khí cũng rất có tạo nghệ hoa mai chủ tiệm nhẹ lẩm bẩm có thể xuyên thấu qua gác mái vách tường trông thấy này nội cảnh tượng bất quá ngẫm lại liền cũng bình thường trở lại. Luyện đan cùng luyện khí tuy là hai con đường, lại rất nhiều tương thông chỗ, cũng như tu đạo, hứa có trăm sông đổ về một biển. Là cái khả tạo chi tài. Hoa Mai chủ tiệm cười cười, tùy tay cầm một bộ quyển sách. Đây là triệu bân cấp luyện đan áo nghĩa, nàng đã nghiên cứu nhiều ngày. Đồng dạng đang xem thư học tri thức, còn có minh đế. Đọc sách là cái hảo thói quen, chính là có điểm phí máu mũi. Ân. Mỗ một cái chớp mắt, hắn mạch nâng mắt, nhìn phía mở mịt. Hắn chứng kiến là một mảnh hỗn hỗn độn đột, rất nhiều hủy diệt chi ý. Lực lượng thất hành, cái này vũ trụ lại ở bành trướng. Đế hoang có lẽ vô cảm thấy, nhưng triệu bân lại có cảm giác. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thân là người từ ngoài đến hắn, đối càn khôn biến động, rất là mẫn cảm, đây là minh giới người chưa từng cụ bị. Đương nhiên, đế cấp cường giả ngoại trừ, như minh đế, vốn là liên lụy đại càn khôn, nếu có khác thường, hắn định là cái thứ nhất biết được. Hôm sau, Triệu Bân thay đổi một thân xiêm y, sớm ra khỏi phòng. Hoa mai chủ tiệm đã ở trong viện, trước người còn bãi một ngụm lò luyện đan. Này đan, luyện đủ 100 viên, hoa mai chủ tiệm nhẹ phẩy tay, trong tay áo bay ra một cái túi chữ vật, này nội có một đan phương, còn thừa toàn luyện đan tài liệu. 100 viên, triệu bân sặc một chút, tổng giác chính mình là cái lao công. Quả nhiên, thiên hạ không có miễn phí công chưa. Hoa Mai chủ tiệm lãnh hắn trở về kia đến cho người ta làm việc nhi a à. làm việc cực nhọc liền làm việc cực nhọc quyền nương tu tập luyện đan thuật hắn đã tiến giai chuyển thánh đã là quỷ vương thần vị đã tiến giai thánh nhân lại đi nhiệt hải sát ác long tránh đủ công đức liền có thể phong vị minh đem liền có tư cách đi gặp Diêm La Diêm La dẫn tiến có lẽ có thể thấy Minh Đế hắn tiếp được đan phương mơ hồ quét một lần ghi lại chính là Bảo Nhan hồi xuân đan luyện chế phương pháp Bảo Nhan xuân về xem tên đoán nghĩa vĩnh bảo thanh xuân đan dược có phẩm giai phân chia mà hoa mai chủ tiệm làm hắn sở luyện chế liền thuộc thấp nhất cấp một loại hay không cần ta biểu thị một lần hoa mai chủ tiệm từ từ nói không cần triệu bân sủy đan phương tùy theo liền vén lên tay áo hoa mai chủ tiệm chưa lại nói tìm chỗ ngồi ngồi kia lấy ra trà cụ an tĩnh pha trà hiển nhiên phải làm quần chúng triệu bân chiến lực nàng đã kiến thức quá, chính là không biết này luyện đan thuật, hay không cũng nếu như chiến lực, như bước nói chuyện không đâu. Oanh! Triệu bân tế nguyên thần hỏa, dũng mãnh vào lò luyện đan. Rồi sau đó, đó là từng cây kỳ hoa dị thảo, đâu vào đấy ném nhập lò chung. Không nói đến hắn kỹ xảo có bao nhiêu cao, này khống hỏa thủ pháp, vẫn là ra dáng ra hình. Hoa mai chủ tiệm chưa quấy dày, chỉ an tĩnh làm quần chúng. Triệu bân cũng tâm vô ngoại vật, càng nhiều tài liệu ném nhập đan lô. Không lâu, liền nghe đan dược hương, kỳ hoa dị thảo tinh hoa, đã ở lửa cháy thiêu đốt chung, tụ ở một khối, chậm rãi ngưng thật, cũng chậm rãi nắn ra đan dược hình thức ban đầu, có màu xanh lơ quang hoa lập lè, nồng đậm dược hương, là một trận tiếp một trận, Ngửi chi thấm vào ruột gan. Mà nhất bắt mắt, vẫn là đan thượng một cái hoa văn, này cùng nguyên vũ trụ, cực kỳ giống nhau, xem đan dược phẩm cấp, đan văn là nhất trực quan, đan văn càng nhiều, cấp bậc liền càng cao ra đan. Nhưng nghe triệu bân một sắt, một tay vỗ vào đan lô thượng. Đan dược theo tiếng bắn ra, rơi xuống khi, treo ở giữa không chung. Còn hành, triệu bân hỏi một câu. Tạm được, hoa mai chủ tiệm khinh ngữ cười. Đến lạc, triệu bân rót một ngụm rượu, lại tế nguyên thần hỏa. Thành công luyện ra đệ nhất viên đan, hắn có thể nói ngựa quen đường cũ, tốc độ nhanh rất nhiều. Một văn đan sao, không như vậy nhiều khuôn sáo, quá trình cũng không phải như vậy dườm ra nguyên nhân chính là như thế hắn hiệu suất mới cực kỳ mau không cần thiết lâu ngày liền thấy đệ nhị viên đan hoa mai chủ tiệm không gì biểu tình biến hóa chỉ lẳng lặng uống trà một phân đan là thuộc nhập môn cấp nhanh chóng ra đan đều không phải là việc khó nàng chủ yếu muốn nhìn triệu bân kỹ xảo cùng với luyện đan khi tâm cảnh xem qua này tiểu hoa nhi là cái luyện đan hạt giống tốt nếu Triệu Bân thật thông qua nàng thiết hạ thật mạnh khảo nghiệm, đem suốt đời luyện đan thuật truyền cùng hắn, cũng không phải không được, khách qua đường liền khách qua đường, cũng coi như thừa nàng y bát.